Giờ phút này, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người khi thấy ông chủ Lâm run rẩy kịch liệt. Ngay cả Dương Thanh cũng hơi lo lắng. Dù sao ông chủ Lâm được Phùng Tiểu Uyển châm cứu chữa trị xong mới run rẩy như vậy. Nhưng Phùng Tiểu Uyển không hề hoảng loạn, trái lại vẫn bình tĩnh, ngón cái và ngón trỏ trên tay phải chợt nhẹ nhàng nằm lấy phía trên một ngân châm. Một giây tiếp theo, cảnh tượng làm mọi người chấn động kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy ngân châm này đột nhiên rung lên với một tần số cao. Trời ạ, kim châm tự nhiên rung lên. Có người kinh ngạc kêu lên. Cảnh tượng này thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Phùng Tiểu Uyển còn chưa chữa trị xong. Sau khi chạm vào làm một ngân châm rung lên, cô ta lại dùng cách tương tự với mấy ngân châm khác. Lúc này, tổng cộng có 7 mũi ngân châm ở vị trí trái tim của ông chủ Lâm đều đã rung lên. Bắt đầu hồi hồn châm. Đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên, sau đó nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển với vẻ cung kính. Người này mặc áo blau trắng, là bác sĩ đi theo ông chủ Lâm. Ông ta có thể trở thành bác sĩ riêng của ông chủ Lâm thì tất nhiên phải có y thuật rất giỏi. Ngay cả ông ta cũng nhìn Phùng Tiểu Uyển với vẻ kính trọng và ngưỡng mộ đã đủ để chứng minh phương pháp châm cứu của cô ta lúc này lợi hại tới mức nào. Tơ đỏ, vị trí trái tim của ông chủ Lâm tự nhiên xuất hiện 7 tơ đỏ. Có người vô cùng chấn động nói. Chỉ thấy từ chỗ 7 mũi ngân châm xuất hiện từng sợi tơ màu đỏ không ngừng tập trung về phía vị trí chính giữa. Mấy giây ngắn ngủi qua đi, không ngờ 7 tơ máu đã tập trung lại một chỗ. Phụt! Phùng Tiểu Uyển nhanh tay nhanh mắt, lập tức đâm một ngân châm đã cầm sẵn trong tay từ lâu vào đúng điểm tơ đỏ tập trung lại. Cô ta đã có sự chuẩn bị trước, chẳng biết trong tay xuất hiện một bình thủy tinh trong suốt từ lúc này, tay kia rút ra ngân châm đâm vào cuối cùng. Cô ta vừa rút ra thì lập tức úp bình thủy tinh lên điểm trung tâm của 7 sợi tơ máu. Phùng Tiểu Uyển chỉ giữ bình thủy tinh khoảng một giây đã lập tức thu về, đồng thời đóng nắp bình lại. Tất cả những điều này giống như một bữa tiệc thị giác thịnh soạn khiến ai nấy đều nhìn không chớp mắt. Sau khi thấy Phùng Tiểu Uyển cất cái bình đi, mọi người mới dần hoàn hồn. Oe! Ông chủ Lâm vốn đang hôn mê chợt từ trên băng ca ngồi dậy, phun ra một ngụm máu đen. Bố! Lâm Hạo vô cùng hoảng sợ, vội vàng bước tới. Nhưng sau khi ông chủ Lâm phun ra một ngụm máu đen đã nằm xuống băng ca, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt chứ không hề có sắc máu, trông giống như một người chết. Lúc này, Phùng Tiểu Uyển đã kiệt sức, ngồi phịch xuống đất và thở hổn hển. Tiểu Uyển, cô không sao chứ? Dương Thanh vội vàng bước lên, lo lắng khi thấy trên trán Phùng Tiểu Uyển lấm tấm mồ hôi hột. Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu và cười rạng rỡ, em đã cứu được người rồi. Dương Thanh đang lo lắng, vừa nghe Phùng Tiểu Uyển nói vậy thì cũng yên tâm. Cô ta nói đã cứu được ông chủ. Lâm về, vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bố đừng làm con sợ, bố mau tỉnh lại đi. Lâm Hạo quỳ trước băng ca của ông chủ Lâm và sốt ruột kêu to. Nhưng bất kể ông ta gọi thế nào, ông chủ Lâm đều không có bất kỳ phản ứng gì. Chủ gia tộc, đây chính là thần y có thể chữa được bệnh của ông à. Lúc này, chủ nhánh hai đột nhiên cười giễu cợt, liếc nhìn ông chủ Lâm nằm ở trên băng ca vẫn không nhúc nhích với vẻ hài hước, cười híp mắt nói. Ông chủ Lâm vốn còn có thể cứu được, bây giờ cô ta vừa chữa thì sợ rằng không tỉnh lại được nữa nhỉ. Lâm Hạo, bố cậu chết không liên quan tới nhà họ Khương chúng tôi. Đương nhiên, nếu cậu muốn truy cứu trách nhiệm thì cứ truy cứu Lang Băm vừa ra tay cứu bố cậu đấy. Chủ nhánh ba nhìn Lâm Hạo và lạnh lùng nói. Mặt Khương Hùng lập tức biến sắc, ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn chủ nhánh hai và chủ nhánh ba, nhíu mày nói, thần y nhỏ còn chưa nói gì về tình trạng của ông chủ Lâm, sao các ông biết ông chủ Lâm chết rồi. Lại nói, khi ông chủ Lâm được mang đến đã cận kề với cái chết nên nhà họ Lâm chủ động cầu xin thần y nhỏ ra tay cứu giúp. Cho dù cô ấy thật sự không chữa được cho ông chủ Lâm thì nhà họ Lâm cũng sẽ không trách tội thần y nhỏ chứ. Khương Hùng nói xong thì nhìn về phía Lâm Hạo, cao giọng nói, thần y là khách của Khương Hùng tôi. Cho dù cô ấy không thể cứu được ông chủ Lâm, các cậu cũng chẳng có lý do gì truy cứu trách nhiệm của cô ấy. Giọng nói của Khương Hùng vô cùng kiên định. Cũng tiết lộ một tín hiệu với nhà họ Lâm. Nếu nhà họ Lâm thật sự muốn gây rắc rối cho Phùng Tiểu Uyển, lão ta không chấp nhận khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Khương chúng ta, ông tính bất chấp mối quan hệ giữa nhà họ Khương và nhà họ Lâm cũng phải che chở cho hung thủ giết người sao? Chủ nhánh ba lạnh giọng chất vấn. Hung thủ giết người à? Khương Hùng cười lạnh, theo ý kiến của ông, nếu một người bị bệnh nặng đi bệnh viện, chỉ cần bệnh viện không thể cứu được người thì bác sĩ trong bệnh viện đều thành hung thủ giết người sao? Ông chủ Lâm có thân phận cao quý, người bệnh nặng bình thường làm sao có thể sánh được? Chủ nhánh 2 lại hỏi.
Hừ. Khương Hùng cười lạnh, tôi muốn xem thử là ai dám động vào thần y nhỏ. Ông chủ Khương, ông nói quả nghiêm trọng rồi. Lâm Hạo bị thương bước tới và nói, ông nói không sai, bố tôi vốn đã cận kề với cái chết, bệnh viện không chữa được nên chúng tôi mới tìm đến thần y nhờ cứu giúp. Cho dù bố tôi qua đời cũng chẳng thể trách thần y nhỏ được. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của thần y nhỏ đâu. Lâm Hạo nghiêm mặt nói xong lại chủ động bước tới bên cạnh Phùng Tiểu Huyền đang nghỉ ngơi, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng và dùng hai tay cung kính đưa tới. Vất vả cho thần y rồi, trong tấm thẻ này có 1 tỷ coi như tiền công cô đã ra tay cứu chữa cho bố tôi. Cho dù cô không thể chữa được cho bố tôi nhưng nhà họ Lâm sẽ không trách cô, cảm ơn cô. Ông ta vừa ra tay đã là 1 tỷ khiến đám người đều kinh ngạc đến ngẩn người. Chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 thấy không thể gây xích mích thì vẻ mặt cực kỳ khó coi. Phùng Tiểu Huyền cũng hơi ngây người, sau đó mới nói, ai nói tôi không thể cứu được ông chủ Lâm. Tôi đã chữa bệnh cho ông ấy xong rồi. Cái gì, cô nói bố tôi còn sống à? Lâm Hạo đang bị thương, chợt nghe Phùng Tiểu Huyền nói vậy thì lập tức trợn tròn mắt với vẻ ngạc nhiên. Phùng Tiểu Huyền khẽ gật đầu, tôi đã ép cổ trùng trong tim của ông chủ Lâm ra. Ông ấy quá yếu nên trông như chết, cùng lắm 5 phút nữa, ông chủ Lâm sẽ có thể tỉnh lai. Cô ta nói dứt lời thì đẩy lại tấm thẻ ngân hàng mà Lâm Hạo đưa qua, từ chối, tôi ra tay cứu chỉ đơn giản vì tôi là bác sĩ chứ không phải vì tiền. Ông chỉ cần cho tôi 200 phí châm cứu chữa bệnh là được rồi. Hừ, chủ nhánh 2 cười giễu cợt, đúng là nói khoác không biết ngượng. Cô không cần phí khám bệnh 1 tỷ mà chỉ cần 200, cô biết mình không chữa bệnh được, làm ông chủ Lâm chết nên không dám nhận phí khám bệnh 1 tỷ chứ gì. Chủ nhánh 3 cũng nói. Ông chủ Lâm rõ ràng đã chết mà cô cứ nhất quyết nói ông ta còn sống, cô thật sự tưởng chúng tôi đều là kẻ ngu à. Phùng Tiểu Huyền nghe ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nói vậy, nhất thời cuống lên, vội vàng giải thích nói, tôi không có lừa gạt các người. Tôi thật sự đã trị khỏi bệnh cho ông chủ Lâm rồi. Giải thích chính là che giấu, tôi nghĩ nên xử bắn ả lang băm này đi. Vẻ mặt của ông chủ nhánh 3 ngập tràn ý muốn giết người. Lâm Hạo, tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu cậu dễ dàng tin lời ả lang băm này, đợi đến khi cậu muốn tìm cô ta trả thù e là quá muộn. Ông chủ nhánh 2 nói với Lâm Hạo. Lâm Hạo nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn ông chủ nhánh 2 và nhánh 3, hờ hững nói, tôi đã nói rất rõ ràng, dù bố tôi có chết cũng không liên quan gì tới thần y nhỏ. Tu các người cứ luôn mồm khích bác mối quan hệ giữa thần y nhỏ và nhà họ Lâm, rốt cuộc là có mục đích gì? Lâm Hạo thật sự tức giận. Lúc nãy Phùng Tiểu Huyền chữa trị cho ông chủ nhà họ Lâm như thế nào, ông ta đều tận mắt nhìn thấy. Có thể nói Phùng Tiểu Huyền đã thực sự dốc hết lòng hết sức, cũng không hề lo lắng bản thân sẽ không cứu được ông chủ nhà họ Lâm, mà ngược lại nhận lấy trách nhiệm, lập tức đi cứu người. Chỉ với tấm lòng lương thiện này của Phùng Tiểu Huyền thôi cũng đủ khiến Lâm Hạo cảm động rồi. Nhưng ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 của nhà họ Khương lại không ngừng gây xích mích, âm mưu mượn tay ông ta để giết chết Phùng Tiểu Huyền. Việc này khiến ông ta rất phản cảm. Chúng tôi chỉ ăn ngay nói thật, nếu cậu không muốn nghe thì thôi. Ông chủ nhánh 2 hờ hững nói, chỉ là nếu việc này truyền ra ngoài, đến lúc đó người bên ngoài đều nghĩ đứa con trai của ông chủ nhà họ Lâm là cậu không hề quan tâm đến sống chết của bố mình. Tận mắt nhìn thấy kẻ thù giết bố ruột của mình vậy mà lại không muốn báo thù rửa hận cho ông ấy, sợ là người đời sẽ cười nhạo cậu. Khương Hùng giận dữ quát, câm miệng cho tôi. Lâm Hạo cũng lạnh lùng liếc nhìn ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nói, nhà họ Khương có đám người xấu xa như các người, đúng là kéo thực lực của nhà họ Khương xuống thấp. Ông nói cái gì? Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 lập tức lộ vẻ mặt tức giận. Câu nói này của Lâm Hạo đã sỉ nhục bọn họ. Các người đúng là mặt dày, tôi đã nói một lần rồi mà còn muốn nghe thêm nữa à? Nếu vậy, tôi nói lại một lần nữa là được. Ý của tôi là bởi vì các người mà thực lực tổng thể của nhà họ Khương đã bị hạ thấp. Lâm Hạo chế giễu nói với hai người bọn họ. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 giận tím mặt, nhưng dù gì Lâm Hạo cũng là con trai của ông chủ nhà họ Lâm, đã vậy còn là người thừa kế của nhà họ Lâm nữa chứ. Tuy đây là nhà họ Khương nhưng bọn họ cũng không làm gì được Lâm Hạo. Khụ khụ khụ. Bỗng nhiên, một tràng tiếng ho khan vang lên dữ dội. Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy ông chủ Lâm người vừa mới bị ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nghĩ đã chết rồi, bỗng ngồi dậy từ trên cáng cứu thương. Lâm Hạo cực kỳ kích động, cũng không thèm phí lời với người nhà họ Khương nữa, nhanh chân chạy tới. Sau khi ông chủ Lâm ho khan xong mới nhìn Lâm Hạo, ngạc nhiên nói, bố vẫn còn sống sao? Bố vẫn còn sống. Lâm Hạo kích động khóc nức nở nói,
là thần y nhỏ đã cứu sống bố. Cô ấy đã ép được cổ trùng từ trong tim bố ra. Ông chủ nhà họ Lâm vốn còn hơi nghi ngờ, nhưng lúc nghe Lâm Hạo nói đến cổ trùng, sắc mắt lập tức thay đổi, kinh ngạc nói, con nói cổ trùng trong người bố đã bị ép ra ngoài rồi. Đúng ạ, thần y nhỏ đã nói như vậy. Lâm Hạo vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nên có sao nói vậy. Sau đó lại hỏi, đúng rồi, bố, tại sao trong cơ thể bố lại có cổ trùng chứ? Đó là thứ gì vậy? Sắc mặt ông chủ Lâm nghiêm nghị, không trả lời Lâm Hạo mà chỉ nhìn Phùng Tiểu Uyển ở bên cạnh. Lúc nãy Lâm Hạo đã chỉ Phùng Tiểu Uyển cho lão ta biết. Khí sắc của Phùng Tiểu Uyển cũng đã khôi phục phần nào. Cô ta đi tới bên cạnh ông chủ Lâm rồi lấy ra bình thủy tinh trong suốt. Đây chính là cổ trùng lấy được từ trong người ông ra. Phùng Tiểu Uyển giơ bình thủy tinh lên, mọi người đều có thể nhìn thấy bên trong bình thủy tinh có một sâu nhỏ màu đen đang ngọ nguậy. Đây là phệ tâm cổ, chỉ có người Miêu Thành mới nuôi dưỡng được, sức sống rất ngoan cường. Cổ trùng này chuyên uống máu trái tim để sống. Người bị hạ phệ tâm cổ mỗi lần sử dụng võ, sẽ bị nó cắn xé trái tim, khiến họ phải chịu nỗi đau thấu tim. Phệ tâm cổ đã bị ép ra ngoài. Sau này ông chỉ cần uống thuốc bắc 3 tháng liên tục theo đơn thuốc tôi kê là có thể từ từ phục hồi vết thương chỗ trái tim. Vừa nói chuyện Phùng Tiểu Uyển vừa viết toa thuốc, chữ viết như rồng bay phương múa chẳng mấy chốc đã viết xong toa thuốc. Toa thuốc này có thể mua được ở bất kỳ tiệm thuốc đông y nào, hơn nữa giá cũng rất rẻ. Mỗi ngày sắc uống trước 3 bữa ăn. Tôi cũng đã viết cách sắc thuốc trong này rồi. Phùng Tiểu Uyển đưa toa thuốc cho Lâm Hạo. Cảm ơn thần y nhỏ. Cảm ơn tiểu thần y nhỏ. Lâm Hạo vui mừng hớn hở, liên tục nói cảm ơn. Ông ta dẫn ông chủ Lâm đến nhà họ Khương tìm Phùng Tiểu Uyển với hy vọng còn nước còn tát, nhưng không ngờ Phùng Tiểu Uyển lại thật sự chữa khỏi bệnh cho bố ông ta. Ông chủ Lâm cũng ngạc nhiên không thôi, lão ta nhìn Phùng Tiểu Uyển với vẻ mặt vô cùng biết ơn. Lâm Thiên Tường, tôi mãi mãi sẽ không quên ơn cứu mạng của thần y nhỏ. Vẻ mặt Lâm Thiên Tường đầy biết ơn, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội hoàng long đưa cho Phùng Tiểu Uyển nói, ơn lớn không thể nói hết thành lời. Tôi không bảo đáp được ơn cứu mạng của tiểu thần y, chỉ có thể tặng cô miếng ngọc bội này. Không ngờ lại là ngọc hoàng long. Ngọc hoàng long của nhà họ Lâm đại diện cho quyền lợi và của cải tối cao. Bất kỳ ai nhìn thấy ngọc hoàng long thì cũng như nhìn thấy chủ gia tộc họ Lâm. Người có được ngọc bội này, có thể tùy ý sử dụng tất cả nhân lực và vật lực sẵn có của nhà họ Lâm. Ngay cả một số người cùng huyết thống trực hệ của nhà họ Lâm cũng không đủ tư cách để có được. Khi mọi người xung quanh nhìn thấy miếng ngọc bội hoàng long mà Lâm Thiên Tường đưa cho Phong Tiểu Uyển thì đều tỏ ra ngạc nhiên. Ngay cả Lâm Hạo cũng ngơ ngác. Đây chính là ngọc hoàng long đại diện cho quyền lợi tối cao của nhà họ Lâm, ngay cả ông ta cũng là lúc trở thành người thừa kế của nhà họ Lâm mới có được một miếng. Thậm chí mấy anh chị em của ông ta cũng không có. Còn về đám con cháu cùng lứa với ông ta càng không thể có. Thế mà một người ngoài như Phùng Tiểu Uyển lại có được miếng ngọc bội hoàng long này. Sắc mặt của ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 cực kỳ khó coi. Bọn họ vốn định mượn tay nhà họ Lâm giết chết Phùng Tiểu Uyển nhưng không ngờ Phùng Tiểu Uyển không chỉ chữa khỏi bệnh cho Lâm Thiên Tường mà còn có được miếng ngọc bội hoàng long quyền lực tối cao của nhà họ Lâm nữa. Việc này khiến bọn họ cảm thấy bị uy hiếp nặng nề, ngay cả phệ tâm cổ trong người Lâm Thiên Tường cũng bị Phùng Tiểu Uyển ép ra ngoài. Nếu vậy e là vết thương của Khương Hùng cũng có thể dễ dàng chữa khỏi. Vừa nghĩ tới vết thương của Khương Hùng sắp được chữa khỏi, trong lòng ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 càng thêm lo lắng. Hai người vừa liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy sát khí mãnh liệt toát ra từ trong mắt đối phương. Nếu tài chữa bệnh của Phùng Tiểu Uyển giỏi như vậy thì bèn phải khiến cô ta biến mất khỏi cuộc đời này. Phùng Tiểu Uyển cũng không biết mình đã bị ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nhắm tới. Lúc này sau khi biết được sự cao quý của Ngọc Bội Hoàng Long, cô ta sợ đến nỗi vội vàng muốn trả lại. Ông chủ Lâm, đây là báu vật của nhà họ Lâm. Một người ngoài như tôi không thích hợp nhận đầu, xin ông hãy lấy lại. Phùng Tiểu Uyển vội vàng nói. Lâm Thiên Tường khẽ cau mày, so với tính mạng của tôi, nó chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, chẳng là gì cả. Hay là cô thấy giá trị của miếng ngọc bội này còn cao quý hơn mạng sống của tôi? Không phải như vậy. Phùng Tiểu Uyển vội vàng lắc đầu. Nếu không phải vậy thì cô mau nhận đi. Lâm Thiên Tường, tôi không thích nợ ân tình của người khác. Cô nhận miếng ngọc bội này rồi thì tôi mới thoải mái uống thuốc của cô kê toa được. Lâm Thiên Tường nhìn Phùng Tiểu Uyển ân cần nói. Tiểu Uyển, nếu ông chủ Lâm bảo em nhận thì em cứ nhận đi. Phùng Tiểu Uyển mới vừa định từ chối nữa thì Dương Thanh bỗng lên tiếng. Nghe Dương Thanh nói vậy, Phùng Tiểu Uyển mới cất miếng ngọc bội đi.
Lúc này Lâm Thiên Tường mới chú ý tới Dương Thanh, trong lòng thoáng ngạc nhiên, không ngờ Phùng Tiểu Uyển này lại nghe lời Dương Thanh như vậy. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Ha ha, chúc mừng ông chủ Lâm đã tai qua nạn khỏi. Khương Hùng bỗng cười lớn nói. Lâm Thiên Tường nhìn Khương Hùng, trên mặt lộ ra ý cười, ông chủ Khương, bên cạnh ông có một thần y giỏi như vậy, thế mà ông cứ giấu giếm mãi, đúng là chẳng tử tế chút nào. Khương Hùng cười gượng lắc đầu nói, nếu có thể quen biết thần y nhỏ sớm hơn, sao tôi có thể giấu ông được chứ? Lâm Thiên Tường lập tức cười lớn, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Mặc dù không thể bước xuống cáng cứu thương, nhưng lão ta có thể cảm nhận rõ ràng vết thương của mình gần như đã được chữa lành. Trước đây, mỗi lần phát bệnh, lão ta đều chịu nỗi đau xé tim, sống không bằng chết. Bây giờ phệ tâm cổ đã bị ép ra khỏi cơ thể, sau này lão ta không cần phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau tột cùng kia nữa, nghĩ tới đây tâm trạng của lão ta lập tức thoải mái hơn. Ông Khương, nếu không còn việc khác, vậy chúng tôi đi trước đây. Dương Thanh bỗng nói, hôm nay anh dẫn Phùng Tiểu Uyển đến đây vốn là để chữa bệnh cho Khương Hùng, không ngờ còn tiện tay cứu luôn ông chủ nhà họ Lâm. Bệnh tình của Khương Hùng khá phức tạp, cần phải châm cứu một tháng nữa. Bây giờ lại có ông chủ nhà họ Lâm ở đây, ý định muốn giải quyết ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 của anh đành phải gác lại. Cậu Thanh, xin dừng bước. Khương Hùng vội vàng nói. Khương Hùng gọi Dương Thanh như vậy khiến Lâm Thiên Tường hơi ngạc nhiên. Khương Hùng là ông chủ nhà họ Khương thế mà lại gọi Dương Thanh là cậu Thanh một cách đầy cung kính, đã vậy còn dùng từ xin nữa chứ. Điều này chứng tỏ Khương Hùng cực kỳ tôn trọng Dương Thanh. Ông Khương, ông còn việc gì sao? Dương Thanh lên tiếng hỏi. Tôi còn chưa giới thiệu cho cậu biết, vị này là Lâm Thiên Tường ông chủ nhà họ Lâm một trong 4 gia tộc lớn ở Vương Thành Quan. Khương Hùng cười nói, sau đó giới thiệu với Lâm Thiên Tường, đây là cậu Dương Thanh, là bạn vong niên của tôi. Ồ! Lần này Lâm Thiên Tường càng ngạc nhiên hơn, lão ta mỉm cười nhìn Dương Thanh nói, xin chào cậu Thanh, tôi là Lâm Thiên Tường. Dương Thanh khẽ gật đầu, chào ông chủ Lâm. Dương Thanh hơi không hiểu tại sao Khương Hùng lại giới thiệu Lâm Thiên Tường cho anh làm quen, nhưng nếu Khương Hùng đã chủ động giới thiệu thì đương nhiên anh sẽ không từ chối. Nếu cậu Thanh có rảnh, xin mời đến nhà họ Lâm chúng tôi chơi. Chúng tôi nhất định sẽ tiếp đón long trọng. Lâm Hạo cũng đi tới tiếp lời. Ông ta rất tán thưởng Phùng Tiểu Uyển. Mà Phùng Tiểu Uyển lại nghe lời Dương Thanh răm rắp. Trong khi đó Khương Hùng còn chủ động giới thiệu Dương Thanh với Lâm Thiên Tường, rõ ràng thân phận của Dương Thanh rất không tầm thường. Khương Hùng đối xử rất lịch sự với Dương Thanh nên ông ta cũng không thể thất lễ được. Dương Thanh khẽ mỉm cười, nếu có rảnh tôi nhất định sẽ đến thăm nhà họ Lâm. Ha ha, được, tôi chờ cậu. Lâm Hạo cười lớn nói. Ông chủ Khương, tôi dạo một vòng trước cửa chết, có nhiều người cho rằng tôi đã chết. Tôi phải về nhà họ Lâm giải quyết một số việc riêng, hẹn hôm khác gặp mặt. Lâm Thiên Tường đột nhiên lên tiếng, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Xem ra nhà họ Lâm cũng giống như nhà họ Khương. Có một số người nóng lòng muốn bọn họ chết sớm để tranh giành quyền lực gia tộc. Được, vậy ông chủ Khương cứ đi thong thả, nếu cần người nhà họ Khương giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Khương Hùng nói, ông chủ Khương cũng vậy. Tuy thần y nhỏ đã cứu tôi nhưng dù sao cũng ở nhà họ Khương của ông. Coi như tôi nợ ân tình của ông. Nếu ông có gì khó giải quyết thì cứ nói với tôi sẽ xử lý sạch sẽ giúp ông. Lâm Thiên Tường cũng rất thoải mái nói. Lâm Hạo cố ý nhìn ông chủ nhánh 2 và nhánh 3, giọng điệu trêu tức nói, bố không biết đâu, vừa nãy ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 cứ xúi giục con giết chết thần y nhỏ đấy. Nếu không phải ông chủ Khương cản lại, sợ rằng con đã bị bọn họ khích bác rồi. Cái gì, còn có chuyện này nữa sao? Lâm Thiên Tường lập tức nổi giận, đúng là điếc không sợ súng. Nếu không nể mặt ông chủ Khương, tôi chắc chắn đã giết các người rồi. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 núp phía sau, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng cũng không dám nói gì. Ông chủ Khương, nếu ông có chỗ không tiện ra tay thì nhất định phải nói với tôi đấy. Lâm Thiên Tường híp mắt nói. Lời này thoạt nghe như đang nói với Khương Hùng, nhưng thực tế cũng là nói cho ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nghe. Ha ha. Được, nhất định. Khương Hùng cười nói. Chẳng mấy chốc người của nhà họ Lâm đều rời đi hết, nhất thời trong phòng khách nhà họ Khương chỉ còn lại người nhà họ Khương và hai người ngoài là Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả dòng chính nhà Khương 10 phút sau có mặt ở phòng họp. Khương Hùng bỗng ra lệnh nói. Dạ. Lập tức có người đáp, sau đó nhanh chân đi sắp xếp. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất an.
Cuộc họp này rất có khả năng nhắm vào bọn họ. Ông chủ của ba nhánh khác cũng cười hờ hững nhìn ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ trong lòng ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 chỉ còn lại cảm giác nơm nớp lo sợ. Cậu Thanh, đến lúc đó mong cậu có thể tham dự cuộc họp của chúng tôi. Có lẽ có một số việc phải làm phiền tới cậu. Khương Hùng nhìn Dương Thanh cung kính nói. Được. Dương Thanh không từ chối nói. Vừa nãy người nhà họ Lâm ở đây, có một số việc anh cũng không tiện ra tay nhưng bây giờ nhà họ Lâm đã về rồi, nên anh làm gì cũng thiện. Mặc dù ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 biết tài chữa bệnh của Phùng Tiểu Uyển rất giỏi nhưng bọn họ không tin Dương Thanh là nhân vật lợi hại cỡ nào, khi nhìn Dương Thanh, trong mắt chỉ có khinh thường. Dương Thanh cũng không để ý bọn họ, mà là rời đi với Khương Hùng. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 cũng rời đi, đến biệt thự của ông chủ nhánh 2. Vẻ mặt của hai người đều nghiêm nghị. Khương Hùng mở cuộc họp chắc chắn là muốn đối phó chúng ta. Ông chủ nhánh 2 gằn giọng nói, ông nói xem rốt cuộc chúng ta phải đối phó thế nào. Dáng vẻ của ông chủ nhánh 3 cũng nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi nói, đều tại mấy tên khốn kiếp kia, đã bàn bạc sẽ đuổi Khương Hùng khỏi vị trí chủ nhà, thế mà bọn họ lại phản bội chúng ta. Nếu Khương Hùng muốn trả thù vậy chúng ta chỉ đành liều mạng với ông ta một trận. Ông chủ nhánh 2 kinh ngạc, ý của ông là sẽ dùng tới đám người kia. Nếu không dùng, sẽ không còn cơ hội nữa. Chẳng lẽ chúng ta đành ngồi chờ chết sao? Vẻ mặt ông chủ nhánh 3 dữ tợn nói, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, ông cũng thấy rồi đấy, tài chữa bệnh của Phùng Tiểu Uyển kia quá cao siêu. Nếu cô ta nói có thể trị khỏi bệnh cho Khương Hùng thì chắc chắn cô ta sẽ làm được. Nếu chúng ta cho Khương Hùng thêm một tháng nữa, đợi sau khi ông ta khôi phục trạng thái sung mãn nhất thì chúng ta chỉ có nước chết. Nếu đã vậy, hôm nay chúng ta đành liều mạng với ông ta thôi. Trong lúc ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 đang bàn bạc đối sách thì lúc này trong phòng của Khương Hùng. Cậu Thanh, lát nữa có thể cần đến sự giúp đỡ của cậu nên tôi mới giữ cậu lại. Khương Hùng nghiêm túc nói, tạm thời cậu không cần ra tay, đợi cơ hội đến cậu hãy ra tay. Dương Thanh gật đầu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 còn có chiêu sau? Trước đó khi ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 liên kết với ông chủ của ba nhánh khác muốn đối phó Khương Hùng, Dương Thanh còn nghĩ đó là thủ đoạn cuối cùng của bọn họ rồi. Khương Hùng lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, theo tôi biết, ông chủ của năm nhánh đều âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng của mình. Nhất là ông chủ nhánh 2 và nhánh 3, cao thủ mà bọn họ bồi dưỡng là nhiều hơn cả. Ông bảo tôi tạm thời đừng ra tay là vì muốn ép thế lực của năm ông chủ này lộ ra ngoài. Dương Thanh đã đoán được ý đồ của Khương Hùng, lên tiếng hỏi. Anh biết năm nhánh của nhà họ Khương đều không đơn giản, nhưng không ngờ lại phức tạp đến mức này. Mỗi nhánh đều âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng cho mình. Khương Hùng gật đầu, trước đây, tôi cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, chưa từng muốn vạch trần việc này là vì tránh cho năm nhánh xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ Khương. Nhưng gần đây ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 càng ngày càng hống hách, vậy mà lại dám liên thủ với nhau khống chế nhà họ Khương. Nếu nhà họ Khương thật sự rơi vào tay bọn họ, tương lai sẽ ra sao tôi cũng không biết nhưng tôi có thể khẳng định nhà họ Khương sẽ không có tương lai. Để tránh cho nhà họ Khương gặp phải vấn đề tương tự trong tương lai, lần này tôi phải tìm cách hợp nhất tất cả cao thủ mà bọn họ đã dùng tài nguyên của nhà họ Khương bồi dưỡng cho riêng mình. Nếu làm được như vậy, dù sau này tôi có thoái vị nhường ngôi cũng có thể bảo đảm được sự thống nhất của nhà họ Khương. Dương Thanh gật đầu, được, nếu vậy tôi sẽ tạm thời không nhúng tay vào. Mọi việc sẽ do ông tự xử lý, nếu có chỗ nào cần thì ông cứ nói. Được. Khương Hùng đáp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Tiểu Uyển tràn đầy lo lắng. Ông Khương, ông tuyệt đối không được sử dụng võ, nếu không dù ông nội tôi còn sống cũng không thể chữa khỏi cho ông được. Khương Hùng cười hiền lành nhìn Phùng Tiểu Uyển nói, Tiểu Uyển, cô cứ yên tâm, có anh Thanh của cô ở đây, tôi cần gì phải sợ. Dù tôi có muốn ra tay thì anh Thanh của cô cũng không chịu đâu. Dương Thanh là tướng quân biên giới phía Bắc, đừng nói là ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nhỏ như hạt vừng của nhà họ Khương, dù có là vương tộc họ Quan, thì Khương Hùng vẫn tin rằng Dương Thanh cũng có thể đối phó dễ như trở bàn tay. Sắp tới giờ rồi, mời cậu Thanh đi theo tôi. Khương Hùng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói. Phòng họp ở ngay bên cạnh chỗ ở của Khương Hùng, khi bọn họ đến nơi tất cả dòng chính của nhà họ Khương đã ngồi chờ sẵn. Hàng đầu tiên là ông chủ của năm nhánh, sau lưng bọn họ là dòng dõi đích tôn của bọn họ. Sau khi Khương Hùng vào phòng họp thì ngồi ngay vị trí chủ gia tộc. Điều khiến nhiều người nhà họ Khương ngạc nhiên là Khương Hùng lại để Dương Thanh ngồi bên cạnh vị trí chủ nhà của lão ta.
Ông chủ nhánh 2 và 3 thấy cảnh tượng này, sắc mặt càng thêm âm u. Ông chủ, ông làm vậy là có ý gì? Lúc này ông chủ nhánh 3 lên tiếng hỏi, đây là cuộc họp gia tộc họ Khương của chúng ta, thế mà ông lại để cho một người ngoài ngồi ở ghế chủ nhà, ông thấy thích hợp không? Không hề thích hợp. Ông chủ nhánh 2 lắc đầu nói. Sắc mặt Khương Hùng nhất thời đanh lại, cậu Thanh là khách quý của tôi, hơn nữa cuộc họp gia tộc hôm nay cũng có liên quan đến cậu Thanh, cậu ấy có mặt ở đây có gì mà không thích hợp? Đương nhiên, nếu ai cảm thấy không thích hợp bây giờ có thể rời đi. Thái độ của Khương Hùng cực kỳ cương quyết. Mọi người đều cảm thấy rất không bình thường, rất nhiều người vô thức nhìn về phía ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Sắc mặt hai người như nuốt phải ruồi, ý của Khương Hùng là nếu bọn họ không bằng lòng thì có thể không cần dự cuộc họp lần này. Tôi cảm thấy không có gì là không thích hợp cả. Lúc này ông chủ nhánh 1 cũng thốt lên nói, hơn nữa, em gái của cậu Thanh là thần y nhỏ. Cô ấy đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho chủ gia tộc rồi. Không sai, cậu Thanh có thể tham dự cuộc họp của gia tộc Khương là vinh hạnh của chúng ta. Tôi thay mặt tất cả người nhà của nhánh 4 chào đón cậu Thanh. Nhánh 5 của tôi cũng chào đón cậu Thanh tham dự cuộc họp của gia tộc chúng tôi. Ông chủ nhánh 4 và nhánh 5 cũng liên tiếp tỏ thái độ, nhất thời trong phòng họp rộng lớn bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay như sấm dậy khiến ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 giận run người. Lúc này bọn họ dường như đã trở thành kẻ địch của cả nhà họ Khương. Địa vị của bọn họ ở nhà họ Khương thế mà không bằng một người ngoài. Các người còn ý kiến gì nữa không? Nếu không chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Khương Hùng lại nhìn hai người kia hỏi. Hai người chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không trả lời. Khương Hùng cũng không thèm để ý, ánh mắt liếc nhìn khắp phòng họp nói, hôm nay tôi triệu tập năm nhánh mở cuộc họp là có một việc vô cùng quan trọng muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Đương nhiên, đây cũng là dựa theo yêu cầu của ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Hôm nay bọn họ muốn tôi phải xác lập người thừa kế trước khi mặt trời lặn. Khương Hùng vừa dứt lời, trong phòng họp xôn xao hẳn lên, nhiều người kinh ngạc không thôi. Chủ gia tộc, sao ông đột nhiên muốn xác lập người thừa kế chứ? Ông chủ nhánh Tư lập tức nói, ông chính là biểu tượng của nhà họ Khương chúng ta, có phải sau khi lập người thừa kế xong ông định nhường vị trí chủ gia tộc không? Nhà họ Khương không thể không có ông. Việc lập người thừa kế có thể chờ một thời gian nữa hãy bàn bạc sau. Chúng tôi vẫn còn chờ ông dẫn dắt nhà họ Khương bước trên con đường rực rỡ huy hoàng hơn đấy. Ông chủ nhánh 5 cũng nói, vẻ mặt rất chân thành. Bọn họ đã thấy được năng lực mạnh mẽ của Phùng Tiểu Uyển, bệnh tình của Khương Hùng chỉ cần một thời gian nữa là sẽ được chữa khỏi. Lúc này bọn họ đương nhiên phải cố sức nịnh nọt lấy lòng rồi. Ông chủ nhánh 1 cũng gật đầu, tôi nghĩ tạm thời cũng không cần thiết. Nếu chủ gia tộc thật sự có ý định muốn về hưu, an hưởng tuổi già, tôi sẽ đồng ý lập người thừa kế, bằng không tôi sẽ không đồng ý. Ngoài ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 ra các nhánh khác đều tỏ thái độ muốn Khương Hùng tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ gia tộc. Trong lúc vô hình bọn họ lại giáng cho ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 một đòn nặng nề. Sắc mặt của hai người kia âm trầm đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn không nói gì mà đợi Khương Hùng lên tiếng. Khương Hùng khẽ lắc đầu, tôi không có ý muốn an hưởng tuổi già. Mà tôi quả thật đã già rồi, muốn nhường lại cái ghế chủ gia tộc này. Nhưng các vị cứ yên tâm, tạm thời tôi chỉ muốn xác lập người thừa kế trước, sau này tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nhường lại vị trí chủ gia tộc này. Dù không còn làm chủ gia tộc nữa, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc cho nhà họ Khương, hơn nữa tôi có thể bảo đảm với các vị, chỉ cần Khương Hùng tôi còn sống ngày nào thì ngày đó sẽ không ai dám có ý đồ với nhà họ Khương chúng ta. Lúc này, vẻ mặt của nhiều người nhà họ Khương đều rất xúc động. Một số người trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy máu nóng sôi trào. Chủ gia tộc, vậy ông muốn lập ai làm người thừa kế? Ông chủ nhánh 1 bỗng lên tiếng hỏi. Ông ta vừa hỏi xong, mọi người đều nhìn Khương Hùng với vẻ mặt đầy mong đợi. Mắt ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 lóe sáng, tất nhiên họ hiểu Khương Hùng sẽ không để người nhánh 2 và nhánh 3 làm người thừa kế. Tôi chưa nghĩ ra lập ai làm người thừa kế nhưng tôi có một ý tưởng. Đôi mắt đầy thông tuệ của Khương Hùng lóe sáng. Nhìn một vòng rồi nói, nhà họ Khương là nhà họ Khương của tất cả mọi người, không thể để một mình tôi quyết định được. Tôi định tổ chức một cuộc thi đấu võ nội bộ nhà họ Khương. Năm nhánh của nhà họ Khương, và cả nhánh chính của tôi sẽ chia làm 6 đội nhỏ, tiến hành đấu võ đơn, đôi và nhóm, thắng thua sẽ được phân theo điểm. Nhánh nào có số điểm cao nhất sẽ được quyền quyết định ai là người thừa kế, không biết mọi người thấy thế nào. Sau khi nghe Khương Hùng đưa ra cách chọn người thừa kế, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Dương Thanh cũng kinh ngạc nhưng chỉ trong chớp mắt, thoáng chốc anh đã hiểu ý định của Khương Hùng. Lúc trước Khương Hùng đã từng nói với anh,
ngoài nhánh chính của lão ta ra thì năm nhánh còn lại đều đang âm thầm bồi dưỡng cao thủ. Mỗi nhánh đều sẽ xếp người của mình làm người thừa kế, nếu thế họ phải phái cao thủ mạnh nhất ra. Vì thế, những cao thủ mà năm nhánh đang âm thầm bồi dưỡng đành phải xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ có vậy, lão ta mới có thể thăm dò nhà họ Khương đang âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ, những cao thủ đó mạnh đến đâu. Vốn dĩ năm nhánh đều cho rằng Khương Hùng sẽ trực tiếp xác lập con trai lão ta là Khương Long Phi trở thành người thừa kế, nhưng không ngờ lại chia cơ hội cho mỗi nhánh. Con người của ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 co rút, hai người nhìn nhau, cảm nhận được sự điên cuồng trong mắt nhau. Tôi đồng ý. Chủ nhánh 3 đi đầu. Ngay sau đó chủ nhánh 2 cũng tỏ vẻ đồng ý. Nếu dùng cách này để xác lập người thừa kế thì với họ mà nói, họ có lợi thế rất lớn. Họ đã thỏa thuận với nhau từ trước, chỉ cần nhánh 2 và nhánh 3 bắt tay nhau thì dù là nhánh chính cũng không có chút phần thắng nào. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Ba nhánh còn lại cũng đồng ý. Ánh mắt của từng chủ nhánh đều đầy mong chờ. Đây là lần đầu tiên dùng cách chọn người thừa kế thế này, trong lịch sử nhà họ Khương, chưa bao giờ có tiền lệ. Lúc trước, một là chủ gia tộc xác lập người thừa kế, hai là sáu nhánh nhà họ Khương cùng thảo luận quyết định xem ai là người thừa kế. Nhưng lần này, lão ta chia cơ hội cho mọi nhánh. Chủ gia tộc, ông nói đấu đơn, đấu đôi và đấu nhóm, ông nên nói rõ nguyên tắc đấu chứ nhỉ? Chủ nhánh hai hỏi. Khương Hùng gật đầu, đương nhiên là có. Chọn nhánh đối chiến bằng cách rút thăm. Nhà họ Khương có 6 nhánh, tổng cộng có 3 trận, đội thua sẽ bị loại, điểm không tăng cũng không giảm, đội thắng sẽ được cộng 1 điểm. Lúc còn lại 3 nhánh, mỗi nhánh chia ra đấu với 2 nhánh còn lại, đội thắng được cộng 1 điểm, đội thua không bị trừ điểm, đến khi quyết định được quán quân vòng đấu đơn. Đấu đôi cũng thế, đội thua không bị trừ điểm nhưng đội thắng sẽ được cộng 2 điểm. Đấu nhóm thì mỗi nhánh sẽ cử ra 10 người. Đội thua không bị trừ điểm nhưng đội thắng sẽ được cộng 10 điểm. Cách này là để xem năng lực toàn bộ cao thủ nhà họ Khương chúng ta nên mỗi một tuyển thủ chỉ được xuất hiện ở một nội dung thi đấu. Khương Hùng nhìn mọi người hỏi, mọi người thấy thế nào? Lúc này, năm nhánh đều im lặng, không ai lên tiếng trả lời. Khương Hùng đưa ra trận đấu võ, còn có quy tắc, nghe có vẻ cực kỳ công bằng, họ hoàn toàn không soi mói được vấn đề nào. Nhưng mỗi một tuyển thủ chỉ được ra trận một lần. Nói cách khác mỗi nhánh phải cho ra 18 cao thủ. Kết quả của vòng đấu nào cũng quan trọng. Bởi vậy dù là nhánh nào, chỉ cần họ muốn người nhánh mình làm người thừa kế thì phải dốc hết sức. Họ phải lấy cao thủ mình âm thầm bồi dưỡng ra thi đấu mới có thể đảm bảo phần thắng. Thế nào, mọi người có ý kiến gì về cách thức mà tôi đưa ra không? Hay là mọi người hy vọng tôi sẽ làm giống như trước, chủ gia tộc sẽ quyết định người thừa kế? Khương Hùng thấy mọi người không nói gì nên hỏi mỉa. Tôi đồng ý. Chủ nhánh một nói. Bốn chủ nhánh còn lại nhìn nhau, sau đó đồng loạt tỏ vẻ đồng ý. Được, nếu mọi người đã đồng ý thì tan họp. Mọi người có thể tập họp cao thủ của nhánh mình, một tiếng sau trận đấu võ sẽ chính thức bắt đầu. Khương Hùng vung tay lên, to giọng nói. Sau khi người của năm nhánh rời đi, Khương Long Phi mới nhìn bố mình với vẻ mặt phức tạp, hỏi, bố, sao bố lại dùng cách này để xác lập người thừa kế? Chúng ta là nhánh chính. Vốn dĩ người thừa kế nên được chọn từ nhánh chính của chúng ta, sao bố lại nhường cơ hội này cho năm nhánh còn lại? Với nhánh chính mà nói, chuyện này không công bằng chút nào. Căn cứ theo quy tắc trước kia, ông ta mới là người có hy vọng trở thành người thừa kế nhất. Khương Hùng nhìn Khương Long Phi, trầm giọng hỏi, con không tin nhánh chính của chúng ta à? Khương Long Phi sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, bố cũng biết ý con không phải vậy mà, có điều. Ông ta chưa nói xong đã bị Khương Hùng ngắt lời. Nếu ý con đã không phải vậy thì con cứ chờ đi, người thừa kế chỉ có thể là nhánh chính chúng ta. Khương Hùng của giờ phút này toát ra khí thế cao quý kiêu ngạo. Vốn dĩ Khương Long Phi còn định hỏi nhưng sau khi cảm nhận được sự tự tin trên mặt Khương Hùng, ông ta không lắm miệng nữa, khẽ cúi người, bố ơi, con hiểu rồi. Bên kia, năm nhánh nhà họ Khương đang tập họp những người bên nhánh mình, thảo luận sôi nổi. Trong phòng họp nhánh 2, chủ nhánh 2 ngồi ở vị trí trên cùng, mặt nghiêm túc tập trung. Bố, rõ ràng đây là mưu kế của chủ gia tộc, chúng ta không thể mắc mưu được. Một bóng người trung niên nhìn chủ nhánh 2 nói. Dù là mưu kế thì chúng ta cũng chỉ có thể để ông ta tính kế. Ông chủ nhánh 2 cắn răng nói, hơn nữa, nhánh 2 chúng ta sợ nhánh chính hồi nào vậy. Nhưng mà, con trai của ông chủ nhánh 2 chưa kịp nói xong đã bị lão ta ngắt lời, dặn dò mọi người bảo họ trong vòng một tiếng, chạy hết về nhà họ Khương đi. Dạ. Cảnh tượng này cũng xuất hiện ở bốn nhánh còn lại.
Nhất thời rất nhiều cao thủ đều nhận được tin của gia tộc, lần lượt về gia tộc. Chủ nhánh, lần này là cơ hội duy nhất của chúng ta à? Trong phòng họp nhánh 3, một cao thủ khoảng 60 tuổi nhìn ông chủ nhánh 3 hỏi. Mặt ông chủ nhánh 3 toát lên vẻ tàn nhẫn, mắt đầy sát khí, không thành công thì thành nhân. Nhánh 3 phải lấy được vị trí người thừa kế. Vậy bên nhánh 2 thì sao? Cao thủ lại hỏi. Ông chủ nhánh 3 cười mỉa, nhánh 2. Đã đến bước này rồi mà chẳng lẽ ông còn trông cậy vào bản thỏa thuận giữa nhánh 2 và nhánh 3? Lúc trước tôi đồng ý với ông chủ nhánh 2, chờ sau khi xử lý Khương Hùng xong để người nhánh 2 làm chủ gia tộc mới, nhưng bây giờ quy tắc đã thay đổi. Thỏa thuận giữa tôi và ông chủ nhánh 2 cũng kết thúc. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, trong khuôn viên nhà họ Khương, đài đấu võ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, bốn phía của đài đấu toàn là người. Sáu nhánh bao gồm cả chủ nhánh chia nhau ngồi khắp bốn phía của sân khấu. Điều làm mọi người ngạc nhiên là mỗi một nhánh đều ngập tràn hơi thở của cao thủ, hơn nữa nhóm người này toàn là người lạ mặt. Ngay cả bên nhánh chính cũng có vài hơi thở của cao thủ mạnh mẽ. Nếu mọi người đã đến đông đủ thì bây giờ trận đấu sẽ bắt đầu ngay, thế nào? Khương Hùng hỏi. Được, bắt đầu đi. Các chủ nhánh lần lượt lên tiếng. Bên phía nhánh chính, bên cạnh Khương Hùng, Dương Thanh cũng có mặt. Cậu Thanh, lát nữa. Khương Hùng chợt thì thầm bên tai Dương Thanh vài câu. Được. Sau khi nghe Khương Hùng nói xong, mắt Dương Thanh lóe lên tia sáng kỳ lạ. Bỗng nhiên anh khá thích Khương Hùng, người thế này mà không ở lại biên giới phía Bắc, đúng là đáng tiếc. Long Phi, con đi rút thăm đi. Khương Hùng dặn Khương Long Phi. Dạ. Khương Long Phi đi đầu, năm nhánh còn lại cũng cho người đi rút thăm. Thoáng chốc đã có kết quả rút thăm. Nhánh chính vs nhánh 3. Nhánh 1 vs nhánh 5. Nhánh 2 vs nhánh 4. Trọng tài công khai tuyên bố kết quả, sau đây, đầu tiên mời tuyển thủ nhánh chính và nhánh 3 lên bục dự thi. Mắt ông chủ nhánh 3 lóe sáng, dặn dò cao thủ bên cạnh, vòng đấu đơn, cậu lên đi, phải thắng trận đầu. Vâng. Cao thủ nhánh 3 vội vã trả lời. Khương Hùng tùy tiện nhìn một người trẻ tuổi, trận này cậu lên đi. Tôi. Người trẻ tuổi bị Khương Hùng chọn ngạc nhiên. Cậu đó, lên trên nhanh đi, thắng thua không thành vấn đề, người không sao là được. Khương Hùng lạnh nhạt nói. Dạ. Cao thủ trẻ tuổi đứng thẳng người, những lời của chủ gia tộc làm hắn thấy ấm áp. Chờ sau khi cao thủ trẻ tuổi lên đài, Khương Long Phi nhìn bố mình với vẻ mặt khó hiểu. Bố, trận đầu là trận đấu quan trọng, sao bố lại xếp người này lên? Chắc chắn sẽ thua. Vòng đấu đơn đội thắng sẽ được bao nhiêu điểm? Khương Hùng hỏi ngược lại. Nếu thắng trận đầu tiên thì được một điểm, được vào trận tiếp theo. Vào rồi thì đánh thêm hai trận nữa, nếu thắng hết sẽ được hai điểm. Khương Long Phi nói cách khác, nếu là quán quân vòng đấu đơn thì tổng cộng được 3 điểm. Vậy quán quân vòng đấu nhóm thì sao? Khương Hùng lại hỏi. Khương Long Phi buột miệng nói, 30 điểm. Bây giờ đã hiểu ý của bố chưa? Khương Hùng cười hỏi. Sau khi Khương Long Phi sững sờ một lúc mới sự tỉnh, bố ơi con hiểu rồi, bố định loại những người mạnh nhất rồi lấy được giải quán quân vòng đấu nhóm. Khương Hùng cười, không nói gì. Có được đáp án của Khương Hùng, Khương Long Phi cực kỳ kích động. Nếu Khương Hùng đã nói vậy, chắc chắn lão ta có cách trở thành quán quân trong trận chiến nhóm. Nhưng Khương Long Phi vẫn hơi lo lắng. Trong lúc nói chuyện, cao thủ nhánh chính và nhánh 3 bắt đầu đấu với nhau. Cao thủ trẻ tuổi của nhánh chính nhìn cao thủ trung niên của nhánh 3, mặt nghiêm túc tập trung. Nhóc con, cậu xin thua đi. Cao thủ nhánh 3 nhìn cao thủ nhánh chính nói, mặt mỉa mai, ánh mắt đầy khinh thường. Ông muốn chết à? Cao thủ nhánh chính gầm lên rồi tấn công trước. Cao thủ nhánh 3 đứng tại chỗ, chẳng thèm trốn tránh, mặt khinh thường nói, tốc độ quá chậm. Khoảnh khắc khi cao thủ nhánh chính tấn công về phía này, cao thủ nhánh 3 chợt chuyển động. Tránh khỏi sự tấn công của cao thủ nhánh chính rồi xoay người đá một cái. Mới có một chiêu mà cao thủ trẻ tuổi của nhánh chính đã bay lên không trung rồi ngã xuống dưới đài. Nhánh 3 thắng. Đến khi trọng tài tuyên bố nhánh 3 thắng, mọi người mới sực tỉnh. Nhánh chính mà thất bại dễ dàng vậy à? Rất nhiều người khiếp sợ, nhìn sang hướng chủ nhánh. Không đỡ nổi một chiêu. Trên võ đài, vị cao thủ của nhánh 3 vừa giành được thắng lợi khinh thường nói. Sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi võ đài, quay lại chỗ người đứng đầu nhánh 3, ngạo nghễ nói, thưa chủ nhánh, tôi đã hoàn thành sứ mệnh. Cao thủ của nhánh 3 cực kỳ vui vẻ, tự cho rằng mình đã thắng được trận thứ nhất của lượt đấu này, chủ nhánh 3 nhất định sẽ trọng thưởng mình đây. Chỉ tiếc ông ta đã phải thất vọng rồi,
vì chủ nhánh ba không hề nhìn ông ta một lần, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng. Chủ nhánh ba đúng là đã phái ra vị cao thủ hàng đầu dưới tay mình, cũng đúng là rất muốn lấy được thắng lợi mỗi cuộc đấu. Không chỉ chủ nhánh ba mà các vị chủ nhánh khác cũng đều có suy nghĩ muốn lấy được thắng lợi trong trận đầu tiên. Dẫu sao, đây cũng là trận đầu tiên của cuộc thi đấu, kết quả của nó có liên quan tới tinh thần của toàn bộ nhánh. Chỉ có điều, vị cao thủ nhánh chính phái ra để lên võ đài trong trận đầu tiên quả thực quá yếu, chưa nói gì đến cao thủ hàng đầu của nhà họ Khương, chỉ e người này còn chưa được xếp vào hạng cao thủ bình thường ấy chứ. Không chỉ có chủ nhánh ba không hiểu ý đồ của Khương Hùng mà bốn vị chủ nhánh khác cũng hết sức hoang mang. Chẳng lẽ, ông ta muốn bảo tồn thực lực để giành lấy quán quân trong trận đấu nhóm cuối cùng sao? Chủ nhánh hai lộ vẻ căng thẳng, nếu quả đúng thế thì đã chứng tỏ Khương Hùng nhất định còn giữ quân bài chưa lật, hơn nữa còn là quân bài tất thắng. Chỉ có điều, mỗi nhánh chắc chắn đều sẽ giữ 10 cao thủ mạnh nhất đến trận đấu nhóm cuối cùng. Dù Khương Hùng muốn lấy tự mình ra trận với thực lực ở trạng thái cao nhất thì cũng chưa chắc có thể 100% đoạt được quán quân trong trận đánh nhóm mà. Nếu đã thế, vì sao Khương Hùng lại phải chịu thua trong lượt đấu đơn? Đấu đơn, trận thứ 2, nhánh 1 vs nhánh 5. Xin mời tuyển thủ hai nhánh lên võ đài. Giọng trọng tài lại vang lên lần nữa, cắt đứt dòng suy tư của mọi người. Trận đầu, nhánh chính đã hoàn toàn bị loại, lượt đấu đơn đã kết thúc, tổng số điểm là 0. Kết quả trận đấu đơn thứ 2 nhanh chóng xuất hiện, nhánh 5 giành thắng lợi, lấy được 1 điểm, nhánh 1 bị loại. Trận thứ 3, nhánh 2 thắng, nhánh 4 bị loại. Cho đến lúc này, nhánh 2, nhánh 3, nhánh 5, mỗi nhánh được 1 điểm. Ba nhánh khác coi như bị loại khỏi lượt đấu đơn. Ngay sau đó, ván thứ tư của giải đấu đơn đã bắt đầu, nhánh 2 vs nhánh 5, nhánh 2 thắng. Trận thứ 5, nhánh 2 vs nhánh 3, nhánh 3 thắng. Trận thứ 6, nhánh 3 vs nhánh 5, nhánh 3 thắng. Đến lúc này, lượt đấu đơn coi như kết thúc. Trọng tài tuyên bố, lượt đấu đơn kết thúc, nhánh 3 có tổng điểm là 3 điểm, nhánh 2 đạt tổng điểm là 2 điểm, nhánh 5 được 1 điểm. Các nhánh khác, tổng điểm là 0 điểm. Người của nhánh chính đều lộ vẻ thất vọng và cực kỳ không cam lòng. Dẫu sao thì nhánh chính mới là nhánh cao nhất nắm quyền thế của nhà họ Khương trong tay, theo lẽ thường, người thừa kế nên chọn ngay trong nhánh chính mới đúng. Nhưng bây giờ, Khương Hùng lại đưa cơ hội này cho 5 nhánh khác, tổ chức 3 loại phương thức đấu võ, loạt đấu đơn vừa rồi, nhánh chính không giành được điểm nào. Một vài thành viên trong nhánh chính đã bắt đầu sinh lòng oán trách Khương Hùng, nhưng bọn họ không dám nói ra. Nhánh chính thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Chủ nhánh ba diễu cợt nói, trước đó chủ gia tộc đưa ra phương án đấu võ quyết định người thừa kế, tôi còn tưởng ông chủ gia tộc có chiêu gì nữa chứ. Chủ nhánh hai cũng nheo mắt cười nói, đây mới là phương thức đấu võ thứ nhất thôi, chưa biết chừng đến lúc đấu đôi và đấu nhóm, nhánh chính có thể lấy được thắng lợi cả đấy. Mới nghe còn tưởng chủ nhánh hai nói đỡ cho nhánh chính nhưng ngẫm kỹ lại thấy lời nói lại sặc mùi diễu cợt châm chọc. Người bên nhánh chính đều sa sầm mặt lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Khương Hùng vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, vị trí người thừa kế vốn nên do cả 6 nhánh của nhà họ Khương cùng quyết định, nhưng theo ý của chủ nhánh 2 và nhánh 3, chẳng lẽ vị trí người thừa kế nên do nhánh chính tôi đây quyết định mới là bình thường à? Khương Hùng vừa dứt lời, chủ nhánh 2 và nhánh 3 đều nghẹn họng, không biết phải nói gì. Lúc này bọn họ có nói gì thì hình như đều không được thích hợp. Dù sao bây giờ chủ gia tộc vẫn là Khương Hùng, nếu lão ta đột nhiên thay đổi ý định, muốn để nhánh chính quyết định vị trí thừa kế thì bọn họ chỉ có thể lấy vũ lực bàn chuyện với nhau, nhưng sau đó, chỉ e thực lực của nhà họ Khương sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu trong điều kiện có thể bảo toàn thực lực tổng hợp của nhà họ Khương mà lấy được vị trí người thừa kế chủ gia tộc thì sao bọn họ lại không làm? Lượt đấu đôi có thể bắt đầu rồi chứ? Chủ nhánh 2 nhanh chóng lái sang chuyện khác. Bắt đầu đi. Chủ nhánh 3 cũng nói ngay. Khương Hùng cười nhạt một tiếng, lượt đấu đôi, bắt đầu. Chủ gia tộc đã tuyên bố lượt đấu đôi có thể bắt đầu, trọng tài mới tiếp tục lên chủ trì cuộc thi trên võ đài. Quy định cũng giống như lượt đấu võ đơn, rút thăm chia nhóm, sau đó bắt đầu đấu võ. Trận này, các cậu lên đi. Đến lượt nhánh chính, Khương Hùng chỉ đại vào hai gã thanh niên, nói, vẫn như cũ, không cần thủ thắng, chỉ cần bình an là được, coi như đây là một lần đấu võ lấy kinh nghiệm đi. Vâng, thưa chủ gia tộc. Hai gã thanh niên được chọn vội vã đáp. Thấy bên nhánh chính đưa hai tuyển thủ trẻ tuổi lên võ đài, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc Khương Hùng có ý gì vậy? Lượt đấu đơn, trận đầu tiên nhánh chính đã bị loại, không được điểm nào, giờ đến đấu đôi sao lại chọn bừa hai người trẻ tuổi lên đấu? Bên nhánh thứ hai, chủ nhánh quay sang hỏi một người trung niên đứng cạnh,
Người đàn ông trung niên kia lắc đầu, suy đoán, có phải là bên Khương Hùng không có cao thủ ra hồn, cho nên lão ta giữ lại toàn bộ cao thủ cho trận đấu toàn đội. Không thể nào. Chủ nhánh hai nhanh chóng lắc đầu, nếu Khương Hùng đã chủ động đưa ra phương thức để 6 nhánh đấu võ quyết định người thừa kế thì chắc chắn không phải chỉ là một dây bồng bột mà đưa ra quyết định này. Chắc chắn ông ta đã nắm được khả năng lấy quyền thừa kế, nếu không, ông ta sẽ không dễ dàng để cho 5 nhánh khác tham dự tuyển chọn người thừa kế đâu. Tôi cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn không ra. Không chỉ chủ nhánh 2 mà các chủ nhánh khác cũng đều hết sức thắc mắc. Xét tình trạng chung thì tuổi đời tập võ càng cao, thực lực càng mạnh. Nhưng Khương Hùng lại chỉ bừa 2 gã thanh niên trẻ mang tham gia đấu đôi, rõ ràng cho thấy lão ta chẳng hề để ý đến kết quả lượt đấu này. Khi mọi người còn đang hoang mang khó hiểu, lượt đấu đôi đã bắt đầu. Trận thứ nhất, nhánh chính đấu với nhánh 4. 2 gã cao thủ mà nhánh 4 phái ra đều đã trung niên, toàn thân tản ra một khí thế cực mạnh mẽ. Tốt hơn hết là 2 người nhận thua đi. Cao thủ nhánh 4 khinh thường nhìn về phía cao thủ nhánh chính, giọng điệu châm chọc, 2 người dù sao cũng là người bên nhánh chính, nếu chẳng may chúng tôi gây thương tổn cho các người, chủ gia tộc trách phạt chúng tôi thì phải làm sao đây? Bất huynh hoang khoác lác đi, đánh bại chúng tôi rồi hãng mạnh miệng. 2 gã cao thủ trẻ tuổi của nhánh chính đều lộ vẻ tức giận, chia làm 2 hướng trái phải, xông tới. Tới đúng lúc lắm. Cao thủ nhánh 4 nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn. Mỗi người một đứa. Một gã cao thủ của nhánh 4 nói. Gã kia cũng đồng ý, được. Ngay khi chữ được vừa thốt khỏi miệng, 2 người lập tức rời khỏi vị trí đứng, nền võ đài dưới chân bọn lõm xuống một khoảng nhỏ. Trận đấu đôi đầu tiên, bắt đầu. Oanh, oanh. Mọi người ở đây đều hoa mắt lên, một giây tiếp theo, 2 bóng người gần như cùng lúc bay lên cao rồi rơi xuống dưới võ đài. Khắp nơi chìm trong tĩnh mịch. Không chỉ vì thực lực của 2 gã cao thủ nhánh 4 quá mạnh mà còn bởi lượt đấu đôi này, nhánh chính lần thứ 2 bị loại. Vậy có nghĩa là, nhánh chính đã liên tiếp bị loại khỏi 2 vòng đấu võ, nếu còn muốn giành thắng lợi thì nhất định phải giành được quán quân trong lượt đấu nhóm. Xong, trong lượt đấu đó, 6 nhánh của nhà họ Khương đều sẽ lấy ra đội hình mạnh nhất để tham gia. Nhánh chính muốn lấy được quán quân đấu nhóm, chỉ e hơi khó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bố, lại thất bại nữa rồi. Khương Long Phi kinh ngạc nhìn về phía 2 cao thủ của nhánh chính vừa bị đánh ngã khỏi võ đài, ngơ ngác nói. Con quên bố đã nói gì với con rồi à? Khương Hùng hơi cau mày, giọng điệu đã thoáng lộ sự tức giận. Lão ta thật sự không được hài lòng về con mình, nếu không phải vì Khương Long Phi không thể khống chế được gia tộc họ Khương này thì sao lão ta phải giữ chặt vị trí chủ gia tộc đến nay? Khương Long Phi thấy Khương Hùng lộ vẻ tức giận thì mới lấy lại tinh thần, vội vàng thưa bố, con xin lỗi, do tầm nhìn của con quá hạn hẹp. Đây không phải vấn đề tầm nhìn rộng hay hẹp mà là con còn không đủ lòng tin với bố. Khương Hùng lạnh nhạt nói, con phải biết rằng, con là chủ gia tộc họ Khương sau này. Gặp chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh, chuyện chưa đi đến hồi cuối thì tuyệt đối không được kết luận bừa. Dù nhánh chính chúng ta có lấy được quán quân đấu đơn và đấu đôi thì cùng lắm cũng chỉ có 9 điểm, nhưng nếu có thể lấy được quán quân trong lượt đấu nhóm thì có thể lấy được đến 30 điểm. Khương Hùng ngạo nghễ nói, chừng nào tới lượt đấu nhóm thì đó mới là chiến trường của nhánh chính chúng ta. Khương Long Phi run lên, nhìn vẻ tự tin của Khương Hùng, ông ta không biết vì sao Khương Hùng lại tự tin đến thế. Nhưng ông ta hiểu như vậy có nghĩa là bố mình đã có nắm chắc thắng lợi lượt cuối. Bố dạy rất phải, Long Phi đã hiểu ạ, Khương Long Phi dần bình tĩnh lại. Người của 5 nhánh kia không biết Khương Hùng đang nói gì với Khương Long Phi, bọn họ chỉ thấy Khương Long Phi hoảng loạn lo lắng nói gì đó với Khương Hùng, khiến cho Khương Hùng tức giận ra mặt. Xem ra, lão già Khương Hùng này bắt đầu cuống lên rồi. Bên phía nhánh 3, chủ nhánh 3 khinh miệt nhìn về phía nhánh chính, nói. Từ đầu tới giờ, chiến tích của nhánh 3 luôn là toàn thắng. Nếu không có gì bất ngờ thì quán quân đấu đôi cũng sẽ thuộc về nhánh 3. Quả nhiên, lượt đấu đôi nhanh chóng kết thúc, nhánh 3 lại lấy được quán quân lượt này. Như vậy, nhánh 3 đã đạt được toàn thắng 2 vòng, lấy được tổng cộng 9 điểm. Nhánh 2 chỉ thua khi đối chiến với nhánh 3, cũng lấy được thành tích thứ nhì, tổng cộng 6 điểm. Các nhánh khác, trừ nhánh chính, chỉ ít cũng lấy được 1 điểm. Người bên nhánh chính đều đã tái nhợt mặt mày. Nhiều người lộ vẻ tuyệt vọng. Trái lại, người bên nhánh 2 và nhánh 3 đều rất kích động, như thể đã lấy được quyền lựa chọn người thừa kế rồi. Chủ nhánh, chủ gia tộc làm vậy là muốn bỏ quyền sao? Bên phía nhánh 4, một người có quyền lộ vẻ nghiêm trang hỏi. Chủ nhánh 4 lắc đầu,
nhìn về phía nhánh chính, ánh mắt sâu xa, nói, tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng nghĩ mãi không ra rốt cuộc lạ chỗ nào. Ý của ngài là, chủ gia tộc đã dồn hết lực chiến đấu vào lượt đấu nhóm sao? Người nọ lại hỏi. Chủ nhánh 4 lắc đầu, chúng ta đều đã biết rõ các cao thủ đứng đầu bên cạnh chủ gia tộc, cũng biết rõ thực lực của bọn họ thế nào. Có điều, dù những người này đúng là rất mạnh, nhưng thực lực 5 nhánh có thể dốc ra cũng không hề yếu. Nhất là nhánh 2 và nhánh 3, ngay cả tôi cũng đều cảm nhận được vài hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, so ra không hề yếu hơn cao thủ đứng đầu bên nhánh chính. Nếu nhánh chính muốn bảo vệ được quyền lựa chọn người thừa kế thì nhất định phải lấy được quán quân đấu nhóm, nhưng dựa vào tình huống trước mắt mà xét thì, chỉ sợ nhánh chính không có hy vọng đâu. Nghe vậy, người vừa hỏi kia chợt siết chặt tay, sắc mặt nặng nề nói, vậy nhánh 4 chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào? Dốc toàn lực ứng phó đi. Ánh mắt chủ nhánh 4 xuất hiện một tia kiên định, nghiến răng nói, nếu nhánh 4 có thể lấy được quyền lựa chọn người thừa kế thì nhánh 4 chúng ta thực sự có thể vùng lên phát triển ở gia tộc rồi. Bên nhánh 1 và nhánh 5 cũng diễn ra những cuộc hội thoại tương tự. Một cơ hội như vậy, chớ nói cả đời hiếm gặp, xét toàn bộ lịch sử gia tộc cũng đều rất hiếm thấy. Có thể nói, đây chính là cơ hội duy nhất để 5 nhánh đổi đời. Cũng chính vì thế nên mỗi nhánh đều dốc toàn bộ sức chiến đấu mạnh nhất của nhánh mình cho từng lượt đấu. Nhưng làm vậy đồng thời cũng sẽ bại lộ hoàn toàn những lực lượng mà bọn họ âm thầm bồi dưỡng. Bất kể thắng hay thua, sau này mà muốn tiếp tục giấu những cao thủ này đi thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Đây không chỉ là một dịp tranh đoạt vị trí người thừa kế của gia tộc họ Khương mà còn là dịp thể hiện sức chiến đấu cực mạnh của gia tộc nữa. Thưa chủ gia tộc, nhánh chính đã thua lượt đấu đơn và đấu đôi, đến bây giờ tổng điểm vẫn là không. Trừ khi nhánh chính có thể lấy được quán quân đấu nhóm thì mới có cơ hội bảo vệ quyền lựa chọn người thừa kế. Chủ nhánh 2 bỗng quay sang phía Khương Hùng, cười nói, song tôi có điều băn khoăn, chủ gia tộc, không phải ông đang nuôi âm mưu quỷ kế gì chứ? Nếu thua, sẽ không nuốt lời chứ? Khương Hùng cười nhạt một tiếng, lượt đấu nhóm còn chưa bắt đầu mà ông đã bắt đầu ảo tưởng mình thắng rồi hay sao? À không, tôi chỉ có hơi lo lắng chủ gia tộc sẽ nuốt lời thôi. Chủ nhánh 2 vẫn không hề tức giận. Chỉ cười nói. Chủ nhánh 3 cười lạnh một tiếng, bảo, nếu ông ta thật sự dám nuốt lời thì chỉ e người của 5 nhánh chúng ta không ai cho phép đâu nhỉ. Khương Hùng thu lại nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm vào chủ nhánh 3, nói, các ông cứ yên tâm đi, nếu tôi đã dám dùng phương thức này để quyết định quyền lựa chọn người thừa kế gia tộc sẽ về tay ai thì cũng có thể chắc chắn sẽ không thua các ông, quán quân đấu nhóm chắc chắn sẽ thuộc về tay nhánh chính. Giờ phút này, Khương Hùng cực kỳ tự tin. Nhìn những người khác bằng ánh mắt kiêu ngạo không cần che giấu. Những người thuộc dòng chính của nhánh chính vừa rồi còn đang thất vọng nhụt chí vì bên mình đã bị loại nhanh chóng khỏi 2 lượt đấu đơn và đấu đôi, nay nghe lão ta nói thế thì đều hết sức kích động, nắm chặt tay theo bản năng. Các chủ nhánh khác cũng đã cảm nhận được quyết tâm tất thắng của Khương Hùng, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Ông thực sự cho rằng, cao thủ đứng đầu của nhánh chính là mạnh nhất sao? Chủ nhánh 3 bỗng lớn tiếng hỏi. Lão ta vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cơ gào rú, ngay sau đó, 2 chiếc Lincoln dài màu đen phóng vụt vào. Vừa xuất hiện, 2 chiếc xe này đã thu hút mọi ánh nhìn của đám người ở đây. Cửa xe mở ra, một đám cao thủ mặc đồ cổ bước xuống xe, đi về phía nhánh 3. 10 gã cao thủ đồng loạt đứng xếp hàng sau lưng chủ nhánh 3, toàn thân tỏa ra hơi thở khát máu. Lúc này, những vị chủ nhánh khác đều hít mạnh một hơi. Bọn họ đều có thể cảm nhận được khí thế cực mạnh trên người đám cao thủ này. 10 gã cao thủ, hơi thở của mỗi người đều không hề kém những cao thủ đỉnh cao nhất, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất là, nhánh 3 lại dám đường đường chính chính đưa những cao thủ mình âm thầm bồi dưỡng ra ngoài thế này. Các nhánh khác cũng đều âm thầm bồi dưỡng không ít cao thủ, cũng có mang tới buổi thi đấu hôm nay nhưng các cao thủ này đều đi theo bọn họ tới đây ngay từ đầu. Hành vi của nhánh 3 quả thực quá phách lối. Mặc dù Khương Hùng không tức giận ra mặt nhưng trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Lão ta là cao thủ số 1 của nhà họ Khương, nay tuy đã bị thương nhưng lực cảm nhận của lão ta không hề yếu đi. Lão ta có thể cảm nhận được rõ ràng, 10 gã cao thủ vừa tới chỗ nhánh 3 kia, phần lớn đều có thực lực ở tầm vương cảnh sơ kỳ, thậm chí còn có 2 gã cao thủ vương cảnh trung kỳ. Thực lực của Khương Hùng dù ở trạng thái tốt nhất cũng chỉ là vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Các chủ nhánh khác ngoài nhánh chính, thực lực cũng chỉ ở mức vương cảnh trung kỳ. Hôm nay, chủ nhánh 3 lại mang đến 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ, 8 cao thủ vương cảnh sơ kỳ, nhìn vào dàn thực lực này có thể hình dung ra Khương Hùng đã khiếp sợ trong lòng cỡ nào. Bên cạnh khiếp sợ còn có cả phẫn nộ.
Nếu không có tài nguyên của nhà họ Khương, chủ nhánh ba làm sao có thể bồi dưỡng ra được nhiều cao thủ vương cảnh như vậy? Chủ nhánh ba, ông bồi dưỡng ra được nhiều cao thủ như vậy từ bao giờ? Chủ nhánh một nhịn không được bèn hỏi. Chủ nhánh ba lạnh nhạt liếc nhìn ông ta, chuyện này có liên quan gì đến ông? Chủ nhánh một lập tức nghẹn lời, nhưng cũng không truy xét. Khí thế của nhánh ba ngày nay quá lớn, kể cả nhánh chính cũng chưa chắc đã đè ép được. Tôi biết ông rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất phẫn nộ, nhưng vậy thì đã sao? Chủ nhánh ba nhìn chằm chằm vào Khương Hùng, lạnh lùng nói, chỉ cần quyền lựa chọn người thừa kế thuộc về nhánh ba chúng tôi, những cao thủ mà tôi bồi dưỡng ra đều sẽ trở thành trụ cột vững chắc nhất cho nhà họ Khương này, nhánh ba nhất định sẽ đưa nhà họ Khương đến một vị trí huy hoàng hơn nữa. Ông nói đúng lắm, tôi đúng là đã rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Khương Hùng đã đè ép lửa giận trong lòng xuống, lạnh nhạt nói, đúng như ông nói, những cao thủ này dù sao cũng đều do ông bồi dưỡng cho nhà họ Khương, đây cũng là tương lai của nhà họ Khương ta. Nói vậy có nghĩa là, ông muốn nhận thua sao, chủ nhánh ba cười cười hỏi. Khương Hùng lắc đầu, lượt đấu nhóm còn chưa bắt đầu, sao có thể nhận thua? Được, nếu đã vậy thì không cần làm nhảm nhiều lời nữa, bắt đầu đấu nhóm đi thôi. Chủ nhánh ba ngạo mạn nói lớn. Được, trận đấu nhóm, bây giờ bắt đầu. Khương Hùng lập tức tuyên bố lượt đấu thứ ba bắt đầu. Thủ tục rút thăm nhanh chóng được hoàn thành. Trọng tài tuyên bố, lượt đấu loại của đấu võ nhóm, bắt đầu. Trận đầu tiên, nhánh 5 vs nhánh 2. Trận thứ 2, nhánh 4 vs nhánh 3. Trận thứ 3, nhánh 1 đấu với nhánh chính. Bây giờ thi đấu xin được bắt đầu. Xin mời 10 vị cao thủ của nhánh 5 và nhánh 2 lên võ đài. Trọng tài vừa dứt lời, cao thủ của nhánh 5 và nhánh 2 đều đã nhảy lên võ đài. Cậu Thanh, cậu cho rằng cao thủ của nhánh 3 thế nào? Khương Hùng chẳng có lòng dạ nào để xem so tài, lão ta nhìn về phía Dương Thanh đứng cạnh mình, hỏi. Dương Thanh bình thản nói, dùng được thì là một con dao sắc bén của nhà họ Khương, dùng không khéo thì chính là một con dao đâm thẳng về phía nhà họ Khương đấy. Chỉ một câu đã nói rõ tầm quan trọng của nhánh 3 với nhà họ Khương ra sao. Khương Hùng lập tức trầm tư, ý của Dương Thanh lão ta đã hiểu, thực lực của 10 gã cao thủ do nhánh 3 bồi dưỡng nên quả là quá mạnh mẽ. Nếu nhà họ Khương có thể sử dụng những cao thủ này thì đúng là như hổ thêm cánh, nhưng nếu những người này thể sống chết chỉ nghe theo chủ nhánh 3 thì dù hiện tại ẩn nhẫn quy phục nhà họ Khương nhưng sau này hoàn toàn có thể trở mặt phản bội. Đương nhiên, cũng có một biện pháp khác có thể tận dụng những người này, đó chính là giữ lại tính mạng cho chủ nhánh 3. Chỉ có điều, dù có giữ lại tính mạng cho chủ nhánh 3 thì liệu chủ nhánh 3 có nguyện lòng tiếp tục phục tùng dưới trướng Khương Hùng không? Nhánh 2 thắng. Đúng lúc này, trọng tài tuyên bố kết quả trận đầu tiên của lượt đấu nhóm, không có gì bất ngờ, nhánh 2 giành được thắng lợi. Tiếp sau đó, kết quả trận thứ 2 cũng nhanh chóng được thông báo, nhánh 3 thắng. Trận cuối cùng của vòng loại lượt đấu nhóm, chính thức bắt đầu. Cậu Thanh, việc còn lại xin nhờ cậu. Khương Hùng nghiêm túc nhìn về phía Dương Thanh, nói. Được. Dương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, cất bước thong thả đi về phía võ đài. Thấy Dương Thanh đi lên võ đài, toàn thể thành viên của nhà họ Khương đều sợ ngây người. Thấy Dương Thanh đi lên võ đài, tất cả đều ngây ra, ngay cả Khương Long Phi cũng cực kỳ khiếp sợ. Thưa bố, cậu Thanh định làm gì vậy? Khương Long Phi ngơ ngác nhìn về phía Dương Thanh, hỏi Khương Hùng. Khương Hùng hơi nhếch mép, nở một nụ cười tự tin, có cậu Thanh ra tay, thắng bại đã định rồi. Chủ gia tộc, như thế này là sao, ông không có người dùng được nữa à? Chủ nhánh ba ngây ra một lát, sau đó cười phá lên, nếu thật là như vậy thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể cho ông mượn vài người. Chủ nhánh hai cũng cười nói, nhánh hai cũng sẵn lòng cho mượn vài người đấy. Các chủ nhánh khác tuy cũng rất kinh ngạc, không hiểu vì sao Khương Hùng lại để Dương Thanh lên võ đài, nhưng vì không biết rõ năng lực của Dương Thanh đến đâu, lại e ngại uy thế của Khương Hùng nên chỉ im lặng duy trì thái độ trung lập. Không chỉ các chủ nhánh khác tỏ thái độ mà thành viên bên nhánh chính cũng hết sức hoang mang. Thưa chủ gia tộc, trận đấu nhóm là cơ hội duy nhất của nhánh chính chúng ta, hẳn nên bố trí 10 người có thực lực mạnh nhất ra đấu mới phải, sao lại để cho một người trẻ tuổi lên ạ? Một người có chức vị bên nhánh chính thắc mắc. Đúng vậy, 9 người khác chưa nói, nhưng để một thanh niên không rõ năng lực đến đâu lên võ đài thì nghe có vẻ không ổn đâu ạ. Lại một người có chức vị của nhánh chính lên tiếng. Thưa chủ gia tộc, tôi tình nguyện lên võ đài, xin ông cứ để tôi đi thay người trẻ tuổi kia đi ạ. Chủ gia tộc, tôi cũng tình nguyện lên võ đài. Vào lúc này, rất nhiều cao thủ của nhánh chính đều nhao nhao thỉnh chiến. Lui cả ra cho tôi. Khương Hùng cau mày,
tức giận quát lớn. Bấy giờ người của nhánh chính mới chịu yên tĩnh lại, nhưng mọi người đều lộ vẻ khó hiểu, thậm chí vài người có chức quyền còn tức giận ra mặt. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám tức giận thế thôi, lại chẳng dám nói ra, dẫu sao lúc này Khương Hùng vẫn còn là chủ gia tộc, lại có một vị thần y như Phùng Tiểu Huyền hỗ trợ, chưa biết chừng sẽ có một ngày Khương Hùng có thể khôi phục trạng thái tốt nhất. Nếu tôi đã để cậu Thanh lên võ đài thì dĩ nhiên cũng có nguyên do của nó, các vị cứ chờ coi là được, cậu Thanh sẽ không để các vị thất vọng đâu. Khương Hùng lên tiếng. Nghe lão ta nói vậy, đám người nhánh chính vốn còn đang nghi hoặc bồn chồn đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Khương Hùng chính là chủ gia tộc, đương nhiên lão ta cũng muốn giữ lại quyền lựa chọn người thừa kế cho nhánh chính. Nếu đã vậy thì lão ta đâu có lý do gì phải cố tình thua trận cơ chứ? Chẳng lẽ, người thanh niên vừa lên võ đài kia, thực sự rất mạnh sao? Cậu Thanh là khách quý của nhà họ Khương ta, cậu ấy cũng đã đồng ý trở thành trưởng lão danh dự của gia tộc ta, dựa theo quy định, cậu ấy có thể tham dự lần đấu võ này, các vị không có ý kiến gì chứ? Khương Hùng đảo mắt nhìn qua các nhánh khác, lên tiếng hỏi. Các vị chủ nhánh khác nhìn nhau, nhanh chóng lắc đầu, không có ý kiến. Duy chỉ có nhánh 2 và nhánh 3 không trả lời. Thế nào, nhánh 2, nhánh 3, có ý kiến gì khác không? Khương Hùng quét mắt nhìn chủ nhánh 2 và nhánh 3, chất vấn. Nếu chủ gia tộc đã để cậu ta trở thành trưởng lão danh dự của nhà họ Khương ta rồi thì chúng tôi còn có thể có ý kiến gì? Chủ nhánh 2 hỏi ngược lại. Chủ nhánh 3 cười lạnh, nói, xem ra, chủ gia tộc đúng là không có người để dùng thật rồi, vì tạo thuận lợi cho cậu ta lên võ đài lại còn mời cậu ta thành trưởng lão danh dự của gia tộc, vòng vo thật đấy. Nếu các vị đã không có ý kiến gì thì có thể tiếp tục thi đấu được rồi. Khương Hùng không buồn để ý đến thái độ của chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3, tuyên bố tiếp tục đấu võ. Trận đấu loại thứ 3 của lượt đấu nhóm, nhánh chính VS nhánh 5, chính thức bắt đầu. Trọng tài cũng nhanh chóng tuyên bố bắt đầu trận đấu. Ngay khi trọng tài vừa tuyên bố xong, cao thủ của nhánh chính cũng lập tức tấn công về phía cao thủ nhánh 5, trận đấu chính thức bắt đầu. Dương Thanh lại ung dung như chẳng có chuyện gì, chỉ đứng đó khoanh tay quan sát. Các cao thủ nhánh chính vốn còn có chút mong đợi vào Dương Thanh, nay thấy thế, cả đám đều lộ vẻ tức giận. Khốn nạn, cậu ta lại dám trốn vào một góc xem trò, thật đúng là làm mất mặt nhánh chính chúng ta. Chủ gia tộc, ông thật sự nghiêm túc khi để cho cậu ta tham dự đấu nhóm sao? Tên danh con khốn kiếp này, mau ra tay đánh đi chứ. Bấy giờ, người của nhánh chính đều nhao nhao lên tiếng, phẫn nộ rít gào với Dương Thanh. Dương Thanh chỉ thờ ơ đứng đó, hoàn toàn không có ý định ra tay. Người của các nhánh khác thấy thế thì đều trợn mắt há hốc miệng. Chẳng lẽ, nhánh chính thực sự không có người dùng được nữa sao? Bên nhánh 2, chủ nhánh 2 lộ vẻ nghi hoặc. Chủ nhánh 3 cũng cực kỳ thắc mắc, lẩm bẩm nói, Khương Hùng rốt cuộc đang chơi trò gì đây? Chẳng lẽ, ý định thông qua đấu võ để quyết định quyền lựa chọn người thừa kế chỉ là kế sách để các nhánh bại lộ thực lực chân chính của mình sao? Không ai có thể cho bọn họ đáp án chính xác. Trên võ đài, trận đấu nhóm thể diễn ra cực kỳ kịch liệt, 9 cao thủ của nhánh chính quả thực rất mạnh, dưới tình huống khuyết thiếu một thành viên mà vẫn có thể đè ép đội của nhánh 5. Dương Thanh đã bị đám cao thủ của nhánh 5 coi như không khí. Chỉ 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, cao thủ đầu tiên của nhánh 5 bị đánh rơi khỏi võ đài. Tiếp theo đó, các cao thủ khác của nhánh 5 đều lần lượt bị loại. Trận đấu loại thứ 3 của lượt đấu toàn đội, nhánh chính thắng. Trọng tài tuyên bố nhánh chính thắng lợi. Hiện tại, trong bảng xếp hạng theo điểm tích lũy, vị trí thứ nhất, nhánh 3, 19 điểm. Vị trí thứ hai, nhánh 2, 16 điểm. Vị trí thứ ba, nhánh chính, 10 điểm. Tuy nhánh chính không được điểm nào trong hai lượt đấu đơn và đấu đôi, chỉ thắng một trận đấu nhóm nhưng đã lấy được 10 điểm. Tiếp theo là cuộc đấu giữa nhánh chính, nhánh 2 và nhánh 3. Dù vậy, nhánh 2 và nhánh 3 vẫn không hề coi trọng nhánh chính. Trận chiến vừa rồi giữa nhánh chính và nhánh 5, tuy nhánh chính thắng nhưng thực lực của 9 cao thủ dự thi đều thua xa cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3. Hôm nay, biến số duy nhất chính là Dương Thanh. Với đa số người có mặt ở đây, tuy bọn họ đều rất tò mò về thân phận thực sự của Dương Thanh nhưng lại không ai thực sự để mắt đến anh. Các vị vất vả rồi. Nhìn các cao thủ đi xuống võ đài, Khương Hùng cười nói. Chủ gia tộc, vất vả thì chưa đến mức, nhưng ngài bố trí cho một gã vô dụng lên võ đài, có phải không được hợp lý lắm không? Nếu đã lên võ đài thì cần phải tham dự chiến đấu, dù thực lực yếu đến đâu, ít nhất cũng phải ngã trên võ đài chứ, vậy mà cậu ta lại trốn vào một góc không ra, như vậy hơi quá đáng rồi đó. Tôi cho rằng, nếu cậu ta không dám tham dự chiến đấu,
chi bằng đừng lên võ đài, chúng ta cũng đỡ bị các nhánh khác cười nhạo. 9 gã cao thủ của nhánh chính đều nhao nhao lên tiếng, ai nấy đều cực kỳ khó chịu. Khương Hùng áy náy nhìn Dương Thanh, sau đó lạnh mặt quát, năng lực của cậu Thanh đây, các vị còn chưa biết, cứ chờ lát nữa, cậu ấy nhất định sẽ không để các vị thất vọng đâu. Nhưng mà, có người vừa định phản bác, Khương Hùng đã cắt ngang, nếu ông không muốn lên võ đài với cậu Thanh thì ông có thể xin lui. Lời này nói thế có hơi quá nghiêm khắc, cao thủ kia lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt nhìn Dương Thanh càng thêm tức tối. Tiếp theo đây, về mặt lý thuyết thì còn 3 trận nữa, nhưng chỉ cần 2 trận là có thể kết luận thắng bại, chi bằng chúng ta chơi kích thích chút. Bên nhánh 2, chủ nhánh 2 bỗng cười cười nhìn về phía Khương Hùng, hỏi. Ông muốn thay đổi quy tắc thi đấu à? Khương Hùng nhíu mày. Chủ nhánh 3 cũng khó hiểu nhìn sang chủ nhánh 2, không biết đối phương đang nghĩ gì. Ông chủ nhánh 2 lắc đầu cười, cũng không tính là thay đổi quy tắc, chỉ là đổi cách chơi thôi. Nói ra thử xem. Khương Hùng lạnh nhạt hỏi. Còn 3 lượt đấu nữa, nhưng thực ra chỉ cần đấu 2 lượt là có thể phân thắng bại. Nếu dựa theo cách bốc thăm, dù là hai nhánh nào đấu võ trước, thắng được một nhánh đều phải đấu võ với nhánh còn lại. Hai nhánh đầu tiên tham gia đấu võ đã bị tiêu hao rất nhiều, nếu còn đấu tiếp thì không công bằng. Thế nên tôi đề nghị 3 nhánh chúng ta, 30 cao thủ đồng thời lên sàn đấu. Chờ đến khi các cao thủ còn lại trên sàn đấu đều là người của cùng một nhánh thì coi như nhánh đó thắng, thế nào? Ông chủ nhánh 2 cười híp mắt nói. Không được. Khương Hùng còn chưa lên tiếng, đã có người của nhánh chính lên tiếng phản đối. Người ở đây đều biết nhánh 2 và nhánh 3 đã cấu kết với nhau, nếu thật sự để 3 nhánh cùng đấu võ, chắc chắn hai nhánh này sẽ liên thủ. Khi đó nhánh chính không còn hy vọng thắng nào nữa. Chủ gia tộc, không thể đồng ý được. Người cầm quyền của nhánh chính vừa lên tiếng vội vàng khuyên nhủ, phần thắng của nhánh chính vốn đã không lớn, nếu nhánh 2 và nhánh 3 cùng liên thủ, chúng ta sẽ xong đời. Tôi không có ý kiến. Ông chủ nhánh 3 hiểu ý của ông chủ nhánh 2, lập tức tỏ thái độ. Lúc này chỉ còn lại nhánh chính. Khương Hùng không ngốc, đương nhiên hiểu được điều này. Chủ gia tộc, không thể đồng ý được. Lại có người cầm quyền khác của nhánh chính lên tiếng. Đến cả Khương Long Phi cũng trầm giọng nói, bố ơi, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Bố nhất định phải thận trọng. Ông chủ nhánh 2 mỉm cười nhìn Khương Hùng, tôi chỉ đưa ra đề nghị, nếu chủ gia tộc sợ không đồng ý cũng không sao. Dù sao quy tắc đã có từ trước. Rõ ràng ông chủ nhánh 2 đang khích tướng. Khi mọi người đều tưởng Khương Hùng sẽ từ chối. Khương Hùng đột nhiên cười phá lên, có gì mà không dám. Dù ai thắng ai thua, người thừa kế nhà họ Khương vẫn mang họ Khương. Đều là người một nhà, người thừa kế ở nhánh nào mà chẳng được. Ha ha, được, chủ gia tộc rất sảng khoái. Ông chủ nhánh 2 cười lớn nói. Nhưng tôi cũng có một đề nghị. Khương Hùng lại nói tiếp. Chủ gia tộc cứ nói, đừng ngại. Ông chủ nhánh 2 cười đáp. Chắc hẳn mọi người đã đoán được mục đích tôi dùng võ để quyết định người thừa kế. Khương Hùng quét mắt nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, không sai, đúng như các người đoán. Tôi giao quyền lựa chọn người thừa kế của nhà họ Khương cho cả 6 nhánh là vì muốn ép các nhánh bày ra thực lực thật sự của mình. Mọi người cũng thấy các cao thủ tham gia buổi đấu võ hôm nay hầu như đều là gương mặt xa lạ. Nhưng những người này đều được các nhánh dùng tài nguyên của nhà họ Khương bồi dưỡng ra. Vì để nhà họ Khương trở nên mạnh hơn, tôi đề nghị sau khi kết thúc đấu võ, mặc kệ người thừa kế đến từ nhánh nào, các nhánh đều giao ra toàn bộ cao thủ tham gia đấu võ hôm nay, tập hợp thành một đội quân mạnh mẽ chỉ thuộc về nhà họ Khương. Khương Hùng chân thành nói, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Nghe lão ta nói thế, tất cả đều im lặng. Bọn họ đều là người nhà họ Khương, đương nhiên đều muốn nhà họ Khương phát triển hơn. Lời Khương Hùng nói quả thật là vì cả gia tộc. Nhưng một khi giao hết các cao thủ được âm thầm bồi dưỡng ra, sau này thực lực của các nhánh còn lại bao nhiêu? Tôi đồng ý. Trong lúc các nhánh đều không lên tiếng, ông chủ nhánh một bỗng nói, chủ gia tộc nói không sai. Những người này đều được các nhánh dùng tài nguyên của gia tộc bồi dưỡng nên. Vậy thì bọn họ đều là người của nhà họ Khương. Tại sao chúng ta lại muốn phát triển cho riêng mình, để thực lực nhà họ Khương bị suy yếu? Chủ nhánh 1 vừa dứt lời, chủ nhánh 5 cũng tỏ thái độ, nhánh 5 đồng ý giao người. Nhánh 4 đồng ý giao người. Chủ nhánh 4 cũng lên tiếng. Chỉ còn nhánh 2 và nhánh 3 vẫn chưa nói gì. Đây cũng là hai nhánh có sức chiến đấu mạnh nhất. Mọi người lần lượt đổ dồn ánh mắt về phía ông chủ nhánh 2 và nhánh 3, chờ đợi quyết định của bọn họ. Sắc mặt của hai người họ rất nghiêm trọng. Cả hai đều biết rõ một khi đồng ý,
bọn họ sẽ mất sạch cao thủ trong tay. Dù bọn họ thực sự đoạt được vị trí người thừa kế nhưng hiện giờ chủ gia tộc vẫn là Khương Hùng. Lỡ sau khi Khương Hùng thu người về lại đối phó bọn họ, còn không thừa nhận kết quả đấu võ hôm nay thì phải làm thế nào? Tôi không thể tin ông. Chủ nhánh ba bỗng nhìn Khương Hùng nói. Tôi cũng không thể tin ông. Chủ nhánh hai cũng lên tiếng. Khương Hùng hỏi, rốt cuộc phải thế nào hai người mới chịu tin tôi? Trừ phi ông từ bỏ vị trí chủ gia tộc. Ông chủ nhánh ba không hề do dự nói. Mặc dù chủ nhánh hai không lên tiếng nhưng rõ ràng cũng có ý này. Khương Hùng cười lạnh một tiếng, các ông muốn tôi từ bỏ vị trí chủ gia tộc sao? Nếu ông thu hết cao thủ của các nhánh về tay nhánh chính rồi quay lại đối phó với chúng tôi thì sao? Chủ nhánh hai hỏi ngược lại. Được, các ông đã muốn tôi nhường lại vị trí chủ gia tộc, tôi sẽ cho các người toại nguyện. Khương Hùng bỗng lên tiếng đáp. Thật sao? Ông chủ nhánh hai và nhánh ba đều mừng rỡ, gần như hỏi cùng một lúc. Chủ gia tộc, người của nhánh chính đều khiếp sợ, thi nhau ngăn cản. Người của các nhánh khác cũng kinh hãi, vẻ mặt khó tin. Mục đích của buổi đấu võ hôm nay là để chọn ra người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Nếu tôi nhường lại, có phải nhánh giành quán quân sẽ giành được cả vị trí chủ mới của nhà họ Khương? Nói cách khác, buổi đấu võ hôm nay phải chọn ra được chủ gia tộc mới, tôi nói vậy không có vấn đề gì chứ? Khương Hùng hỏi. Đương nhiên, nhánh nào giành chiến thắng, người thừa kế của nhánh đó chính là chủ mới của nhà họ Khương. Ông chủ nhánh hai cười nói. Ông chủ nhánh ba cũng gật đầu đáp, không sai, chính là như vậy. Được, cứ quyết định như vậy đi. Vòng đấu võ cuối cùng là đấu nhóm, 30 cao thủ của ba nhánh chúng ta cùng lên sàn đấu, cuối cùng còn lại cao thủ của nhánh nào thì nhánh đó thắng. Chủ gia tộc mới cũng sẽ chọn từ nhánh này. Khương Hùng không hề do dự, lập tức quyết định. Lão ta sảng khoái đồng ý khiến ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 vốn đang hài lòng lại có dự cảm chẳng lành. Nhưng bọn họ đã đồng ý, Khương Hùng cũng chịu nhường ra vị trí chủ gia tộc, hiện giờ muốn từ chối cũng đã muộn. Không được đâu chủ gia tộc. Từng người của nhánh chính lên tiếng can ngăn. Bắt đầu vòng đấu võ cuối cùng đi. Khương Hùng nói với trọng tài. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 nhanh chóng leo lên sàn đấu, chỉ sợ Khương Hùng đổi ý. 10 cao thủ của nhánh chính cũng leo lên. Giờ phút này, đám người nhà họ Khương vừa thấy lo lắng vừa chờ mong. Nhưng ai cũng biết sau khi vòng đấu này kết thúc, nhà họ Khương sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Đấu võ hỗn chiến chính thức bắt đầu. Trọng tài bỗng nhiên lớn tiếng tuyên bố. Theo hiệu lệnh của trọng tài, cuộc đấu võ lập tức diễn ra. Quả nhiên đúng như suy đoán của mọi người, cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 không hẹn mà cùng vây đánh cao thủ của nhánh chính. Chủ gia tộc, bọn họ thật sự liên thủ với nhau rồi. Người của nhánh chính thấy vậy đều kinh hãi. Nhánh 2 và nhánh 3 thật không biết xấu hổ. Có giỏi các người đấu một trận công bằng với nhánh chính đi, liên thủ đối phó nhánh chính tính là gì? Có người không nhịn được chửi ầm lên. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 lại coi như không nghe thấy, cả hai lo lắng quan sát sàn đấu. Mặc dù người của bọn họ đã liên thủ nhưng họ vẫn cảm thấy bất an. Trừ phi toàn bộ cao thủ của nhánh chính đều bị đánh ngã khỏi sàn đấu, nếu không bọn họ không thể yên tâm được. Trên sàn đấu rất hỗn loạn, chỉ có một người trẻ tuổi đứng khoanh tay trước ngực đứng ở một góc, trông rất không hài hòa. Lần này không còn ai mắng Dương Thanh nữa. So với anh, bọn họ càng tức giận nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ hơn. Dường như mỗi cao thủ của nhánh chính đều phải đồng thời đối mặt với hai cao thủ khác. Thậm chí có người còn bị ba cao thủ bao vây. Chủ nhánh 1, chủ nhánh 5, hai ông nghĩ nhánh nào sẽ giành chiến thắng? Chủ nhánh 4 cất tiếng hỏi. Chủ nhánh 1 lắc đầu cười. Chưa thể biết được. Đúng là lão cáo già. Chủ nhánh 4 thầm nghĩ, lại nhìn sang ông chủ nhánh 5, chủ nhánh 5 thấy sao? Trước mắt có vẻ phần thắng của nhánh 2 và nhánh 3 lớn hơn một chút. Nhưng chưa thể biết được nhánh nào sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Chủ nhánh 5 cũng khôn khéo nói. Lúc này ngoài Dương Thanh, trong 9 cao thủ còn của nhánh chính, đã có 3 người bị loại. Nhưng nhánh 2 và nhánh 3 vẫn chưa có ai bị loại. Trong tình huống này, đồ đần cũng biết chắc chắn nhánh chính sẽ bị loại. Chủ nhánh 4 thấy thế nào? Chủ nhánh 5 lại hỏi chủ nhánh 4. Chắn chắn nhánh chính sắp bị loại rồi. Giữa nhánh 2 và nhánh 3, phần thắng của nhánh 3 lớn hơn. Chủ nhánh 4 duỗi 5 ngón tay ra, tôi đoán trong vòng 5 phút, 10 người của nhánh chính đều sẽ bị loại. Chủ nhánh 1 và chủ nhánh 5 đều kinh ngạc, không ngờ chủ nhánh 4 lại dám ngang nhiên tỏ thái độ trước mặt mọi người, không sợ bị Khương Hùng ghi thù. Hay là chủ nhánh 4 đang lấy lòng chủ nhánh 3? Chủ nhánh 3,
tôi chúc mừng trước nhé. Chủ nhánh 4 đột nhiên đứng dậy chắp tay về phía chủ nhánh 3. Chủ nhánh 3 sảng khoái cười lớn, xin mượn lời chúc may mắn của chủ nhánh 4. Sắc mặt của đám người nhánh chính đều trở nên khó coi. Kết quả đấu võ vẫn chưa có, chủ nhánh 4 đã không chờ được nịnh bợ lấy lòng chủ nhánh 3, đúng là không cần thể diện. Chủ nhánh 1 và chủ nhánh 5 đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương. Chúc mừng chủ nhánh 3. Chúc mừng chủ nhánh 3. Chủ nhánh 1 và chủ nhánh 5 lần lượt chúc mừng. Ha ha, được, cảm ơn các ông. Chủ nhánh 3 vui mừng đến mức mặt sắp nở hoa. Sắc mặt chủ nhánh 2 thì lại sầm xuống. Theo giao hẹn trước đó với chủ nhánh 3, nhánh 3 phải trợ giúp nhánh 2 giành được vị trí người thừa kế. Thế nhưng bây giờ, nhánh 3 lại muốn cướp đoạt danh tiếng của nhánh 2. Với thực lực cao thủ nhánh 3 đang thể hiện, nhánh 2 hoàn toàn không có phần thắng. Mấy người còn cần sỉ diện không thế? Bỗng chủ nhánh 2 tức giận quát lớn với người trên sàn đấu, tôi cho các người lên đấu võ là để đánh một trận công bằng với nhánh chính và nhánh 3. Các người lại liên thủ đối phó với nhánh chính. Dù nhánh chính là đối thủ nhưng chúng ta cũng không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được. Các người có còn là người học võ không hả? Đám cao thủ của nhánh 2 đang bảo vệ người của nhánh chính nghe thấy thế đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều không ngốc. Chủ nhánh 2 đã nói như vậy, chắc chắn là có ý khác. Đối thủ trên sàn đấu chỉ có nhánh 3 và nhánh chính. Ông chủ nhánh 2 lại nói bọn họ không được liên thủ đối phó nhánh chính, vậy là phải đối phó nhánh 3 sao? Thoát cái, cao thủ dẫn đầu nhánh 2 lập tức gầm lên, ra tay. Dứt lời, hắn xông thẳng về phía cao thủ nhánh 3 cách mình gần nhất. Bịch, gã cao thủ nhánh 3 kia chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn đạp ngã xuống sàn đấu. Ngay từ lúc cao thủ cầm đầu nhánh 2 ra tay với người của nhánh 3, các cao thủ còn lại của nhánh 2 cũng quay sang tấn công cao thủ của nhánh 3. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, lại có 5 cao thủ nhánh 3 bị đánh ngã. Chủ nhánh 2 có ý gì? Chủ nhánh 3 lập tức hốt hoảng, giận dữ chất vấn. Ông chủ của các nhánh khác cũng ngơ ngác, nhánh 2 với nhánh 3 đang trở mặt sao? Vẻ mặt ông chủ nhánh 3 tràn đầy tức giận. 10 cao thủ của nhánh 3 đã bị nhánh 2 đánh lén, bị loại mất 5 người. Bây giờ đến cả nhánh chính còn nhiều hơn nhánh 3 2 người. Còn về nhánh 2 vẫn còn nguyên vẹn 10 người. Chủ nhánh 2 thấy chủ nhánh 3 nổi giận đùng đùng chỉ cười nhạt một tiếng. Chủ nhánh 3, ông hỏi tôi có ý gì? Người khác nghe thấy sẽ tưởng chúng ta cấu kết gì đó với nhau đấy. Đây vốn là cuộc cạnh tranh công bằng giữa 6 nhánh. Nếu người của nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ đối phó với nhánh chính thì còn công bằng gì nữa? Chủ nhánh 3 lập tức nghẹn họng. Bọn họ đã âm thầm thương lượng với nhau liên thủ đuổi Khương Hùng khỏi vị trí chủ gia tộc. Thậm chí còn giao hẹn rõ ràng nhánh 3 phải trợ giúp nhánh 2 giành được quyền lựa chọn người thừa kế. Nhưng bây giờ nhánh 3 lại thể hiện quá xuất sắc, giống như muốn giành chiến thắng chung cuộc. Nhánh 2 bực bội với nhánh 3 cũng là lẽ thường tình. Nghĩ vậy, chủ nhánh 3 tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng vẫn có cảm giác bị chủ nhánh 2 phản bội, trong lòng rất khó chịu. Đã vậy, ông chủ nhánh 2 đừng trách tôi không khách sáo. Hai mắt ông chủ nhánh 3 tràn đầy hung ác. Ngay sau đó, lão ta nhìn lên sàn đấu ra lệnh, loại hết nhánh 2 trước cho tôi. 5 gã cao thủ còn lại của nhánh 3 nghe lệnh đồng loạt lao về phía cao thủ của nhánh 2. Cho dù nhánh 2 còn cả 10 cao thủ nhưng 5 cao thủ của nhánh 3 đều có thực lực vương cảnh, trong đó còn có 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ. 5 người đối đầu 10 người nhưng không hề thua kém chút nào. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một cao thủ của nhánh chính bỗng không biết phải làm gì. Bọn họ vốn đang bị nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ tấn công, đội hình tan rã. Đột nhiên nhánh 2 và nhánh 3 lại quay sang đánh nhau, bỏ quên bọn họ sang một bên. Người trẻ tuổi phải có tinh thần thượng võ. Cao thủ dẫn đầu nhánh chính bỗng tỏ vẻ chính trực nói. Sao tôi cảm thấy câu nói này quen vậy nhỉ? Tôi cũng thấy vậy. Người của nhánh chính không còn bị áp lực đè nặng, nhàn nhã đứng xem. Dưới sàn đấu xôn xao ầm ĩ. Nhánh 3 lại bị loại thêm 2 người. Chỉ còn lại 3 người cuối cùng. Nhánh 2 cũng bị loại 6 người, chỉ còn 4 người cuối cùng. Nhánh 3 và nhánh 2 tranh đấu kịch liệt như vậy, chẳng lẽ nhánh chính không cần chiến cũng thắng sao? Người nhà họ Khương đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình trên sàn đấu. Mấy chủ nhánh chúc ông chủ nhánh 3 thắng trước đều đen mặt như nuốt phải ruồi. Sắc mặt ông chủ nhánh 3 cũng trầm xuống, thấy từng người bên mình liên tiếp bị loại, cảm thấy nguy cơ rất lớn. Bây giờ nhánh chính còn 7 cao thủ, mà 2 nhánh bọn họ cộng lại mới được 7 người. Bọn họ lo lắng nhất là cao thủ còn lại của 2 nhánh có thực lực tương đương,
muốn phân thắng bại sợ là cuối cùng nhánh thắng cũng chỉ còn một hai người. Chủ gia tộc đúng là đoán như thần, xem ra chủ gia tộc mới vẫn sẽ ở nhánh chính. Ông chủ nhánh 4 đột nhiên cười nói. Đoán như thần. Khương Hùng sửng sốt một lúc mới hiểu ý đối phương, cười nhạt một tiếng, chỉ có chuyện ngoài ý muốn, đoán như thần ở đâu ra. Lão ta thật sự không ngờ tới. Lão ta để Dương Thanh tham gia đấu võ tập thể chỉ vì cho rằng có anh nhánh chính sẽ không thể thua. Lão ta không cho Dương Thanh ra tay từ đầu là vì muốn rèn luyện cao thủ của nhánh chính. Dù sao ở thời kỳ hòa bình rất khó tìm được đối thủ xứng tầm. Nhưng lão ta không hề nghĩ tới, nhánh 2 và nhánh 3 sẽ đấu đá lẫn nhau, người của hai nhánh sắp thua hết rồi. Trọng tài, ngừng chiến. Đúng lúc này, chủ nhánh 2 đột nhiên lớn tiếng hô lên. Trọng tài lập tức nhìn sang Khương Hùng. Trước khi đấu không hề nhắc tới chuyện ngừng chiến. Chủ gia tộc, tôi xin ngừng chiến. Thấy trọng tài nhìn Khương Hùng, ông chủ nhánh 2 cũng nhìn về phía lão ta, sắc mặt vô cùng khó coi. Cuộc đấu võ đã bắt đầu, chỉ khi phân thắng bại mới có thể kết thúc. Trước khi đấu không hề nhắc tới chuyện ngừng chiến. Khương Hùng cười nói. Trước đó chúng ta nói là ba nhánh đấu tập thể, nhưng hiện giờ chỉ có nhánh 2 và nhánh 3 đánh nhau. Người của nhánh chính chỉ đứng ngoài quan sát, đối với nhánh 2 và nhánh 3 rất không công bằng. Vẻ mặt chủ nhánh 2 tràn đầy lo lắng. Vừa rồi nhánh 2 lại bị loại thêm hai cao thủ, hiện giờ chỉ còn lại hai người cuối cùng. Mặc dù nhánh 3 cũng chỉ còn 3 cao thủ nhưng trong đó có 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ. Người của nhánh 2 không hề có cơ hội thắng. Vậy nên lão ta chỉ có thể xin ngừng chiến, nghĩ cánh lôi kéo người của nhánh chính gia nhập đấu võ tập thể, nói không chừng nhánh 2 vẫn còn một chút cơ hội. Hừ, chủ nhánh 3 cười lạnh một tiếng, vừa rồi chủ nhánh 2 còn hống hách ra lệnh đánh lén người của nhánh 3 cơ mà, sao bây giờ lại lo sốt cả vó lên thế? Cho dù chỉ còn lại 3 người nhưng chủ nhánh 3 vô cùng tin tưởng bọn họ. Có thể nói ba người này là ba cao thủ mạnh nhất bên cạnh lão ta, đến cả nhánh chính cũng không có đội hình mạnh mẽ như vậy. Chờ loại được nhánh 2, nhánh 3 đấu với nhánh chính vẫn có phần thắng rất lớn. Chủ nhánh 3 cảm thấy hiện giờ công bằng sao? Ông chủ nhánh 2 hỏi ngược lại rồi nói tiếp, tôi cũng không ra lệnh nhánh 2 đánh lén người của nhánh 3, chỉ là hy vọng cuộc đấu võ giữa ba nhánh diễn ra công bằng. Nhưng hiện giờ 7 cao thủ của nhánh chính đều đứng ngoài cuộc đấu. Dù nhánh 3 có thể loại được nhánh 2, chẳng lẽ bên ông không bị tiêu hao người sao? Kể cả người của ông rất mạnh nhưng chiến đấu với cường độ cao như vậy, liệu bọn họ có còn sức để đấu với 7 cao thủ của nhánh chính nữa không? Nghe thấy thế, sắc mặt của ông chủ nhánh 3 hơi biến đổi. Lão ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên võ đài. Đúng là 3 cao thủ của nhánh 3 đã bị mất sức rất nhiều. Tuy nhánh 2 chỉ còn 2 người nhưng thực lực rất mạnh. Giống như lời ông chủ nhánh 2 đã nói, cho dù nhánh 3 loại được nhánh 2, người của nhánh 3 cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều sức lực. Ngừng chiến đi. Rốt cuộc chủ nhánh 3 cũng lên tiếng. Không cần ngừng chiến đâu. Khương Hùng cười nói. Chủ gia tộc có ý gì? Ông chủ nhánh 2 giật mình. Ông chủ nhánh 3 cũng lạnh giọng nói, dù không ngừng chiến chúng tôi cũng có thể liên thủ đối phó nhánh chính. Khương Hùng cười nhạt một tiếng, hai người đừng vội kích động. Không phải tôi không muốn ngừng chiến, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Nói trắng ra, các người đòi ngừng chiến chẳng qua là vì muốn người của nhánh chính lập tức tham gia chiến đấu đúng không? Thế này đi, hai nhánh của các người cứ liên thủ đi. Nhánh chính vẫn còn 7 người, đồng thời đấu lại hai nhánh chắc không vấn đề đâu. Khương Hùng vừa dứt lời, tất cả đều sợ ngây người. Đây là ông tự nói đấy. Bị loại cũng đừng có hối hận. Ông chủ nhánh 3 thẹn quá hóa giận, có cảm giác như đang bị sỉ nhục. Ông chủ nhánh 2 lại bình tĩnh lạ thường. Ngay từ đầu lão ta đã cảm thấy Khương Hùng có vấn đề, dường như không hề lo lắng nhánh chính sẽ thua. Hiện giờ, chỉ cần Khương Hùng kiên trì không chịu ngừng chiến, dù nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ thì cũng đã bị mất sức rất nhiều. Nhưng 7 cao thủ của nhánh chính hầu như không bị tiêu hao gì. Nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ cũng chưa chắc đánh bại được nhánh chính. Nhưng Khương Hùng lại không hề lo lắng, chủ động đề nghị nhánh chính đối phó với cả nhánh 2 và nhánh 3. Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa. Ông chủ nhánh 2 híp mắt nói. Các anh em của nhánh chính hãy thể hiện thực lực thật sự của mình để người nhà họ Khương nhìn xem ai mới là chủ nhân của nhà họ Khương. Khương Hùng bỗng nhiên đứng dậy hét lớn. Vâng. Mấy cao thủ của nhánh chính đồng loạt lớn tiếng đáp lại. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Cả nhánh 2 và nhánh 3 cộng vào mới có 5 người, lúc này cũng đã ngừng chiến, toàn thân chẳng chỉ thương tích nhưng ý chí chiến đấu hừng hực. Tiếp tục đấu võ.
Trọng tài ra hiệu, cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 đồng loạt xông về phía nhánh chính. Tuy nói nhánh chính còn 7 người nhưng Dương Thanh vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát như người ngoài. Thực tế nhánh chính chỉ còn lại 6 cao thủ. Tình hình chiến đấu cực kỳ căng thẳng. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Chỉ khi loại được nhánh chính, một trong hai nhánh bọn họ mới có thể trở thành chủ nhân của nhà họ Khương. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 đều được âm thầm bồi dưỡng, sức chiến đấu cực mạnh. Cao thủ của nhánh chính có dùng hết toàn bộ vốn liếng cũng không thể địch nổi. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, 7 cao thủ của nhánh chính chỉ còn lại Dương Thanh và một người nữa. Ngược lại, chỉ có nhánh 2 bị loại mất một người. Hiện giờ, nhánh 2 chỉ còn một người, nhánh chính còn hai người, nhánh 3 còn tận 3 người. Bịch! Một cao thủ vương cảnh trung kỳ của nhánh 3 đột nhiên ra đòn, cao thủ còn lại của nhánh chính đã bị loại. Đến lúc này, nhánh chính chỉ còn một mình Dương Thanh. Ha 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 ha! Ông chủ nhánh 3 lập tức cười lớn, Khương Hùng, ông thua rồi. Dương Thanh bị ông chủ nhánh 3 quên lãng. Nhánh 2 cũng chỉ còn lại một người, chủ nhánh 2 hoàn toàn tuyệt vọng. Nhánh 3 vẫn còn 3 người mạnh nhất, nhánh 2 hết cơ hội thắng rồi. Cho dù không cam lòng cũng phải chấp nhận sự thật. Chúc mừng chủ nhánh 3. Chúc mừng chủ nhánh 3. Mấy ông chủ các nhánh còn lại thi nhau chúc mừng ông chủ nhánh 3. Đến cả người của nhánh chính cùng tỏ ra thất vọng. Nhánh chính thực sự phải thua sao? Ê! Dương Thanh bỗng gọi ông chủ nhánh 3 một tiếng, ông quên nhánh chính còn tôi nữa à? Xoẹt! Thoáng chốc! Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Dương Thanh. Cậu! Ông chủ nhánh 3 nhìn sang Dương Thanh, khinh thường nói, cao thủ mạnh nhất nhánh chính đều đã thua. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thì làm được gì? Vậy sao? Dương Thanh bỗng nhếch môi nở nụ cười châm chọc. Đương nhiên! Ông chủ nhánh 3 còn chưa nói hết câu chợt giật mình đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bóng dáng trẻ tuổi biến mất trên sàn đấu. Bịch 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 bịch! Ngay sau đó, từng tiếng va chạm nặng nề vang lên. Mấy bóng người bay lên không trung rồi rơi xuống dưới sàn đấu. Cái gì? Đây, đây. Sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người đều bị chấn động. Từng trưởng lão nhà họ Khương kinh hãi đứng hết lên. Trông thấy trên sàn đấu chỉ còn lại bóng người trẻ tuổi kia, bọn họ bỗng có cảm giác như đang nằm mơ. Một lúc lâu sau, rất nhiều người nhà họ Khương vẫn chưa hết kinh hãi vì Dương Thanh. Chỉ có Khương Hùng vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ là trong mắt chứa sự cảm thán. Quả nhiên thực lực của tướng quân biên giới phía Bắc không hề tầm thường. Bản thân lão ta là cao thủ vương cảnh hậu kỳ, mặc dù đã yếu đi vì tuổi già bệnh tật nhiều nhưng cảm giác của lão ta vẫn rất nhanh nhạy. Vừa rồi trên sàn đấu, nhánh 3 còn 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ, 1 cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Nhánh 2 còn 1 cao thủ vương cảnh trung kỳ. 3 cao thủ vương cảnh trung kỳ và 1 cao thủ vương cảnh sơ kỳ cứ như vậy bị Dương Thanh đánh bại trong vòng một nốt nhạc. Dù là lão ta ở trạng thái mạnh nhất cũng không thể làm được như vậy. Cảnh giới của lão ta đã ở vương cảnh hậu kỳ, vậy thì cảnh giới của Dương Thanh mạnh đến đâu? Thần cảnh trong truyền thuyết sao? Nghĩ tới đây, trong mắt Khương Hùng tràn đầy kích động. 9 cao thủ còn lại của nhánh chính vừa cùng đấu võ với Dương Thanh đều cảm thấy xấu hổ. Bọn họ bỗng hiểu tại sao anh không ra tay ngay từ đầu. Với thực lực mạnh mẽ này, nếu anh ra tay từ đầu, bọn họ sẽ còn cơ hội chiến đấu sao? Ông chủ của mấy nhánh còn lại cũng ngây như phỗng nhìn chằm chằm Dương Thanh. Phùng Tiểu Uyển đứng cạnh Khương Hùng cũng kinh ngạc che miệng, trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ. Cô ta chợt hiểu ra tại sao dù biết Dương Thanh đã có vợ con nhưng ông nội vẫn muốn ép anh cưới mình. Chính là vì để anh thấy áy náy, quyết tâm bảo vệ mình cả đời. Không, không thể nào. Sao lại như vậy? Đột nhiên ông chủ nhánh 3 gầm lên. Trên sàn đấu vẫn còn 3 cao thủ vương cảnh trung kỳ và 1 cao thủ vương cảnh sơ kỳ, sao có thể thua được? Chắc chắn cậu đã dùng ám khí, nếu không cậu còn trẻ như vậy, sao có thể đồng thời đánh bại cả 4 cao thủ vương cảnh được? 4 người của nhánh chính đều đã bị loại, chỉ còn lại một thằng nhóc hơn 20 tuổi, nhánh 2 cũng chỉ còn lại một người duy nhất. Nhưng nhánh 3 vẫn còn tận 3 người. Nhìn thế nào cũng phải là nhánh 3 chiến thắng mới phải. Trong khi ông chủ nhánh 3 đã tin chắc sẽ giành thắng lợi, người của lão ta đều bị đánh ngã xuống. Chuyện này khiến lão ta bị đả kích rất lớn. Ông chủ nhánh 3 không chịu nhận thua sao? Khương Hùng cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ tự ông không nhìn ra được cậu Thanh có dùng ám khí hay không sao? Bản thân ông chủ nhánh 3 cũng là cao thủ vương cảnh trung kỳ. Với người ở cảnh giới này có thể thấy rõ thực lực Dương Thanh vừa thể hiện ra mạnh tới mức nào.
nói Dương Thanh dùng ám khí chính là lời vô căn cứ. Không phải ông chủ nhánh ba không biết điều này, chỉ là lão ta quá cố chấp với việc thắng, không thể tiếp nhận sự thật đang bày ra trước mắt. Không, cậu ta không phải người nhà họ Khương, dù có thắng cũng không được tính. Ông chủ nhánh ba nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Hùng, ông là chủ gia tộc, đâu thể không biết xấu hổ nhờ người ngoài thắng đấu võ giúp mình được. Nếu đúng theo lời ông nói, những cao thủ xuất hiện trong nhà họ Khương hôm nay đều không được coi là người nhà họ Khương rồi. Tôi chưa từng gặp 10 người tham gia đấu võ của nhánh ba. Theo như ông nói, bọn họ không thể tham gia đấu võ hả? Sắc mặt Khương Hùng lạnh xuống, sát khí lấp lóe trong mắt, huống hồ trước khi đấu võ, tôi đã nói rồi. Cậu Thanh đã được bổ nhiệm làm trưởng lão danh dự của nhà họ Khương. Cậu ấy là trưởng lão danh dự của gia tộc, sao lại không được coi là người nhà họ Khương? Hiện giờ Khương Hùng vô cùng tức giận, ý muốn giết chết ông chủ nhánh ba tăng vọt. Chỉ bằng những chuyện lão ta âm thầm làm trong những năm gần đây đã đủ để bị phế sạch võ thuật. Khương Hùng vốn có ý định, chỉ cần nhánh ba đồng ý ngoan ngoãn giao ra các cao thủ âm thầm bồi dưỡng riêng sẽ tha cho ông chủ nhánh ba một mạng. Nhưng lúc này, lão ta không muốn tha nữa. Ông nói cậu ta là trưởng lão danh dự thì chúng tôi phải tin à. Năm nhánh còn lại đều không biết, sao có thể coi là thật. Ông chủ nhánh ba nổi giận chất vấn. Thế ông nói xem nên làm thế nào? Khương Hùng chắp tay sau lưng, hờ hững hỏi ngược lại. Ông chủ nhánh ba, có chơi có chịu. Thua là thua, ông chấp nhận số phận đi. Đúng lúc này, chủ nhánh hai đột nhiên lên tiếng. Bây giờ vẻ mặt của lão ta không còn hăng hái như lúc đầu, chỉ có sự tuyệt vọng cam chịu. Ông câm miệng cho tôi. Ông chủ nhánh ba giận dữ hét, nếu không phải tại ông bỗng nhiên ra lệnh cho người của nhánh hai đối phó với nhánh ba, sao nhánh ba có thể thua được? Ông chủ nhánh hai lắc đầu nói, nếu ông đã nói như vậy thì không còn gì để nói nữa. Không chịu từ bỏ thì cố lên. Dứt lời, chủ nhánh hai nhìn sang Khương Hùng nói, chủ gia tộc, tôi già rồi, cũng nên lui về sau thôi. Ông tự chọn chủ nhánh hai mới đi. Nghe thấy thế, mấy ông chủ nhánh khác đều cực kỳ kinh ngạc. Khương Hùng híp mắt nhìn lão ta hồi lâu rồi gật đầu đáp, được, vậy thì Khương Hồng Tinh sẽ làm ông chủ nhánh hai. Cảm ơn chủ gia tộc. Ông chủ nhánh hai sững sờ một lúc mới giật mình vội vàng cảm ơn. Khương Hồng Tinh là con trai lão ta, cũng là người có tư cách thừa kế vị trí chủ nhánh hai nhất. Lão ta cứ tưởng nhánh hai vẫn luôn đối đầu với nhánh chính, chỉ cần có cơ hội Khương Hùng nhất định sẽ nhét người của mình vào tiếp quản nhánh hai. Nào ngờ, Khương Hùng không những không làm vậy, còn để con trai lão ta kế thừa vị trí chủ nhánh hai. Chủ nhánh hai lập tức cảm thấy áy náy. Biết trước như vậy, sao lão ta phải ngấp nghé vị trí chủ gia tộc làm gì? Khương Dục, ông thực sự muốn nhường lại vị trí chủ nhánh hai sao? Ông chủ nhánh ba trợn trừng mắt, khó tin hỏi. Lão ta biết rõ ông chủ nhánh hai muốn người thừa kế gia tộc thuộc về nhánh hai như thế nào, đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Ngay từ đầu vốn là ông chủ nhánh hai chủ động tới nhờ lão ta trợ giúp, đồng thời hứa hẹn sau khi thành công sẽ cho nhánh ba lợi ích cực lớn. Hai bên cấu kết với nhau nhắm vào nhánh chính. Nhưng khi Khương Hùng đề nghị dùng đấu võ để quyết định người thừa kế, chủ nhánh ba lại thay đổi ý định, muốn cướp đoạt vị trí này, thậm chí còn phái ra cao thủ mạnh nhất mà mình âm thầm bồi dưỡng. Bây giờ, chủ nhánh hai lại rời khỏi vị trí chủ nhánh hai. Ông chủ nhánh ba, tôi khuyên ông cũng nên nhường chức đi. Tôi tin chủ gia tộc sẽ nể tình cùng huyết thống mà bỏ qua cho nhánh ba. Ông chủ nhánh hai chân thành nói. Lão ta đã sống từng này tuổi, là một trong những người cầm quyền của nhà họ Khương, biết rất rõ Khương Hùng là người như thế nào. Sự tồn tại của ông chủ nhánh ba đã uy hiếp rất lớn đến sự ổn định của nhà họ Khương. Để bảo vệ sự hưng thịnh của gia tộc, Khương Hùng sẽ dùng mạng của ông chủ nhánh ba đổi lấy. Chủ gia tộc, tôi đồng ý nhường lại vị trí chủ nhánh. Chủ gia tộc, tôi đồng ý nhường lại vị trí chủ nhánh. Chủ gia tộc, tôi đồng ý nhường lại vị trí chủ nhánh. Đột nhiên, mấy ông chủ nhánh khác nhau nhau lên tiếng. Đám người nhà họ Khương khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhà họ Khương sắp thay máu rồi sao? Khương Hùng quét mắt qua đám chủ nhánh, bình tĩnh nói, tôi đồng ý. Chủ nhánh mới sẽ do các nhánh tự chọn ra. Cảm ơn ông chủ. Mấy ông chủ các nhánh còn lại vội vàng đáp. Còn ông thì sao hả ông chủ nhánh ba? Khương Hùng hờ hững hỏi. Sắc mặt ông chủ nhánh ba ngày càng dữ tợn, sát khí trong mắt nổi lên cuồn cuộn nhìn chằm chằm Khương Hùng, thứ tôi muốn là vị trí chủ gia tộc. Ngay sau đó, mười mấy cao thủ vương cảnh đồng loạt xông vào bao vây Khương Hùng. Lúc này, trong mắt chủ nhánh ba chỉ còn sự điên cuồng. Lão ta đã chuẩn bị rất lâu vì vị trí chủ gia tộc.
Đến khi vị trí chủ gia tộc sắp về tới tay, giữa đường lại nhảy ra một Dương Thanh giúp nhánh chính giành quán quân của cuộc đấu võ. Quả nhiên ông vẫn còn chiêu sau. Khương Hùng không mấy ngạc nhiên, chỉ là sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Còn những người nhà họ Khương khác đều chết sững. Xem ra, ông đã biết tôi còn chiêu sau từ trước. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Khương Hùng, ông chủ nhánh ba cắn răng nói. Hừ. Khương Hùng chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, biết thì sao? Không biết thì thế nào? Hôm nay dù là thần tiên trên trời tới, ông cũng chỉ còn con đường chết. Khương Hùng không thèm che giấu sát khí trong mắt nữa, quét mắt nhìn xung quanh, tôi biết trong số các người có rất nhiều người muốn đuổi tôi khỏi vị trí chủ gia tộc. Thậm chí đến tận bây giờ, vẫn có người muốn chờ xem kịch hay, đợi thời cơ chọn phe. Nhưng ngay lúc này, các người phải đưa ra sự lựa chọn, đứng về phía tôi hay phía ông chủ nhánh ba. Ông chủ các nhánh khác vốn đang định đứng ngoài quan sát lập tức hốt hoảng. Hiện giờ, trên người Khương Hùng toát ra khí thế uy nghiêm cao thượng, không hề giống với một người bị thương nặng. Nhưng ông chủ nhánh ba lại khiến bọn họ có cảm giác sâu không lường được. Trước đó đã phái ra 10 cao thủ vương cảnh tham gia đấu võ, thậm chí trong số đó còn có 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ. Bây giờ lại xuất hiện thêm 10 mấy cao thủ vương cảnh. Trước ngày hôm nay, tính cả Khương Hùng và 5 ông chủ các nhánh cũng chỉ mới có 10 mấy cao thủ vương cảnh. Nhưng sau khi đấu võ, số lượng cao thủ vương cảnh của nhà họ Khương đã tăng lên gấp bội. Bên cạnh ông chủ nhánh ba đã có hơn 20 cao thủ vương cảnh, chiếm một nửa số lượng của cả gia tộc. Toàn bộ nhà họ Khương đều bị khí thế của cao thủ vương cảnh đè ép. Mấy vệ sĩ chỉ có thực lực nhân cảnh đều đang run lẩy bẩy. Không sai, bây giờ các người phải chọn phe luôn. Ông chủ nhánh ba cũng lên tiếng, hôm nay mục đích của tôi chỉ có một, chính là vị trí chủ gia tộc. Hôm nay ai cũng không thể cản bước chân của tôi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mấy ông chủ các nhánh khác đều chần chừ do dự. Dù là Khương Hùng hay ông chủ nhánh ba đều không phải loại người lương thiện. Tốt nhất các người nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định. Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn sang chàng trai trẻ tuổi đứng cạnh Khương Hùng. Dương Thanh đứng ở đó, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên. Đến cả cao thủ vương cảnh trung kỳ bên phe ông chủ nhánh ba cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đến tận lúc này, người nhà họ Khương mới nhớ tới người trẻ tuổi này vừa mới một mình đánh bại cả 4 cao thủ vương cảnh chỉ trong nháy mắt. Các người không cần sợ cậu ta. Nếu không phải người của tôi chủ quan khinh địch, sao có thể bị cậu ta dễ dàng đánh bại trên sàn đấu được? Ông chủ nhánh ba nhìn về phía Dương Thanh, cắn răng nói, trong mắt bắn ra sát khí mãnh liệt. Dương Thanh không nói tiếp nữa. Không phải anh không muốn nói, mà là câu nói vừa rồi đã đủ rồi. Đám người cầm quyền nhà họ Khương đều không phải đồ ngu, anh tin bọn họ có thể lựa chọn chính xác. Mấy ông chủ các nhánh khác không hẹn mà cùng nhìn sang Dương Thanh. Nhất là ông chủ nhánh 2, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Lão ta vốn đã thương lượng với ông chủ nhánh 3 là nhánh 3 trợ giúp nhánh 2 giành lại vị trí người thừa kế gia tộc. Nào ngờ, nhánh 2 lại trở thành phong nền. Thực lực của người này sâu không lường được. Một cao thủ trung niên bên cạnh ông chủ nhánh 2 trầm giọng nói. Vừa rồi trên sàn đấu, ông ta chính là cao thủ còn trụ lại cuối cùng của nhánh 2, bị loại cùng lúc với 3 cao thủ của nhánh 3. Bản thân ông ta có thực lực vương cảnh sơ kỳ, đã sắp đạt tới vương cảnh trung kỳ. Có lẽ người của nhánh 3 thực sự khinh địch, nhưng ông ta thì không, từ đầu đến cuối vẫn đánh hết sức, không hề xem thường Dương Thanh. Vậy nên lúc Dương Thanh tấn ông ta đã dùng hết sức để đối phó. Nhưng ông ta chưa kịp phản ứng gì đã bị Dương Thanh đạp vào ngực rơi thẳng xuống dưới sàn đấu. Ông chủ nhánh 2 khẽ gật đầu, không còn do dự lập tức nói với Khương Hùng, chủ gia tộc, nhánh 2 thề chết cũng phải bảo vệ quyền uy của chủ gia tộc. Không ai ngờ chủ nhánh 2 lại là người đầu tiên tỏ thái độ. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Tôi không cần bảo vệ uy quyền của nhà họ Khương, chỉ cần ông trung thành với gia tộc. Khương Hùng bình tĩnh nói, ông chủ nhánh 3 là kẻ dưới lại khinh thường bề trên, ý đồ dao động gốc rễ của nhà họ Khương, là tội đồ của gia tộc. Theo quy định của nhà họ Khương phải chịu tội chết. Đợi tôi giết được ông, tôi chính là chủ nhà họ Khương, còn ông mới là kẻ tội đồ. Ông chủ nhánh 3 cao giọng nói, lịch sử do người thắng soạn ra, kẻ thua chỉ có thể trở thành tội nhân thiên cổ. Được lắm, ông tin mình sẽ giành được chiến thắng cuối cùng đến vậy sao? Khương Hùng cười lạnh chất vấn. Vậy thì cứ chờ xem. Ông chủ nhánh 3 không hề che giấu ý muốn giết người của mình, hung tợn nhìn sang ông chủ nhánh 2, Khương Dục. Ông thực sự cho rằng đầu hàng Khương Hùng thì ông ta sẽ dễ dàng tha cho ông sao?
Mọi chuyện hôm nay đều là mưu kế của Khương Hùng, ông ta dùng vị trí người thừa kế làm mồi nhử ép các nhánh lộ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Sau đó lại cướp hết cao thủ của các nhánh, lập thành một đội quân phục vụ nhánh chính. Từ đó, địa vị của nhánh chính trong nhà họ Khương sẽ không bao giờ bị lung lay. Từ nay về sau, nhà họ Khương sẽ hoàn toàn do nhánh chính quyết định. Các nhánh khác chỉ có thể nghe theo. Ông chủ nhánh 2 không hề bị dao động, lạnh nhạt nói, Khương Hoa, ông đừng phí lời nữa. Tôi đã lựa chọn thì sẽ không thay đổi. Ông nói không sai. Sau này địa vị của nhánh chính sẽ không thể bị lung lay, nhưng vậy thì đã sao? Nhánh chính vốn là trung tâm của nhà họ Khương, chỉ người ưu tú nhất mới xứng đáng được gia nhập nhánh chính. Cũng chỉ khi địa vị của nhánh chính không bị lung lay, nhà họ Khương mới không bị suy tàn, ngày càng hưng thịnh. Ngay sau đó, Khương Hùng còn nói thêm, ông chủ nhánh 2 nói không sai. Nhánh chính là trung tâm của nhà họ Khương. Chỉ những người ưu tú nhất gia tộc mới có tư cách gia nhập nhánh chính. Địa vị của nhánh chính vững vàng thì nhà họ Khương mới không thể bị lung lay. Tôi định làm cho nhà họ Khương một chuyện cuối cùng, làm xong sẽ nhường chức. Từ nay về sau, 6 nhánh của nhà họ Khương sẽ được phân chia lại, chủ của 5 nhánh do người tài đảm nhiệm. Nhánh chính cũng thực hiện chế độ đào thải, người có tài gia nhập, kẻ bất tài bị đào thải. Sau này nhánh chính là nhánh chính của nhà họ Khương chứ không phải của chủ gia tộc. Khương Hùng vừa dứt lời, tất cả đều chấn động. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn hình thức hiện hữu của nhà họ Khương. Trước giờ nhánh chính đều do chủ gia tộc nắm quyền, mà mỗi chủ gia tộc mới đều do chủ gia tộc đời trước chọn ra. Vậy nên nhánh chính là nhánh riêng của chủ gia tộc. Mà quyết định vừa rồi của Khương Hùng là để hoàn toàn xóa tan nhánh riêng này. Người có tài trong 5 nhánh còn lại có thể gia nhập nhánh chính, còn trong nhánh chính, dù là người thuộc nhánh của chủ gia tộc nhưng vô dụng đều sẽ bị đuổi đi. Trong thời gian ngắn, có lẽ nhánh chính vẫn là nhánh của Khương Hùng, nhưng sau này sẽ trở thành nhánh mạnh nhất gia tộc, cũng là nhánh mà người của 6 nhánh đều hướng tới. Chủ gia tộc một lòng vì gia tộc, Khương Dục xin bái phục. Ông chủ nhánh 2 hơi khom người, thái độ tôn kính. Lần này, lão ta thực sự khâm phục Khương Hùng. Nếu là lão ta sẽ không thể làm được như vậy. Tất cả người nhà họ Khương đều cực kỳ khiếp sợ. Nhiều người cảm thấy lòng mình sôi sục. Chủ gia tộc một lòng vì gia tộc, nhánh một thề chết bảo vệ chủ gia tộc vì tương lai của nhà họ Khương. Chủ gia tộc một lòng vì gia tộc, nhánh 4 xin đi theo chủ gia tộc. Chủ gia tộc một lòng vì gia tộc, nhánh 5 xin đi theo chủ gia tộc. Có nhánh 2 dẫn đầu, 3 nhánh còn lại đều liên tiếp tỏ thái độ. Bọn họ đều đã lựa chọn đứng về phía Khương Hùng. Thoáng chốc chỉ còn lại nhánh 3. Tôi cảm thấy chủ gia tộc chỉ một lòng vì gia tộc. Hay là ông nhận sai đi. Chúng ta cùng trợ giúp chủ gia tộc phát triển nhà họ Khương ngày càng cường thịnh hơn. Một ông già tóc trắng của nhánh 3 tiến lên chân thành khuyên nhủ ông chủ nhánh 3. Câm miệng! Ông chủ nhánh 3 nổi giận gầm lên, Khương Hùng chỉ đang diễn trò thôi. Đồ đần mới tin lời ông ta. Khương Hùng, nếu ông tự giác phế bỏ tu vi, để tôi thừa kế vị trí chủ gia tộc. Tôi có thể tha cho ông một mạng. Khương Hùng lắc đầu, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với ông chủ nhánh 3, ông đã muốn chết. Tôi sẽ cho ông toại nguyện. Ha 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 ha. Chủ nhánh 3 ngửa đầu cười lớn, mặt mũi dữ tợn nói, kẻ muốn chết là ông, không phải tôi. Giết lão chó Khương Hùng đi. Lão ta vừa ra lệnh, hơn 20 cao thủ vương cảnh đồng loạt xông về phía Khương Hùng. Bảo vệ chủ gia tộc. Khương Hùng chưa kịp ra lệnh, mấy chủ nhánh khác đã ra lệnh cho cao thủ 4 phía xông lên. Nhà họ Khương trở nên hỗn loạn. Những người có cảnh giới dưới vương cảnh đều không có tư cách tham gia trận chiến, chỉ có thể đồng loạt lùi lại phía sau. Mấy chủ nhánh khác vội vàng tiến lên che chắn trước người Khương Hùng, cảnh giác nhìn cao thủ của nhánh 3. Ông Khương, có vẻ tình hình không ổn đâu. Dương Thanh bỗng lên tiếng. Vì mười mấy cao thủ của chủ nhánh 3 vừa mới xuất hiện này đều có thực lực vương cảnh trung kỳ. Mà trong nhà họ Khương chỉ có Khương Hùng ở trạng thái mạnh nhất mới có thực lực vương cảnh hậu kỳ. Ông chủ của 5 nhánh còn lại đều toàn là cao thủ vương cảnh trung kỳ. Nhưng hiện giờ đột nhiên xuất hiện mười mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ. Dù là các gia tộc khác trong vương thành quan cũng không có nhiều tới vậy. Nếu những người này đều gia nhập nhà họ Khương, e là thực lực của nhà họ Khương đã có thể sánh với vương tộc họ Quan. Khương Hùng vẫn chưa ý thức được chuyện này, nghi hoặc hỏi, ý của cậu là đám người này không phải hoàn toàn do ông chủ nhánh 3 âm thầm bồi dưỡng nên sao? Dương Thanh gật đầu. Tôi nghi ngờ sau lưng chủ nhánh 3 còn có người khác. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Khương Hùng lập tức biến đổi. Nếu quả thật là vậy,
chẳng phải nhà họ Khương đã bị người khác để mắt từ lâu rồi sao? Một thế lực có thể cung cấp hơn 20 cao thủ vương cảnh trung kỳ sẽ khủng bố đến mức nào? Có lẽ mấy người tham gia đấu võ đều do ông chủ nhánh ba âm thầm bồi dưỡng. Còn mười mấy người xuất hiện sau đó thì có khả năng không phải. Dương Thanh lại bổ sung thêm một câu. Bây giờ e là trong vương thành quan chỉ có vương tộc họ Quan mới có thể lập tức phái ra nhiều cao thủ vương cảnh trung kỳ như vậy. Khương Hùng hoài nghi hỏi, chẳng lẽ vương tộc họ Quan muốn động tới nhà họ Khương chúng tôi sao? Dù sao quan vương đã ngứa mắt nhà họ Khương từ lâu. Nếu không vì e ngại tôi tới từ biên giới phía Bắc, e là ông ta đã ra tay với nhà họ Khương rồi. Lúc này, Khương Hùng cũng ý thức được có gì đó sai sai. Nhưng trong mắt lão ta, chỉ có vương tộc họ Quan mới có thực lực mạnh như vậy, các gia tộc khác không phải đối thủ của nhà họ Khương. Dương Thanh lại lắc đầu nói, không phải vương tộc họ Quan. Lúc ở phủ quan vương, Dương Thanh đã mập mờ tiết lộ thân phận của mình với quan vương. Chắc hẳn lão ta có thể đoán được anh chính là tướng quân của biên giới phía Bắc. Nếu đã biết thân phận của anh mà vẫn còn muốn đối phó nhà họ Khương thì quan vương quá ngu xuẩn. Không phải vương tộc họ Quan thì có thể là ai? Khương Hùng càng thêm mờ mịt, những năm gần đây, nhà họ Khương chỉ ở vương thành quan, chưa từng tiếp xúc với thế lực lớn ở bên ngoài. Rốt cuộc là ai muốn động tới nhà họ Khương? Nghe lão ta nói thế, Dương Thanh cũng cảm thấy nghi ngờ. Lúc anh chưa xuất hiện, nhà họ Khương không hề gặp phải chuyện như thế này. Dường như sau khi anh xuất hiện, nhà họ Khương mới ngày càng không yên ổn. Nghĩ tới đây, Dương Thanh bỗng có một suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ là vì mình? Anh đắc tội rất nhiều người, nhưng thế lực có thể sánh với vương tộc họ Quan cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương tộc họ Tiết đã gọi người ở Yến Đô trở về gia tộc, thậm chí còn tuyên bố sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện ở Yến Đô. Vương tộc họ Quan cũng sẽ không, vậy thì còn có thể là ai? Càng nghĩ, Dương Thanh càng thấy lo lắng. Cậu Thanh, đến lúc rồi, nhờ cậu ra tay. Khương Hùng bỗng nói. Mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ do ông chủ nhánh ba mang tới quá mạnh, cao thủ vương cảnh của nhà họ Khương liên tục ngã xuống. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là nhà họ Khương sẽ tổn thất rất lớn. Thấy cao thủ bên phe Khương Hùng liên tiếp bị đánh bại, trong mắt ông chủ nhánh ba tràn đầy hưng phấn, cười lớn nói, hiện giờ các người hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần chịu đầu hàng, tôi sẽ tha cho các người. Khương Hoa, câm miệng đi, chúng tôi đã chọn theo chủ gia tộc thì sẽ không phản bội ông ấy. Không sai, chúng tôi sẽ không phản bội chủ gia tộc, cũng sẽ không phản bội nhà họ Khương. Khương Hoa, ông muốn nhà họ Khương bị tiêu diệt sao? Còn không mau bảo người của ông dừng tay lại đi. Mấy ông chủ các nhánh khác đều giận dữ quát lớn. Tất cả im miệng hết đi, đây đều là các người ép tôi. Bệnh tình của Khương Hùng đã nguy kịch, nên sớm nhường lại vị trí chủ gia tộc mới phải. Ông chủ nhánh ba tức giận rít gào, chỉ tôi mới có thể khiến nhà họ Khương trở nên huy hoàng. Cũng chỉ tôi mới có thể giúp gia tộc trở thành chúa tể của vương thành quan. Trong tay tôi có 20 cao thủ vương cảnh trung kỳ, các người lấy cái gì đấu với tôi? Còn không mau giơ tay đầu hàng đi. Ông chủ nhánh ba như bị phát điên, sự cố chấp với vị trí chủ gia tộc đã không còn thuốc chữa. Mà lão ta cũng tự lộ ra dã tâm của mình, muốn trở thành chúa tể của vương thành quan. Điều này cũng chứng tỏ, cao thủ lão ta dẫn tới không có quan hệ gì với vương tộc họ Quan. Ông mừng sớm quá rồi đấy. Ông chủ nhánh ba vừa nói xong, một bóng người như ma quỷ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt lão ta. Cậu muốn làm gì? Trông thấy Dương Thanh đứng trước mặt mình, chủ nhánh ba hoảng sợ hỏi. Bốp! Dương Thanh không thèm đáp lại, bóp cổ lão ta, lạnh giọng nói, tất cả dừng tay lại cho tôi. Muốn bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước. Đám cao thủ vương cảnh trung kỳ kia đều do ông chủ nhánh ba đưa tới, vậy thì chỉ cần khống chế lão ta, tất sẽ đều sẽ kết thúc. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Dương Thanh. Đám cao thủ kia không thèm dừng tay, ngược lại còn ra tay tàn nhẫn hơn. Dừng tay lại cho tôi. Dương Thanh nổi giận quát thêm lần nữa. Nhưng ngoại trừ các cao thủ vương cảnh vốn là của nhánh ba, mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ ông chủ nhánh ba vừa gọi đến đều không có ý định dừng tay. Các người điên hết rồi sao? Mau dừng tay lại, nếu không chủ nhánh sẽ bị giết đấy. Một người cầm quyền của nhánh ba tức giận nói. Nhưng vẫn không ai để ý tới ông ta. Thấy vậy, Dương Thanh rốt cuộc đã xác nhận suy đoán của mình. Mười mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ kia vốn không phải là người của ông chủ nhánh ba. Chứng tỏ sau lưng lão ta còn có người giật dây. Bốp! Dương Thanh tiện tay vung lên, ông chủ nhánh ba bị ném lên không trung rồi rơi xuống dưới chân Khương Hùng. Đừng để lão ta chết!
Dương Thanh dặn dò một câu rồi thoát cái sông ra ngoài. Trong lúc người nhà họ Khương còn đang khiếp sợ, anh như sói lạc bầy dê, thậm chí bọn họ còn không thể bắt kịp bóng dáng anh. Bọn họ chỉ nhìn thấy từng cao thủ vương cảnh trung kỳ hung mãnh bị Dương Thanh đánh bay như trái bóng ra. Anh cứ tung ra một đấm, hoặc một cú đá, hoặc một chưởng. Mỗi lần anh ra đòn đều có một cao thủ vương cảnh trung kỳ bị đánh bay. Chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi, cuộc chiến đã kết thúc. Mười mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ đều nằm la liệt trên mặt đất. Nói mau, ai sai các người tới đây? Dương Thanh lạnh giọng chất vấn. Danh con đừng xen vào chuyện của người khác. Nếu không mày nhất định sẽ phải hối hận. Cao thủ vương cảnh trung kỳ cầm đầu nghiến răng nói. Các cao thủ khác đều hung dữ nhìn anh, hai mắt đỏ ngầu, không chút e ngại. Thấy vậy, Dương Thanh lại càng ngạc nhiên. Rốt cuộc bọn họ là ai? Anh cứ tưởng bọn họ đến nhà họ Khương là vì mình, nhưng bây giờ xem ra, chắc là không phải. Nếu không đối phương cũng sẽ không bảo anh đừng xen vào chuyện của người khác. Không nói thì tôi chỉ có thể tiễn ông lên đường. Dương Thanh không chút do dự đạp xuống. Răng rắc, cao thủ cầm đầu bị Dương Thanh đạp gãy cổ, lập tức mất mạng. Cả nhà họ Khương chìm trong yên tĩnh, tất cả khiếp sợ không nói nên lời. Cao thủ vương cảnh trung kỳ mạnh mẽ ở trong tay Dương Thanh lại yếu ớt như sâu kiến, giẫm một cái là chết. Ông nói đi, các ông là ai? Tại sao lại tới nhà họ Khương? Hai mắt Dương Thanh lóe sáng, nhìn sang một cao thủ vương cảnh trung kỳ khác. Danh con, mày sẽ hối hận, nhất định mày sẽ phải hối hận. Đối phương bị Dương Thanh nhìn chằm chằm vẫn không hề sợ hãi, trong mắt chỉ có sát khí và sự khinh bỉ. Cảnh tượng sau đó khiến mọi người đều ngơ ngác. Mười mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ còn lại đều sùi bọt mép, cả người co giật. Tiếp đó, tất cả đều tắt thở. Người nhà họ Khương chố mắt nhìn. Mười mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ cứ chết đi như vậy sao? Bọn họ đều có thực lực ngang với chủ các nhánh của nhà họ Khương đó. Sắc mặt Khương Hùng tối sầm. Mười mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ, nói chết là chết. Dù là vương tộc cũng không thể chịu được tổn thất lớn như vậy. Chết cả rồi. Lúc này, Phùng Tiểu Uyển đi tới bên cạnh Dương Thanh, mặt mũi tái nhợt nói, trong người bọn họ đều có một con phệ tâm cổ. Tức là bọn họ bị phệ tâm cổ trong người giết chết sao? Dương Thanh kinh ngạc hỏi. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu, phệ tâm cổ có tình tình tàn bạo trời sinh, không chỉ có thể thúc đẩy sự sống từ trái tim mà đồng thời còn thôn phệ trái tim. Phệ tâm cổ đều do trùng mẹ khống chế, trùng mẹ lại do cổ sư khống chế. Trùng mẹ và phệ tâm cổ không thể cách nhau quá xa vì sẽ bị đứt liên hệ. Nghe Phùng Tiểu Uyển giải thích, đám người nhà họ Khương đều trợn mắt há hốc mồm. Khoảng cách để trùng mẹ khống chế phệ tâm cổ là bao xa? Dương Thanh lại hỏi. Tùy theo tình trạng của trùng mẹ, nhưng để đồng thời khống chế được 10 con phệ tâm cổ, còn là loại có sức sống khá mạnh thì phải cách nhau trong khoảng 10 cây số. Phùng Tiểu Uyển nói đúng sự thật. Em có cách tìm được trùng mẹ không? Dương Thanh chờ mong hỏi. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, chỉ các đại sư cổ thuật am hiểu cổ trùng mới có thể tìm được. Ông Khương, trong vòng 10 cây số xung quanh nhà họ Khương có mấy gia tộc lớn? Dương Thanh lại hỏi Khương Hùng. Nhà họ Lâm. Hai mắt ông Khương lập tức trở nên thâm thúy, lúc trước ông chủ Lâm Thiên Tường tới nhờ Tiểu Uyển chữa bệnh, hình như là vì trong người có phệ tâm cổ. Phùng Tiểu Uyển gật đầu đáp, trong người ông chủ Lâm có phệ tâm cổ, có lẽ đã từ rất nhiều năm trước. Phệ tâm cổ đã quen sống trong người ông ấy, có thể thôn phệ trái tim của ông ấy bất cứ lúc nào. Khương Hùng im lặng. Ánh mắt lóe sáng không biết đang suy nghĩ điều gì. Dương Thanh cũng thấy lo lắng. Nếu hỏi người khó dây vào nhất trên đời này là ai, cổ sư của Miêu Thành chắc chắn xếp ở hạng cao. Năm xưa ở biên giới phía Bắc, anh từng đấu với một cổ sư của kẻ địch. Kẻ địch phái hơn 100 cổ sư, mỗi cổ sư lại khống chế mười mấy quân cảm tử. Quân cảm tử bị cổ sư khống chế có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, tựa như không cảm giác được sự đau đớn, trong mắt chỉ có giết chóc. Trong trận chiến đó, biên giới phía Bắc tổn thất nặng nề, cuối cùng vẫn phải nhờ Dương Thanh tự ra tay đột nhập vào sào huyệt của kẻ địch, giết sạch hơn 100 cổ sư, biên giới phía Bắc mới có thể chuyển bại thành thắng. Không ngờ, nhiều năm trôi qua lại gặp được cổ sư ở Vương Thành Quan. Khương Hoa, ông nói đi, rốt cuộc là ai đứng sau ông? Khương Hùng đột nhiên lên tiếng. Lúc này Dương Thanh mới nhìn sang ông chủ nhánh 3. Hiện giờ ông chủ nhánh 3 không còn vẻ uy nghiêm như trước, quần áo tả tơi, trông rất chật vật. Cho dù tôi chết, ông cũng đừng hòng biết được người đứng sau tôi là ai. Vẻ mặt ông chủ nhánh 3 dữ tợn, điên cuồng cười lớn nói, nhiều cao thủ vương cảnh chết trong nhà họ Khương như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho các người.
nếu tôi không đoạt được nhà họ Khương, vậy thì nhà họ Khương chỉ có thể bị hủy diệt. Ha 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 ha, câm miệng. Khương Hùng gầm lên, nổi giận chất vấn, đây là nhà của ông muốn nhà họ Khương bị hủy diệt như vậy sao? Nói cho tôi biết người đứng sau ông là ai, chỉ cần chuyện này không liên quan tới người của nhánh ba, tôi đều có thể bỏ qua. Trên mặt ông chủ nhánh ba không hề có sự lo lắng, cười lạnh nói, tôi sắp chết rồi, còn quan tâm sự sống chết của người nhánh ba làm gì? Muốn chém muốn giết tùy ông. Tốt nhất hãy giết sạch người của nhánh ba đi, để bọn họ xuống địa ngục với tôi, ha 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 ha. Nghe thấy thế, sắc mặt đám người của nhánh ba thoát cái trắng bệch. Từ bao giờ bố lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ trong mắt bố chỉ có quyền lực, ngay cả sự sống chết của chúng con cũng chẳng là gì hay sao? Con trai của ông chủ nhánh ba không thể tin nổi cao giọng chất vấn. Không sai, sự sống chết của chúng mày không liên quan gì tới tao. Nếu có thể dùng mạng của chúng mày đổi lấy vị trí chủ gia tộc, tao sẽ không thèm chớp mắt. Chủ nhánh ba vô cùng tàn nhẫn. Dương Thanh từng gặp rất nhiều người vô tình, nhưng chưa từng thấy ai như lão ta. Trong mắt lão ta, anh không hề thấy sự bi thương, ngược lại chỉ có sát khí mãnh liệt. Anh không hề nghi ngờ, nếu cho chủ nhánh ba cơ hội, lão ta tuyệt đối sẽ không tha cho Khương Hùng. Con trai ông chủ nhánh ba lập tức mặt mày xám xịt, tự giễu nói, thì ra chúng tôi chỉ là công cụ của ông mà thôi. Khương Hoa, ông quá nhẫn tâm rồi đấy. Chẳng lẽ ngoại trừ quyền lực, ông không có chút tình cảm nào với nhà họ Khương sao? Khương Hùng tức giận hỏi. Dù lão ta rất hận ông chủ nhánh ba nhưng vẫn muốn tìm lý do để tha chết cho đối phương. Lão ta không thể ngờ được, ông chủ nhánh ba lại là người máu lạnh như vậy. Khương Hoa, nể tình cùng chung huyết thống, ông hãy nói ra người đứng sau đi. Có lẽ chủ gia tộc sẽ cho ông thêm một cơ hội. Tình nghĩa bao nhiêu năm nay, tôi không tin ông có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Ông là người nhà họ Khương, cũng là ông chủ nhánh ba của gia tộc chúng ta. Già như vậy rồi, sao phải vì quyền lực mà tổn hại nhà họ Khương cơ chứ? Đúng vậy, chúng ta đều là người sắp xuống mồ rồi, sao phải vì quyền lực mà làm tới mức vậy? Ông chủ mấy nhánh khác đều thi nhau khuyên nhủ. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều quá. Ông chủ nhánh ba cười lạnh, không hề có ý hối lỗi. Được, ông đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Khương Hùng hoàn toàn hết hy vọng, sát khí lập lòe trong mắt, vung tay ra lệnh, làm đi. Ngay sau đó, một cao thủ vương cảnh trung kỳ bước ra sau lưng lão ta, giẫm xuống ông chủ nhánh ba. Lúc bàn chân này sắp giẫm xuống, ông chủ nhánh ba vốn đang thoi thóp đột nhiên nổi lên sát khí cuồn cuộn trong mắt. Cẩn thận! Dương Thanh giật mình hô lên. Nhưng tiếng nhắc nhở của anh đã muộn. Ông chủ nhánh ba có chuẩn bị từ trước chợt xoay người bật dậy, tay cầm một con dao sắc bén đâm thẳng vào gã cao thủ kia. Phốc! Máu bắn tung tóe. Trên cổ gã cao thủ được Khương Hùng phái đi giết ông chủ nhánh ba xuất hiện một vết cắt sắc lẹm, ngã lăn ra đất. Đến khi cơ thể chạm đất, máu trên cổ mới ứa ra như đóa hoa hồng nở rộ trong ngày đông. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cao thủ kia đã bị lấy mạng mà mọi người vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Khương Hoa! Khương Hùng nổi giận hét lên. Tất cả đều cảm nhận được lửa giận từ trên người lão ta. Phụt! Khương Hùng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Chủ gia tộc! Người nhà họ Khương hốt hoảng chạy tới. Khương Hoa, chạy đi đâu? Mười mấy cao thủ vương cảnh nhà họ Khương đều xông lên bao vây Khương Hoa ở giữa. Chỉ dựa vào các người cũng đòi giữ chân tôi sao? Khương Hoa cười lạnh chất vấn, đồng thời tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ kinh người. Giờ phút này, mọi người đều khiếp sợ. Ông là cao thủ thần cảnh. Ông chủ nhánh hai nhìn Khương Hoa, run rẩy hỏi. Toàn bộ vương thành quan, dù là quan vương cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong, nhưng giờ đây Khương Hoa lại bộc phát khí thế của thần cảnh. Có thể tưởng tượng bọn họ kinh hãi tới mức nào. Lúc này không chỉ đám cao thủ nhà họ Khương, đến cả Dương Thanh cũng kinh ngạc tột độ. Vừa rồi Khương Hoa vẫn ở vương cảnh trung kỳ, thậm chí còn bị thương nặng, tại sao đột nhiên lại tăng vọt lên thần cảnh? Dưới thần cảnh đều là sâu kiến. Bây giờ Khương Hoa vô cùng nguy hiểm. Dù toàn bộ cao thủ vương cảnh của nhà họ Khương liên thủ cũng không đánh lại được lão ta. Các người còn muốn giữ chân tôi lại nữa không? Khương Hoa không thèm trả lời ông chủ nhánh 2, khinh bỉ nhìn đám người, cười lạnh hỏi. Ông ta không phải ông chủ nhánh 3. Đúng lúc này, Phùng Tiểu Uyển bỗng hô to một tiếng, ông ta chính là cổ sư khống chế mười mấy cao thủ kia. Cái gì? Lời của Phùng Tiểu Uyển như sét đánh bên tai khiến đám người nhà họ Khương đều chết lặng. Rõ ràng là ông chủ nhánh 3 của nhà họ Khương, sao lại biến thành cổ sư được?
mọi người phải tin tôi, ông ta thực sự chính là cổ sư có thể khống chế cao thủ. Vẻ mặt của Phùng Tiểu Uyển rất sốt ruột, thực lực hiện giờ không phải thực lực thuộc về ông ta, mà là trùng mẹ thúc đẩy tiềm lực của ông ta mới khiến thực lực tăng vọt. Nhưng một khi sử dụng bí thuật này sẽ khiến tim ông ta bị tổn thương rất lớn. Muốn khôi phục lại như cũ e là cả đời này đều không còn cơ hội. Ông ta chỉ muốn chạy trốn nên mới dùng bí thuật cưỡng chế tăng thực lực của mình lên. Nghe thấy thế, đám người nhà họ Khương đều cảm thấy như đang nằm mơ. Đại sư cổ thuật thực sự có thể làm được như vậy sao? Trong mắt Khương Hoa tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Phùng Tiểu Uyển. Mày chết đi! Lão ta gần như nghiến răng nói ra mấy chữ này. Ngay sau đó, khối đá xanh dưới chân lão ta lập tức hóa thành bột mịn, cơ thể biến mất ngay tại chỗ. Một luồng khí thế khủng bố càn quét về phía Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển chỉ nóng vội nói ra bí mật của Khương Hoa, không hề nghĩ tới sau đó chắc chắn lão ta sẽ không tha cho mình. Mãi đến khi Khương Hoa biến mất, Phùng Tiểu Uyển mới cảm nhận được sát khí mãnh liệt đang bao phủ mình. Cô ta lập tức thấy sống lưng lạnh toát, sững sờ tại chỗ không có ý định chạy trốn, bởi vì dù có chạy cũng chạy không thoát. Dưới thần cảnh có ai ngăn cản được một đòn tấn công của cao thủ thần cảnh? Cút! Chợt một tiếng quát lớn vang lên. Dương Thanh xuất hiện trước mặt Phùng Tiểu Uyển, tung trưởng ra. Bịch! Tiếng va chạm thật lớn. Toàn bộ nhà họ Khương như bị rung chuyển. Mấy người chưa đạt tới vương cảnh chỉ cảm thấy ruột gan mình đều bị tiếng động đó tổn thương. Dù là cao thủ vương cảnh cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ càn quét bốn phía. Phùng Tiểu Uyển ngơ ngác nhìn bóng lưng trẻ tuổi trước mặt mình, trong lòng kinh hãi. Khương Hoa run lên, cảm thấy nội tạng đều bị sức mạnh khủng bố này đánh nát, phun ra một ngụm máu, cơ thể bay ra xa mấy chục mét. Rầm! Lại là một tiếng vang thật lớn. Khương Hoa đâm vào một cột đá rồi rơi xuống đất, khí thế thần cảnh lập tức tan biến. Cảnh tượng này khiến mọi người chứng kiến đều bị chấn động. Nhất là mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ của nhà họ Khương. Bọn họ biết rõ khí thế Khương Hoa vừa bộc phát thực sự đã vượt qua vương cảnh đỉnh phong. Vượt qua vương cảnh đỉnh phong chỉ có thể là thần cảnh. Thế nhưng tại sao một đòn của cao thủ thần cảnh lại bị Dương Thanh một đòn đánh bay? Chẳng lẽ Dương Thanh cũng là cao thủ thần cảnh? Đám cao thủ nhà họ Khương chỉ cảm thấy nội tâm rung động, nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ tuổi kia. Em có sao không? Dương Thanh quay lại hỏi Phùng Tiểu Uyển vẫn đang run lẩy bẩy. Bấy giờ, cô ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, thế nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Thấy Phùng Tiểu Uyển không sao, Dương Thanh mới nhìn sang Khương Hoa, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc ông là ai? Lúc này, đám người nhà họ Khương mới kịp phản ứng lại. Mấy gã cao thủ vội vàng bao vây Khương Hoa lại. Nhưng Khương Hoa đã không còn nguy hiểm như vừa rồi. Khí thế thần cảnh đã biến mất, hiện giờ đến cả cao thủ vương cảnh sơ kỳ cũng có thể dễ dàng lấy mạng lão ta. Khụ khụ khụ. Khương Hoa ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn Dương Thanh tràn đầy khiếp sợ. Lão ta biết vừa rồi thực lực của mình đã đạt tới thần cảnh, vậy mà vẫn bị Dương Thanh đánh bại dễ như trở bàn tay. Vậy thì cảnh giới của Dương Thanh là gì? Cao thủ thần cảnh trẻ tuổi như vậy, e là đến cả gia tộc cổ võ trong truyền thuyết cũng không có. Còn cậu là ai? Sắc mặt Khương Hoa trắng bệch, cắn răng nói, dù là gia tộc cổ võ cũng không có cao thủ thần cảnh trẻ tuổi như cậu. Bây giờ là tôi đang hỏi ông. Dương Thanh cau mày, lạnh lùng nói cho tôi chân tướng tôi muốn nghe, tôi sẽ cho ông chết nhẹ nhàng. Khương Hoa vẫn chưa nói xong, nhìn chằm chằm Dương Thanh, dù cậu có thiên phú hơn người, là cao thủ thần cảnh thì đã sao? Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy thả tôi đi, nếu không sư phụ tôi sẽ không tha cho cậu. Cả nhà họ Khương cũng sẽ bị cậu liên lụy. Đến nước này rồi, Khương Hoa vẫn dám uy hiếp Dương Thanh. Khối đá xanh dưới chân Dương Thanh lập tức vỡ nát. Thoáng chốc anh đã xuất hiện trước mặt Khương Hoa. Xoẹt! Anh tiện tay kéo xuống một chiếc mặt nạ da người trên mặt Khương Hoa, lập tức lộ ra một gương mặt trung niên. Trời ạ, ông ta thực sự không phải ông chủ nhánh ba. Trông thấy gương mặt xa lạ này, đám người nhà họ Khương kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là giả. Dương Thanh cười lạnh, ông đã không muốn nói ra sự thật, tôi chỉ có thể lấy mạng chó của ông. Vừa nói, anh vừa giơ chân lên. Một sức mạnh khủng bố tỏa ra từ người Dương Thanh. Khương Hoa lập tức sợ hãi, đừng giết tôi. Tôi nói, tôi sẽ nói hết. Tôi là người của Quỷ Môn Miêu Thành, sư phụ tôi là môn chủ của Quỷ Môn. Tôi tên là Miêu Chính Phong. Cậu không thể giết tôi, nếu không sư phụ tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Dương Thanh lập tức nhíu mày. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một người khác. Ông có biết quỷ kiến sầu không? Dương Thanh lại hỏi.
Lúc trước đấu với người của vương tộc họ Tiết, anh đã từng gặp một cao thủ có thủ đoạn giống hệt Miêu Chính Phong, tên là Quỷ Kiến Sầu. Đến cả Dương Thanh cũng từng bị ông ta lừa một vố. Tôi không biết. Miêu Chính Phong vội vàng phủ nhận. Nhưng lúc hỏi câu này, Dương Thanh vẫn luôn quan sát sắc mặt của ông ta. Rõ ràng anh đã nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ông ta, chắc chắn đang giấu giếm gì đó. Nói. Dương Thanh nổi giận quát lên. Tôi thực sự không biết Quỷ Kiến Sầu nào cả. Miêu Chính Phong cuống quýt đáp, bộ dạng không biết gì cả. Giết. Dương Thanh dứt khoát từ bỏ truy hỏi, ra lệnh một tiếng. Ông chủ nhánh hai lập tức bước lên nhìn chằm chằm Miêu Chính Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu tôi đoán không sai, ông chủ nhánh ba đã bị cậu tiêu diệt rồi đúng không? Vậy thì cậu cút xuống địa ngục chịu tội với ông ấy đi. Dứt lời, lão ta giơ chân định đạp xuống ngực trái của Miêu Chính Phong. Tôi biết Quỷ Kiến Sầu. Trông thấy ông chủ nhánh hai sắp đạp tới, Miêu Chính Phong hốt hoảng hét lên. Bịch, ông chủ nhánh hai không đạp xuống người Miêu Chính Phong mà là khối đá xanh bên cạnh. Khối đá xanh lớn lập tức vỡ thành từng mảnh. Ông chủ nhánh hai là cao thủ vương cảnh trung kỳ, lúc này Miêu Chính Phong lại đang bị thương nặng. Nếu bị ông chủ nhánh hai đạp một cái, Miêu Chính Phong sẽ không còn đường sống. Cậu Thanh, ông chủ nhánh hai cung kính nhìn Dương Thanh. Miêu Chính Phong thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi và thở phào vì may mắn còn sống. Quỷ Kiến Sầu có quan hệ gì với ông? Tại sao ông lại giả mạo ông chủ nhánh ba? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Quỷ Kiến Sầu cũng là người của quỷ môn Miêu Thành, sư đệ của tôi. Còn tại sao tôi lại giả mạo ông chủ nhánh ba, tôi? Tôi không thể nói được. Miêu Chính Phong đang định khai ra, đột nhiên nhớ tới gì đó, vẻ mặt rất kinh hoàng. Nhưng ít nhất Dương Thanh cũng đã biết Quỷ Kiến Sầu là ai. Ông không nói cho tôi biết mục đích của ông, tôi còn tha mạng cho ông làm gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Bịch. Miêu Chính Phong bỗng quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, tôi xin cậu, hãy tha cho tôi một mạng. Không phải tôi không muốn nói, mà là không thể nói. Chỉ cần tôi nói ra nửa lời sẽ lập tức bị cổ độc phản phệ, chết thảm tại chỗ. Ông chủ nhánh hai đạp Miêu Chính Phong ngã ra đất, cả giận nói, mày lừa quỷ à? Mau nói ra, mày giả mạo ông chủ nhánh ba tới nhà họ Khương bọn tao có ý đồ gì? Dương Thanh không ngăn cản, chỉ thờ ơ đứng nhìn. Anh không tin Miêu Chính Phong nói cổ độc phản phệ gì đó. Tôi thực sự không thể nói được. Miêu Chính Phong đau khổ cầu xin, nếu tôi nói, nhất định sẽ chết ngay lập tức. Xin các người tha chết cho tôi, chỉ cần không ép tôi nói ra mục đích tới nhà họ Khương, bảo tôi làm gì cũng được. Tiểu Uyển, có cách nào khiến ông ta chịu mở miệng không? Dương Thanh chợt hỏi Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu, lấy ra một bình sứ màu trắng đưa cho Dương Thanh, anh cho ông ta uống viên thuốc này, nói hay không không phải do ông ta quyết định nữa. Dương Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ còn có loại thuốc thần kỳ như vậy, không hổ là người duy nhất nhận được truyền thừa của thần y Phùng. Tạch! Dương Thanh lấy thuốc ra, búng một cái bay thẳng vào miệng của Miêu Chính Phong. Cậu cho tôi uống gì vậy? Miêu Chính Phong hoảng hốt hỏi. Nhưng ông ta vừa lên tiếng, một cơn đau đớn kịch liệt lan rộng toàn thân. Á! Miêu Chính Phong đau khổ rên rỉ, quằn quại nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Giờ phút này ông ta chỉ cảm thấy toàn thân bị vô số kiến ăn thịt người gặm nhấm, đến cả ruột gan cũng bị cắn nuốt. Nỗi đau khủng khiếp này khiến ông ta sống không bằng chết. Á! Giết tôi đi, các người mau giết tôi đi. Tôi xin các người, hãy giết tôi. Á! Miêu Chính Phong đau đớn hét thảm. Chỉ cần ông chịu nói ra mục đích tới nhà họ Khương, tôi sẽ cho ông thuốc giải. Phùng Tiểu Uyển thản nhiên nói. Nhưng vẻ thản nhiên này chỉ là vẻ bên ngoài. Từ sắc mặt tái nhợt và cơ thể không ngừng run rẩy có thể thấy hiện giờ cô ta đang rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ta dùng loại thuốc này. Nếu không vì giúp Dương Thanh, có lẽ cả đời này cô ta cũng sẽ không dùng tới. Giết tôi đi, các người giết tôi đi. Miêu Chính Phong gào lên. Hai mắt hơi lồi ra, mồ hôi đầm đìa. Ông không nói, nỗi đau này sẽ tiếp tục kéo dài. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, ông sắp phải chịu đựng nỗi đau gấp bội so với lúc này. Phùng Tiểu Uyển còn nói tiếp, thuốc giải đang nằm trong tay tôi. Chỉ cần ông chịu nói ra mục đích, tôi sẽ cho ông uống. Dương Thanh cũng lên tiếng cam đoan, chỉ cần ông nói ra chân tướng, tôi có thể tha cho ông một con đường sống. Sống hay chết do ông tự lựa chọn. Tôi không nói được. Thực sự không thể nói được. Nếu nói ra tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Xin các người hãy cho tôi thuốc giải, tôi không chịu nổi. Á! Miêu Chính Phong bỗng rên lên một tiếng thảm thiết, rõ ràng đang rất đau đớn.
tôi tới theo lệnh của sư phụ. Sư phụ bảo tôi. Rốt cuộc Miêu Chính Phong không nhịn được, bắt đầu nói ra mục đích mình tới nhà họ Khương. Nhưng ông ta chỉ mới nói vài chữ đã không nói ra được nữa, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, máu tuôn ra từ hai tai, hai mắt, lỗ mũi và miệng của ông ta. Cơ thể ông ta đổ ập xuống đất, chết không nhắm mắt. Ông ta sao thế? Dương Thanh kinh ngạc nhìn Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu đáp, em không biết. Thuốc em cho ông ta uống không lấy mạng người, sao ông ta lại chết được? Trời ạ, mau nhìn chỗ tim ông ta kìa. Bỗng có người giật mình thốt lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Dương Thanh cũng nhìn sang, chỉ thấy trước ngực trái của Miêu Chính Phong như đang có thứ gì đó định chui ra ngoài. Phụt! Đột nhiên, một con côn trùng màu đen to bằng ngón tay cái chui ra khỏi ngực Miêu Chính Phong. Á! Đám con gái nhà họ Khương lập tức sợ hãi hét ầm ĩ. Đây là cổ trùng, mau tiêu diệt nó. Phùng Tiểu Uyển kinh hãi hô lên. Ông chủ nhánh hai không hề do dự, vội vàng đi lên đạp xuống. Mọi người cứ tưởng con cổ trùng kia đã bị giẫm chết, nhưng khi ông chủ nhánh hai nhấc chân lên, nó vẫn còn sống. Sao không giết được thứ này? Ông chủ nhánh hai trợn mắt há hốc mồm. Lão ta biết mình đã dùng rất nhiều sức, dù là cao thủ vương cảnh sơ kỳ cũng không thể chịu nổi. Vậy mà con cổ trùng này lại chịu được, dường như còn chẳng hề bị thương. Đốt nó! Phùng Tiểu Uyển cuống quýt nói. Nghe thấy thế, lập tức có người lôi củi ra đốt. Sau đó, cổ trùng đang bò loạn khắp nơi mới dần dần nằm im. Trông thấy cảnh tượng này, người nhà họ Khương đều tê cả da đầu. Xem ra ông ta đã bị môn chủ của quỷ môn khống chế bằng cổ trùng, chỉ cần nói ra mục đích tới nhà họ Khương sẽ bị cổ độc phản phệ. Dương Thanh nghiêm mặt nói. Đến cả anh cũng bị chấn động vì cảnh tượng vừa rồi. Nhưng rốt cuộc cậu ta tới nhà họ Khương vì cái gì? Không biết từ bao giờ, Khương Hùng đã tỉnh lại. Lão ta đi tới bên cạnh Dương Thanh, nhìn chằm chằm Miêu Chính Phong đã chết, trầm giọng hỏi. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể biết được sư phụ của ông ta, môn chủ của quỷ môn phái ông ta giả mạo ông chủ nhánh ba. Dương Thanh hỏi Khương Hùng, ông chắc chắn chưa từng tiếp xúc với người của quỷ môn Miêu Thành chứ? Khương Hùng lắc đầu đáp. Tôi vô cùng chắc chắn nhà họ Khương không có bất kỳ quan hệ gì với người của quỷ môn Miêu Thành. Có lẽ, lão ta ngừng lại một lúc, bỗng nói tiếp, có lẽ nhà họ Lâm biết một vài chuyện về quỷ môn Miêu Thành. Dương Thanh cũng nhớ ra lúc trước ông chủ Lâm Lâm Thiên Tường đã tới nhà họ Khương tìm Phùng Tiểu Uyển chữa bệnh. Sau đó, Phùng Tiểu Uyển ép ra một con phệ tâm cổ từ trong người lão ta. Cùng lúc đó, trong quỷ môn ở Miêu Thành xa xôi, một lão già mặc trang phục Miêu đang xa sầm mặt. Khóe miệng rướm máu. Dù là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của tao, tao đều sẽ không bỏ qua. Lão ta giữ tợn nói. Nhà họ Lâm một trong bốn gia tộc lớn ở thành Vương Thành Quan. Lúc này Lâm Thiên Tường ông chủ nhà họ Lâm đang nằm trên giường bệnh trong một căn biệt thự xa hoa. Xung quanh giường bệnh có rất nhiều máy móc y tế, hai bác sĩ riêng mặc áo khoác trắng đang bận rộn dùng một số dụng cụ y tế kiểm tra cho Lâm Thiên Tường. Nửa tiếng sau, cuối cùng hai vị chuyên gia đầu ngành y cũng kiểm tra xong, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Nói mau, bố tôi thế nào rồi? Thấy sắc mặt ngạc nhiên trên mặt hai vị chuyên gia, Lâm Hạo vội vàng hỏi. Hai vị chuyên gia nhìn nhau một hồi, một người nói, bệnh của ông chủ Lâm đã khỏi rồi. Ông có thể nói cho tôi biết ông đã làm cách nào không? Trong mắt hai vị chuyên gia ngập tràn mong đợi. Là bác sĩ riêng của Lâm Thiên Tường, y thuật của bọn họ đương nhiên thuộc loại đứng đầu. Hơn nữa bọn họ còn rất tự tin y thuật của mình. Một tiếng trước, bọn họ vừa mới cấp cứu cho Lâm Thiên Tường, hơn nữa còn thông báo bệnh tình nguy kịch, thậm chí còn bảo người nhà họ Lâm chuẩn bị hậu sự cho Lâm Thiên Tường. Nhưng Lâm Hạo lại không cam lòng nên đã mang Lâm Thiên Tường rời đi. Sau khi bọn họ trở về, bệnh tình của Lâm Thiên Tường thế mà đã khỏi, nhất là trái tim, không ngờ đã đập lại. Đây đúng là kỳ tích của y học. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Lâm Hạo nhất thời kích động cười lớn. Vì cứu Lâm Thiên Tường thậm chí ông ta đã từ bỏ việc tranh giành quyền lực trong nhà họ Lâm. Lúc bác sĩ thông báo bệnh tình của Lâm Thiên Tường đang nguy kịch, nhà họ Lâm hoàn toàn rối loạn, mấy dòng dõi của Lâm Thiên Tường, và cả mấy nhánh của nhà họ Lâm cũng nhao nhao tranh quyền đoạt thế. Chỉ có Lâm Hạo với tư cách là người thừa kế của nhà họ Lâm, khi nghe được tin Lâm Thiên Tường đang nguy kịch, ông ta không hề tranh giành quyền thế mà chỉ nghĩ cách tìm thần y trị bệnh cho lão ta. Bây giờ rốt cuộc bệnh tình của Lâm Thiên Tường cũng đã ổn định, chỉ chờ thời gian khôi phục mà thôi. Trong lòng Lâm Thiên Tường cũng vui mừng khôn xiết. Lần hoạn nạn này đã khiến lão ta hiểu rõ lòng người,
chỉ có đứa con trai Lâm Hạo này mới là người quan tâm ông ta nhất. Lâm Hạo, vất vả cho con rồi. Lâm Thiên Tường nhìn Lâm Hạo, giọng nói hơi run run. Bố, xem bố nói kìa. Bố là bố ruột của con, nên con phải làm tất cả vì bố rồi. Lâm Hạo cười nói. Các người ra ngoài hết đi. Lâm Thiên Tường bỗng phất tay, bảo hai vị chuyên gia đi ra ngoài. Thoáng chốc trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai bố con Lâm Thiên Tường và Lâm Hạo. Bố, bố có việc muốn dặn dò con sao? Lâm Hạo hình như nhận ra được gì đó nên hỏi. Lâm Thiên Tường khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng, e là bây giờ bọn họ đang bận rộn tranh quyền đoạt thế, ai cũng nghĩ bố đã chết rồi. Lâm Hạo thở dài, nếu để bọn họ biết bố vẫn còn sống, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì nữa. Bây giờ con cầm theo di chúc của bố, đi lấy vị trí chủ gia tộc trở về. Lâm Thiên Tường bỗng nói. Lâm Hạo nhất thời ngây người nhưng thoáng chốc đã hiểu rõ ý của Lâm Thiên Tường. Bố, ý của bố là bảo con cố ý phao tin giả về cái chết của bố, sau đó lấy di chúc do chính tay bố viết để đi thăm dò bọn họ. Không sai. Đôi mắt Lâm Thiên Tường lóe lên tia sáng lạnh, nhà họ Khương đã được tẩy rửa sạch sẽ, sau này nhà họ Lâm của chúng ta phải cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ một lần rồi. Bố muốn xem rốt cuộc kẻ nào vì quyền thế mà đánh mất giới hạn, hoặc là ai vì vị trí chủ gia tộc mà dám làm ra nhiều việc độc ác như vậy. Con cứ mạnh dạn đi làm. Chỉ cần nhớ có bố chống lưng cho con là được. Lâm Thiên Tường đưa mắt nhìn về phía Lâm Hạo, trong mắt chỉ còn lại sự ân cần. Lần này bệnh nặng không chết, khiến lão ta nhìn rõ ai mới là người đối xử thật lòng với lão ta. Vâng, thưa bố. Lâm Hạo cảm động vội đáp. Ông ta hiểu rõ Lâm Thiên Tường đang có ý định nâng đỡ ông ta lên vị trí chủ nhà. Tuy không muốn giành giật gì nhưng ông ta cũng biết bố mình tuổi đã cao, đã đến lúc an hưởng tuổi già rồi. Là con trai, ông ta bằng lòng gánh vác trách nhiệm thay bố mình. Bố, rốt cuộc phệ tâm cổ trong cơ thể bố là sao thế? Lâm Hạo đột nhiên hỏi. Lâm Thiên Tường chưa từng nói việc ông ta bị hạ phệ tâm cổ. Dù đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến chữa trị nhưng cũng không có ai biết về chuyện phệ tâm cổ kia. Chỉ có Phùng Tiểu Uyển là phát hiện ra Lâm Thiên Tường trúng cổ độc. Bây giờ, Lâm Hạo cũng đã biết phệ tâm cổ đến từ Miêu tộc. Người có thể hạ cổ độc với Lâm Thiên Tường chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Dáng vẻ Lâm Thiên Tường hơi nghiêm nghị, sau khi im lặng một hồi, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Hạo nói ra đây cũng là tại bố tự làm tự chịu, không trách ai được. Lâm Hạo lập tức sững sờ, tự làm tự chịu sao? Không ai hiểu bố bằng con, từ sắc mặt của Lâm Thiên Tường, Lâm Hạo đã đoán được phần nào. Đây là di chúc bố đã lập sẵn, con hãy cầm nó đi lấy lại mọi thứ vốn nên thuộc về mình. Lâm Thiên Tường dường như không muốn nói nhiều về việc trúng cổ, lấy ra di chúc đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lâm Hạo. Bố! Lâm Hạo giơ hai tay nhận di chúc, khi ông ta thấy được nội dung trong di chúc thì hai mắt lập tức đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy cảm động. Thì ra bố ông ta đã định truyền lại vị trí chủ gia tộc cho ông ta từ lâu rồi. Đi đi! Lâm Thiên Tường đi tới bên cạnh Lâm Hạo, nặng nề vỗ lên vai ông ta, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dạ! Lâm Hạo không do dự nữa. Cầm lấy di chúc, nhanh chân rời đi. Thứ ông ta muốn lấy lại không chỉ là của riêng mình, mà còn là mọi thứ mà bố ông ta muốn cho ông ta nữa. Như à, cuối cùng là tôi đã phụ bà, bây giờ tình cổ đã bị diệt, nghiệt duyên của tôi và bà cũng nên chấm dứt rồi. Sau khi Lâm Hạo rời đi, Lâm Thiên Tường đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía nam, cảm thán nói. Cùng lúc đó một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi đậu cửa trang viên nhà họ Lâm, hai bóng người bước xuống. Cậu Thanh đây chính là nhà họ Lâm. Khương Hùng ngẩng đầu nhìn biển hiệu Lâm Thị trên đầu nói. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhưng vừa bước xuống xe anh đã cảm nhận được mấy chục luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ toát ra từ trong nhà họ Lâm. Xem ra, nhà họ Lâm cũng đang trải qua những việc mà nhà họ Khương đã từng trải. Dương Thanh bỗng lên tiếng. Khương Hùng đương nhiên cũng cảm nhận được khẽ gật đầu, vẻ mặt phức tạp nói, nhà họ Lâm chỉ có lột xác mới trở thành nhà họ Lâm thật sự được. Tuy Vương Thành Quan có bốn gia tộc đứng đầu, nhưng mấy năm nay vì bệnh tình của Lâm Thiên Tường càng ngày ngày nặng, dòng dõi và các nhánh không ngừng đấu đá, nên thực lực của nhà họ Lâm giảm mạnh. Có thể nói, nhà họ Lâm hiện nay không đủ thực lực để sánh ngang với ba gia tộc lớn kia nữa. Cậu Thanh, chúng ta phải đi vào sao? Khương Hùng hơi do dự, hỏi Dương Thanh. Dương Thanh nói đầy ẩn ý, có thể chúng ta sẽ giúp đỡ được ông chủ Lâm đấy. Đi thôi. Được. Khương Hùng dẫn Dương Thanh đi về phía trước, hai người vừa định bước vào thì bị hai vệ sĩ ngăn lại. Tôi là Khương Hùng ông chủ nhà họ Khương, vị này là cậu Thanh.
Chúng tôi đến thăm ông chủ Lâm, phiền hai người thông báo giúp. Khương Hùng lên tiếng. Ông chủ Khương, vô cùng xin lỗi. Ông chủ Lâm đã qua đời rồi. Nhà họ Lâm đang chuẩn bị hậu sự cho ông ấy, tạm thời không tiện tiếp khách. Sau khi biết được thân phận của Khương Hùng, vẻ mặt vệ sĩ nghiêm nghị nói. Nghe được lời của vệ sĩ, Khương Hùng và Dương Thanh đều sững sờ. Ông chủ Lâm qua đời, chuyện xảy ra khi nào? Hai người liếc mắt nhìn nhau, Khương Hùng vội hỏi. Ông chủ bệnh nặng nhiều năm, sáng hôm nay được bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch, tiếp đó Lâm Hạo lại dẫn ông chủ ra khỏi nhà tìm thần y, lúc trở về ông chủ đã bệnh chết rồi. Vệ sĩ ăn ngay nói thật. Vệ sĩ không giống đang nói dối, cũng không cần thiết nói dối. Điều đó có nghĩa là Lâm Thiên Tường đang tạm thời giả chết. Trong nháy mắt Khương Hùng đã đoán ra được ý đồ của Lâm Thiên Tường. Nếu Khương Hùng đã đoán được ý đồ của Lâm Thiên Tường thì đương nhiên lão ta sẽ không vạch trần, chỉ nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt dò hỏi. Nếu vậy, ngày khác chúng tôi sẽ ghé thăm. Dương Thanh cười hờ hững, sau đó xoay người lên xe. Lái xe. Sau khi Khương Hùng lên xe liền ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi. Xe chậm rãi rời đi, lúc này Khương Hùng mới lên tiếng hỏi, cậu Thanh, chúng ta phải rời đi thật sao? Dương Thanh lắc đầu. Cho xe dừng lại chỗ giao lộ của đường cao tốc phía trước, ông về trước đi. Khương Hùng lập tức biết được Dương Thanh định làm gì, không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp, được. Còn chút nữa là tới giao lộ đường cao tốc Dương Thanh đột nhiên hỏi, ông nói lúc Lâm Thiên Tường còn trẻ, đã từng sống ở Miêu Thành một thời gian. Sở dĩ bọn họ muốn tới nhà họ Lâm là bởi vì Khương Hùng nói cho Dương Thanh biết, Lâm Thiên Tường đã từng sống ở Miêu Thành một thời gian. Dương Thanh đã từng là tướng quân biên giới phía Bắc. Dù đã rời khỏi đó nhưng anh vẫn luôn bảo vệ Chiêu Châu. Chuyện xảy ra ở nhà họ Khương hôm nay khiến anh cảm thấy rất nguy hiểm. Người Miêu tộc giả mạo ông chủ nhánh ba, âm mưu khống chế quyền lực nhà họ Khương, trước khi Miêu Chính Phong chết, cũng chỉ nói ông ta đến đây theo lệnh của sư phụ. Mà nhà họ Khương lại không có bất kỳ tiếp xúc nào với người của Miêu Thành, điều này chứng tỏ Miêu Thành hẳn là đang sắp đặt âm mưu gì đấy. Dù sao ở vương tộc họ Tiết cũng đã xuất hiện một người của Miêu tộc, đó là Quỷ Kiến Sầu. Thậm chí ngay cả Dương Thanh cũng bị Quỷ Kiến Sầu hãm hại. Sự ổn định của năm vương tộc, bốn hoàng tộc và bốn biên giới Chiêu Châu cực kỳ quan trọng đối với Chiêu Châu. Đây cũng là lý do ông Phùng sắp xếp Đổng Chiêm Cương đi theo anh đến Vương Thành quan lần này. Vì lão ta lo lắng anh làm lớn chuyện, sẽ khó thu dọn tàn cuộc. Nếu Miêu Thành ngấp nghé Vương Thành, vậy sẽ thành mầm họa của Vương Thành, nên Dương Thanh phải làm rõ ràng tại sao người Miêu Thành lại xuất hiện ở Vương Thành quan. Lúc này, sắc mặt của Khương Hùng dần trở nên nghiêm nghị, năm đó, Lâm Thiên Tường vốn dĩ chỉ là người của nhánh bên, hoàn toàn không có tư cách trở thành người thừa kế, chứ đừng nói chi là ông chủ nhà họ Lâm. Đại khái là năm 20 tuổi, ông ấy bị gia tộc phái đi làm nhiệm vụ ở Miêu Thành, tôi cũng không rõ là nhiệm vụ gì, chỉ biết lần đi làm nhiệm vụ ở Miêu Thành đó đã thất bại. Đã thất bại à? Dương Thanh hơi ngạc nhiên. Lúc Lâm Thiên Tường 20 tuổi hơn nữa lại là con của nhánh bên. E rằng lão ta chỉ là con kiến trong mắt người Miêu Thành. Nhiệm vụ thất bại mà ông ta vẫn còn sống, đúng là kỳ tích. Khương Hùng gật đầu, quả thật đã thất bại. Nghe nói ông ấy có thể sống sót rời khỏi Miêu Thành là vì được một người phụ nữ giúp đỡ. Mà sau chuyến đi Miêu Thành lần đó, võ thuật của Lâm Thiên Tường bỗng nhiên tiến bộ vượt bậc, trở thành một thiên tài võ thuật trong lớp trẻ của nhà họ Lâm. Từ đó về sau, nhánh của Lâm Thiên Tường dốc lòng dốc sức nâng đỡ ông ấy. Năm ông ấy 40 tuổi, chủ gia tộc tiền nhiệm của nhà họ Lâm qua đời, nhà họ Lâm không ngừng tranh đoạt, cuối cùng ngược lại Lâm Thiên Tường làm ngư ông đắc lợi, trở thành chủ gia tộc họ Lâm. Vì vậy ở Vương Thành quan này Lâm Thiên Tường là người quen thuộc Miêu Thành nhất. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Về việc rốt cuộc năm đó ở Miêu Thành đã xảy ra việc gì, tại sao võ thuật của Lâm Thiên Tường lại tiến bộ vượt bậc như thế thì không rõ. Dương Thanh nghe Khương Hùng nói xong nhất thời đăm chiêu. Một lúc sau anh mới lên tiếng. Xem ra, Lâm Thiên Tường có thể có được ngày hôm nay đều là vì người phụ nữ Miêu Thành đã cứu ông ấy kia. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy tới giao lộ đường cao tốc, Khương Hùng bảo tài xế dừng xe lại. Cậu Thanh, cậu muốn xuống xe ở chỗ này sao? Khương Hùng hỏi. Dương Thanh gật đầu, ông về trước đi, tôi phải đi một chuyến. Vâng. Khương Hùng gật đầu, sau khi thấy Dương Thanh xuống xe, lão ta mới nói, nhà họ Lâm lần này gặp may rồi. Lão ta biết rõ Dương Thanh muốn đến nhà họ Lâm làm gì. Lão ta cũng biết lúc này nhà họ Lâm đang gặp phải cục diện ra sao. Nếu nhà họ Lâm có thể dựa dẫm được cây đại thụ Dương Thanh này, bảo đảm trăm năm không lụn bại. Cùng lúc đó, nhà họ Lâm.
Bên trong phòng họp rộng lớn, đều là những người đứng đầu các nhánh của nhà họ Lâm, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, mỗi nhánh đều khí thế hùng hổ. Nếu chủ gia tộc đã qua đời, thì vị trí này nên thuộc về nhánh chính của tôi. Tôi là con trai cả, vị trí chủ gia tộc vốn nên thuộc về tôi. Một người đàn ông trung niên khí thế hùng hổ nói. Lâm Lang, ông nói lời này mà không biết xấu hổ à? Ông đúng là con trai trưởng nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì người thừa kế vị trí chủ gia tộc là Lâm Hạo em ba của ông nhỉ? Một người đàn ông trung niên ngồi ở hướng khác, cười chế giễu nói, nếu tính kỹ thì cũng phải do Lâm Hạo kế thừa vị trí chủ gia tộc mới đúng, ông chẳng có liên quan gì cả. Hừ, Lâm Lang hống hách nói, đó là do bố tôi bệnh nặng, tâm trí mơ hồ nên mới để cho Lâm Hạo trở thành người thừa kế. Hơn nữa, Lâm Hạo chỉ mới là người thừa kế mà thôi. Dựa theo quy định của nhà họ Lâm, chỉ khi nào chủ gia tộc thoái vị nhường ngôi thì người thừa kế mới có thể lên làm chủ gia tộc được. Nhưng Lâm Hạo còn chưa lên làm chủ gia tộc thì bố tôi đã bệnh chết rồi. Vì vậy vị trí này đương nhiên sẽ không liên quan gì tới Lâm Hạo. Tôi là con cả của nhà họ Lâm, chỉ có tôi mới thích hợp nhất để kế thừa vị trí chủ gia tộc. Nghe Lâm Lang nói xong, một người nắm quyền khác của nhà họ Lâm phì cười, đừng nói năng hùng hồn như vậy, ông là người hiểu rõ ý nghĩa của người thừa kế hơn chúng tôi nữa đấy. Ông đừng nói nhảm nữa. Mấy người chúng ta đều muốn kế thừa vị trí chủ gia tộc, vì vậy phải cạnh tranh công bằng, đừng giở trò vô dụng. Nhà họ Lâm bây giờ đang thuộc về ba nhánh có thực lực mạnh nhất là nhánh chính, nhánh 2 và nhánh 3. Sau khi Lâm Thiên Tường được thông báo đang trong tình trạng nguy kịch thì ba nhánh này liền bắt đầu đấu đá nhau. Chủ gia tộc vừa bệnh qua đời, thi thể còn chưa lạnh mà các người đã bắt đầu lục đục nội bộ rồi sao? Đúng lúc này một giọng nói ngập tràn mỉa mai bỗng vang lên từ cửa. Mọi người lập tức nhìn sang. Khi bọn họ thấy Lâm Hạo, sắc mặt của chủ nhánh chính Lâm Lang, còn có chủ nhánh 2 và 3 vô cùng âm trầm. Lâm Hạo, mày không lo đi chuẩn bị hậu sự cho bố, chạy tới đây làm gì? Lâm Lang lạnh giọng nói, tao ra lệnh cho mày đi khỏi đây ngay, trong hôm nay nhất định phải chuẩn bị cho xong hậu sự cho bố. Ra lệnh. Vẻ mặt Lâm Hạo nhìn Lâm Lang, châm chọc nói, anh là con trai cả của nhà họ Lâm, nên anh phải là người lo hậu sự cho bố mới phải. Anh bảo một đứa em như tôi đi làm việc này, có thích hợp không? Tao bảo mày làm thế nào thì mày làm thế đấy đi, sao lắm lời thế? Mau cút khỏi đây cho tao. Lâm Lang giận dữ quát Lâm Hạo. Lâm Hạo, ông nên đi lo hậu sự cho chủ gia tộc đi. Ông không có quyền tham dự cuộc họp này. Không sai, năm nhánh chúng tôi không đồng ý cho ông tham dự cuộc họp này. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 cũng nhao nhao nói. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Hạo chính là uy hiếp lớn nhất, bởi vì Lâm Hạo mới là người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Lâm Thiên Tường bệnh chết, cũng chỉ có Lâm Hạo mới là người thừa kế thích hợp nhất. Lúc này Lâm Lang cố ý nhắm vào Lâm Hạo, muốn loại bỏ ông ta, đương nhiên bọn họ sẽ đứng về phe Lâm Lang rồi. Các người chắc chắn không muốn cho tôi tham dự cuộc họp này. Lâm Hạo bỗng lấy quyển trục bằng lụa ra, liếc mắt nhìn mấy nhánh, híp mắt hỏi. Thấy quyển trục trong tay Lâm Hạo, sắc mặt của ông chủ mấy nhánh đều thay đổi, bọn họ đã có suy đoán của mình. Lâm Hạo, mày cầm gì trong tay vậy? Lâm Lang tức giận quát lên, mau đưa nó cho tao. Đây là di chúc của chủ gia tộc, Lâm Lang anh có tư cách gì mà đòi xem? Khí thế của Lâm Hạo bỗng tăng vọt, tức giận hỏi. Quả nhiên, nghe được lời của Lâm Hạo, sắc mặt của ông chủ mấy nhánh đều trở nên âm trầm. Vào thời điểm này Lâm Hạo lại lấy di chúc của chủ gia tộc ra, chứng tỏ Lâm Thiên Tường chắc chắn đã đoán được những chuyện sẽ xảy ra sau khi lão ta chết, nên mới lập di chúc trước. Từ trước tới nay Lâm Thiên Tường rất coi trọng Lâm Hạo, chắc chắn lão ta sẽ lập Lâm Hạo trở thành chủ gia tộc họ Lâm. Chủ gia tộc dặn dò trong di chúc, muốn tôi thừa kế vị trí chủ gia tộc. Tôi nghĩ chắc các vị sẽ không làm trái di mệnh của chủ gia tộc chứ nhỉ? Lâm Hạo cười híp mắt nói, sau đó mở quyển trục ra cho mọi người nhìn thấy nội dung bên trong. Khi Lâm Lang thấy được nội dung di chúc, vẻ mặt vặn vẹo, Lâm Hạo, mày lại dám dùng danh nghĩa của bố lập di chúc giả, mày biết tội gì không? Ông chủ nhánh 2, nhánh 3 nghe Lâm Lang nói vậy cũng phản ứng lại, đồng loạt thốt lên, không sai, chủ gia tộc chưa từng lập di chúc, đây chắc chắn là di chúc giả do ông tự làm rồi. Lâm Hạo thật không ngờ, bình thường mày giả vờ hiếu thảo thì ra là vì muốn đợi ngày này. Mày chỉ là muốn cho mọi người có ảo giác mày rất kính trọng chủ gia tộc, nên chủ gia tộc mới lập di chúc cho mày thừa kế vị trí này đúng không? Trước khi bước vào phòng họp Lâm Hạo đã nghĩ tới khả năng này. Vì thế khi đối mặt với sự trơ trẽn của bọn họ, ông ta không cảm thấy bất ngờ mà chỉ thấy xót xa. Các người đều biết rất rõ di chúc là thật hay giả.
các người thật sự muốn làm trái di mệnh của chủ gia tộc sao? Ánh mắt của Lâm Hạo dần trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói còn tỏa ra sát khí. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Đứa con trai được Lâm Thiên Tường coi trọng nhất sao có thể là con cừu non để mặc người khác sâu xé chứ? Bình thường ông ta hiếu thảo với Lâm Thiên Tường, chỉ là giảm bớt sự kiêu căng trước mặt bố mình mà thôi. Nhưng điều này không có nghĩa ông ta là một người thừa kế bất tài, yếu đuối. Di chúc vốn là giả, tại sao chúng tôi lại phải nghe theo? Trong mắt Lâm Lang ngập tràn ác độc, quát lên lần nữa, lập tức, cút ra ngoài cho tao. Ông ta vừa dứt lời, hai cao thủ của nhánh chính cũng dồn dập bước lên trước, nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ngay cả các người cũng muốn phản bội chủ gia tộc. Lâm Hạo nhận ra hai tên cao thủ này, sắc mặt hơi khó coi. Hai người này là cao thủ mà Lâm Thiên Tường tin tưởng nhất, bọn họ đã từng bảo vệ cho Lâm Thiên Tường. Lúc này Lâm Hạo cũng đã lấy di chúc ra thế mà bọn họ vẫn lựa chọn đứng về phía Lâm Lang. Bớt nhiều lời đi, một là mày tự mình đi ra, hai là tao sẽ sai người đuổi mày ra ngoài. Giọng nói của Lâm Lang cực kỳ ngang tàng, hoàn toàn không coi Lâm Hạo ra gì. Tôi không muốn đi, ai dám đuổi. Khí thế của Lâm Hạo nhất thời tăng vọt, sải bước đi thẳng vào trong. Lâm Hạo, ông vẫn nên rời đi đi. Hai cao thủ của nhánh chính chặn đường đi của Lâm Hạo, cất giọng lạnh lùng, hai mắt ngập tràn uy hiếp. Các người có giỏi thì giết tôi đi. Lâm Hạo cười nhạo sau đó chen ngang giữa hai người đi thẳng vào trong. Không ai ngờ rằng, Lâm Hạo lại dám coi thường cả vị cao thủ từng bảo vệ Lâm Thiên Tường. Nói sao thì hai vị cao thủ này cũng đều là hạng cao thủ hàng đầu của nhà họ Lâm, thực lực đều thuộc vương cảnh trung kỳ. Trong vương thành quan, chỉ có các cao thủ hàng đầu của bốn gia tộc lớn cùng các chủ nhánh của gia tộc mới có được thực lực cỡ này. Dù là vương tộc họ Quan cũng không có nhiều cao thủ vương cảnh trung kỳ đâu. Hôm nay, cao thủ bậc này đã đi theo Lâm Lang lại là người coi Lâm Hạo là kẻ địch số một trong đời. Theo bọn họ thì Lâm Thiên Tường nay đã chết, sẽ không còn ai có thể che chở cho Lâm Hạo nữa, nay Lâm Lang lại đã khống chế được toàn bộ nhánh chính, muốn giết Lâm Hạo thật quá dễ dàng. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hạo lại vẫn bỏ qua cảnh cáo của Lâm Lang, mang di chúc của Lâm Thiên Tường đi vào phòng họp. Mày muốn chết đúng không? Đáy mắt Lâm Lang toát ra sát khí mãnh liệt, vung tay lên, đuổi Lâm Hạo ra ngoài cho tôi, nếu nó dám chống đối, lập tức giết chết. Là con cái của người đứng đầu một gia tộc lớn, ngay từ khi sinh ra, có lẽ bọn họ đã phải đối mặt với những khảo nghiệm sinh tử. Tuy cùng là con của Lâm Thiên Tường nhưng Lâm Lang và Lâm Hạo chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, số mệnh đã định trước sẽ trở thành kẻ địch một sống một còn vì vị trí chủ gia tộc này. Lâm Lang vừa ra lệnh, hai gã cao thủ vốn trước đây vẫn bảo vệ Lâm Thiên Tường lập tức đứng ra không hề do dự, đồng thời cất bước về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo, chủ gia tộc đã qua đời rồi, nhà họ Lâm này đã không còn ai bảo vệ cậu, tốt nhất là cậu hãy rời xa nơi này, có lẽ đó mới là đường sống duy nhất đấy. Hai cao thủ chắn trước mặt Lâm Hạo, một người nghiêm nghị nói. Các ông là vệ sĩ được bố tôi tin tưởng nhất, vì sao lại trợ giúp kẻ phản loạn làm bậy? Tôi còn đang cầm di chúc của bố tôi trong tay, lẽ ra các ông nên bảo vệ tôi mới đúng chứ? Lâm Hạo bình tĩnh hỏi hai người kia, trên mặt không hề lộ chút sợ hãi. Hai người kia thoáng lộ vẻ hổ thẹn, nhưng cũng chỉ trong một giây lát, bọn họ đã nhanh chóng bình thản trở lại. Con người hay con vật đều hướng tới chỗ tốt hơn, cậu Lang cho chúng tôi những điều kiện tốt không thể chối từ, cho nên chúng tôi có thể liều mạng vì cậu ấy. Một trong hai cao thủ lên tiếng, còn cậu, xưa nay bản tính đã yếu mềm, không mạnh mẽ và có dã tâm như cậu Lang, đi theo cậu vốn không có bất kỳ tiền đồ gì đáng nói. Một cao thủ khác cũng nói, người hiền hậu thì không nắm quyền được, người chính nghĩa thì không nắm tiền tài được, mà bản tính cậu lại vừa hiền hậu vừa chính nghĩa, cho nên, xin lỗi. Lâm Hạo bỗng nở nụ cười, người hiền hậu thì không nắm quyền, người chính nghĩa thì không nắm tiền tài được, nói hay lắm, thì ra trong mắt các người, tôi chỉ là một kẻ vô năng đến thế. Cũng tốt, đã như vậy, nếu tôi có làm ra vài chuyện không hay thì lòng cũng sẽ không phải nặng nề tự trách, dẫu sao, hết thảy đều là lựa chọn của bản thân các ông. Nghe Lâm Hạo nói xong, hai gã cao thủ kia bỗng có cảm giác thật kỳ quái, như thể đây là lần đầu bọn họ biết đến Lâm Hạo vậy. Không chỉ bọn họ, ngay cả Lâm Lang và các vị chủ nhánh khác của gia tộc họ Lâm cũng có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ, Lâm Hạo còn có chiêu gì chưa dở ra? Nghĩ tới đó, Lâm Lang bỗng chốc hốt hoảng tâm thần, phẫn nộ quát, lằng nhằng vô ích làm gì? Sao còn chưa ra tay đi? Bấy giờ, hai cao thủ không còn do dự nữa, chỉ nói một câu, Lâm Hạo, mọi chuyện đều do cậu gieo gió gặt bão. Vừa dứt lời, hai người đã đồng loạt xông về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo lúc này, một tay cầm di chúc,
bình thản đứng đó, trong mắt đột ngột lóe lên một tia tàn khốc. Chẳng lẽ Lâm Hạo bị sợ tới ngu người rồi? Lẽ nào ông ta không hiểu rằng hai người này đều là cao thủ vương cảnh trung kỳ hay sao? Ông ta dám đứng yên đón đầu, chẳng lẽ đã biết không thoát được nên đứng yên chịu chết? Kể ra cũng đáng tiếc, nói thế nào Lâm Hạo cũng là đứa con được chủ gia tộc Lâm yêu thương nhất, phải chết như thế này thật là chẳng đáng. Những người nhà họ Lâm thấy Lâm Hạo vẫn đứng yên bất động, có kẻ không đành lòng, nói. Cút! Đột nhiên, một tiếng quát to vang vọng khắp nơi. Hai cao thủ vương cảnh trung kỳ vừa lao tới trước mặt Lâm Hạo bị đánh bay ra như diều đứt dây. Cái gì? Sao lại thế được? Lâm Hạo chỉ dùng một chiêu đánh bại hai cao thủ vương cảnh trung kỳ. Giờ khắc này, toàn bộ những người nắm quyền trong gia tộc họ Lâm đều đứng phắt dậy, vẻ mặt khiếp sợ tột cùng. Lâm Lang cũng trợn to mắt nhìn, hai cao thủ kia có thực lực mạnh cỡ nào, ông ta biết rất rõ, nhưng lúc này đây, cả hai đều bị Lâm Hạo đánh bay như bóng cao su. Đám người cầm quyền trong gia tộc họ Lâm cũng cực kỳ khiếp sợ, chủ nhánh của các nhánh gia tộc đều là cao thủ vương cảnh trung kỳ, toàn bộ nhà họ Lâm, chỉ có mình Lâm Thiên Tường mới có được thực lực vương cảnh hậu kỳ khi ở trong trạng thái đỉnh cao. Mà hôm nay, Lâm Hạo lại bộc lộ ra thực lực của một cao thủ vương cảnh hậu kỳ, không ai có thể chấp nhận sự thật này, nhưng sự thật đã phơi bày ra trước mắt bọn họ, không muốn cũng phải tiếp nhận. Lâm Lang nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, sát khí điên cuồng nhân lên trong mắt. Trước nay ông ta chưa từng để mắt đến Lâm Hạo, bởi vì theo ý ông ta thì Lâm Hạo chỉ biết nịnh bợ là giỏi, cho nên mới được lòng Lâm Thiên Tường. Chỉ cần Lâm Thiên Tường chết đi, Lâm Hạo cũng sẽ triệt để rời khỏi trung tâm quyền lợi của nhà họ Lâm. Một Lâm Hạo vốn chẳng có gì đáng sợ trong mắt ông ta, lúc này lại bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ khiếp người, khiến cho ông ta không thể tiếp thu sự thật này. Thì ra, lão già kia đã sớm truyền thụ võ thuật của mình cho mày, chẳng trách những năm gần đây, mày cứ kè kè bên cạnh lão. Lâm Lang tức đến nghiến răng ken két, nói, Lâm Hạo, thật không ngờ mày lại giấu giỏi như vậy. Mấy vị chủ nhánh không ai dám lên tiếng, đều chỉ nhìn Lâm Hạo bằng ánh mắt cực kỳ căng thẳng. Lúc này, Lâm Hạo chợt đi thẳng tới chỗ Lâm Lang, mọi người đều đang hoang mang suy đoán xem Lâm Hạo muốn làm gì. Bốp, bỗng một tiếng tát tai vang lên, vọng khắp căn phòng. Mọi người đều trợn mắt há miệng nhìn, Lâm Lang bị Lâm Hạo cho một cái tát, đánh bay khỏi vị trí chủ tọa. Ông ấy là bố chúng ta, không phải lão già nào, nếu anh còn dám nhục mạ bố, tôi sẽ tự tay giết anh. Lâm Hạo không hề che giấu sát khí trong mắt mình, ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Lang đang té ngã trên mặt đất, nói. Lâm Hạo. Lâm Lang loạng choạng bò dậy, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gọi ra cái tên Lâm Hạo. Nhưng Lâm Hạo chẳng buồn nhìn ông ta thêm một cái mà ngồi luôn vào vị trí chủ tọa, đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, bình thản lên tiếng, dựa theo di chúc của chủ gia tộc. Vị trí chủ gia tộc đời tiếp theo nên do tôi nắm giữ, các người có ai không phục không? Đầu tiên là lấy võ thuật trấn áp, sau đó dằn mặt Lâm Lang, lúc này có ai dám nói không với ông ta? Lâm Lang đứng đó, sắc mặt vặn vẹo biến dạng, hai mắt ghim chặt vào Lâm Hạo, tao không phục. Không phục, một kẻ vô dụng như anh, không phục cái gì? Lâm Hạo lạnh giọng chất vấn, nếu anh đã không phục thì tiếp đó anh định đối phó với tôi thế nào? Dùng cái thực lực chỉ mới vương cảnh trung kỳ của anh à? Hay là kết liên minh với năm nhánh của nhà họ Lâm? Hoặc là lấy nhánh chính ra đối phó với tôi? Lâm Lang nghe nói mà nghẹn họng, Lâm Hạo nói không sai, chỗ dựa của ông ta trước nay chỉ có nhánh chính. Nhánh chính vốn do chủ gia tộc nắm giữ, nay Lâm Hạo thể hiện thực lực vương cảnh hậu kỳ mạnh mẽ, người của nhánh chính sẽ lựa chọn thế nào, không cần hỏi cũng biết. Nếu đã không thể thì chớ nói mấy lời thừa thãi với tôi, từ nay về sau, nhà họ Lâm này không còn chỗ cho anh nữa, nể chút tình anh em trước đây. Tôi tha cho anh một lần, cút đi. Lâm Hạo thẳng thừng đuổi Lâm Lang. Ngay vừa rồi, Lâm Lang còn ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh có hai vị cao thủ vương cảnh trung kỳ bảo vệ, ông ta vênh váo tự đắc nói muốn tống cổ Lâm Hạo khỏi nhà họ Lâm. Chỉ mấy phút sau, hai người đã đổi vị trí cho nhau, thật nực cười biết bao. Lâm Hạo, mày đừng có quá đáng. Lâm Lang giận dữ hét lớn. Người đâu, đuổi Lâm Lang ra ngoài cho tôi. Lâm Hạo lên tiếng ra lệnh. Nhưng không một ai bước ra. Lâm Lang lập tức điên cuồng cười to, Lâm Hạo, mày thấy chưa? Nhà họ Lâm này còn chưa đến phiên mày ra lệnh đâu, còn chưa kế thừa vị trí chủ gia tộc mà mày đã muốn sử dụng quyền lợi của chủ gia tộc à? Xem ra, trước đây tôi đã quá nhân từ, thế cho nên dù tôi đã bộc lộ thực lực của mình, các người vẫn cảm thấy tôi đây là kẻ dễ bắt nạt. Lâm Hạo lạnh nhạt cười cười, ánh mắt đảo qua toàn bộ đám người ở đây. Mỗi người nắm quyền trong gia tộc họ Lâm đối mặt với ánh mắt ông ta đều cúi gục đầu xuống, không ai dám nhìn thẳng vào Lâm Hạo.
các người định để tôi tự mình ra tay hả? Lâm Hạo lên tiếng hỏi, vừa dứt lời, một khí thế cực uy nghiêm bùng nổ từ trên người ông ta. Nếu để tôi tự ra tay, có lẽ sẽ có vài người cũng cần phải cút theo Lâm Lang đấy. Lâm Hạo vừa nói xong, lập tức có vị chủ nhánh lớn tiếng hô, nhánh một tình nguyện tôn Lâm Hạo làm chủ nhà họ Lâm. Bao giờ cũng thế, một khi đã có người mở đầu thì sau đó sẽ nhanh chóng có người thứ hai, người thứ ba đưa ra lựa chọn. Nhánh 2, nguyện tuân thủ di chúc của chủ gia tộc, tôn Lâm Hạo làm chủ gia tộc đời tiếp theo. Nhánh 3, nguyện tuân thủ di chúc của chủ gia tộc, tôn Lâm Hạo làm chủ gia tộc đời tiếp theo. Ngay sau đó, mấy nhánh của nhà họ Lâm đều tỏ thái độ tình nguyện tôn Lâm Hạo làm chủ gia tộc đời tiếp theo của nhà họ Lâm. Lúc này, sắc mặt Lâm Lang đã âm trầm cực điểm, hai mắt ông ta ghim chặt lấy Lâm Hạo, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười châm chọc, "Lâm Hạo, mày tưởng tao không có chuẩn bị gì sao?" Ông ta vừa dứt lời, trong giây lát, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đã bao trùm toàn bộ căn phòng này, đặc biệt là Lâm Hạo càng cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. "Các người chết hết đi cho tôi." Lâm Lang bỗng phá lên cười, ngay khi mọi người còn đang khiếp sợ nhìn, ông ta bỗng giật tung áo mình ra. Mọi người chợt thấy quanh thân ông ta đã buộc đầy thuốc nổ. "Lâm Lang, dừng lại ngay." Có người nổi giận gầm lên. "Lâm Lang, không được làm bậy, mau bỏ mồi lửa xuống ngay." "Lâm Lang, chúng tôi tình nguyện giúp cậu đoạt lại vị trí chủ gia tộc." Bấy giờ, mấy vị chủ nhánh đều nhốn nháo khuyên bảo Lâm Lang. Ngay cả Lâm Hạo cũng phải lớn tiếng khuyên can. "Tôi tình nguyện nhường lại vị trí chủ gia tộc." "Tình nguyện nhường lại, lấy thực lực vương cảnh hậu kỳ của mày, dù tao có thực sự ngồi lên được cái ghế chủ gia tộc ấy thì liệu có thể sống sót được sao? Chẳng phải cuối cùng cũng sẽ chết trong tay mày sao?" Lâm Lang kích động hét lên giận dữ, "Lâm Hạo, cả lão chó già kia nữa, mọi hậu quả đều do các người ép tôi, nếu không phải tại các người chèn ép tôi quá đáng thì sao tôi sẽ đi tới bước đường cùng như hôm nay? Tao mới là con trưởng của nhà họ Lâm, dựa vào đâu mà mày lại trở thành người thừa kế của gia tộc này? Lão già kia đã chết rồi, sao còn để lại di chúc cho mày thừa kế gia tộc họ Lâm? Tao không phục. Nếu chuyện đã đến nước này, vậy để tao kéo tất cả chết chung đi, lão chó già kia chẳng phải vẫn mong muốn nhà họ Lâm trở thành gia tộc lớn nhất ở vương thành quan này hay sao? Lão hủy hoại ước mơ của tao, tao cũng sẽ hủy diệt giấc mộng của lão, tao sẽ kéo tất cả các người chết chung. Vậy thì nhà họ Lâm coi như triệt để bị hủy diệt rồi đi. Ha 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 ha. Lâm Lang đã thực sự điên rồi. Sau khi nói xong, ông ta bèn châm ngòi kíp nổ trên người mình. Nếu lão chó già kia muốn cho mày trở thành chủ gia tộc đến thế, vậy tao sẽ hủy diệt gia tộc này, cho các người cùng chết. Lâm Lang cười lớn, vẻ mặt cực kỳ điên cuồng. Mặc dù Lâm Hạo đã định liệu đến mọi chuyện nhưng cũng không sao tưởng tượng nổi, Lâm Lang lại có thể trở nên điên cuồng đến vậy. Vì vị trí chủ gia tộc này mà có thể liều chết đến độ buộc cả thuốc nổ vào người. Xem ra, ông ta đã sớm có quyết tâm, nếu không thể chiếm được vị trí chủ gia tộc thì sẽ kéo tất cả mọi người chôn cùng mình. Khốn kiếp! Lâm Hạo tức tối vô cùng, mặc dù ông ta đã là cao thủ vương cảnh hậu kỳ nhưng tận mắt chứng kiến ngòi nổ trên người Lâm Lang càng lúc càng ngắn lại, ông ta cũng đành bất lực. Ông ta cực kỳ không cam lòng, ẩn nhẫn bao nhiêu năm nay. Ngày ngày theo bố tập võ chính là vì một ngày có thể kế thừa vị trí của bố, sẽ chia gánh nặng gia tộc với bố. Vất vả lắm mới chờ đến ngày này, ông ta đã hoàn thành cả quy hoạch cho tương lai của nhà họ Lâm, đợi đến khi kế thừa vị trí chủ gia tộc thì sẽ bắt đầu trổ tài, nỗ lực khiến nhà họ Lâm vượt lên trên các gia tộc lớn khác, thậm chí còn mong muốn có thể sánh vai với vương tộc họ Quan. Nhưng hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu, lại đã chuẩn bị đổ về hướng diệt vong. Không chỉ Lâm Hạo mà những người cầm quyền khác của gia tộc cũng cực kỳ không cam tâm cứ thế chết đi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chết một cách lãng xẹt như vậy. Từ lúc Lâm Lang châm ngòi kíp nổ cho đến giờ, tất cả đều chỉ xẹt qua trong một tích tắc, không ai có biện pháp nào ngăn cản lại được. Lúc này, ngòi nổ đã cháy sát đến bọc thuốc nổ, có lẽ, một giây tiếp theo chính là thời điểm bộc phát của kíp nổ này. Oanh! Vào đúng thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ trông thấy một bóng hình lóe lên hệt yêu ma, xuất hiện ngay cạnh Lâm Lang, nhấc chân đạp ông ta ra ngoài. Thân thể Lâm Lang tông thẳng vào cửa sổ, bay vèo ra ngoài. Nằm xuống. Gần như cùng lúc, một tiếng quát to nổ vang bên tai mọi người. Ầm. Tất cả còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đồng thời, một luồng sóng xung kích cực mãnh liệt mang theo hơi nóng khủng khiếp sau vụ nổ quét tới, khiến cho những cao thủ thực lực dưới vương cảnh đều bị chấn động hộc máu. Kể cả các cao thủ vương cảnh cũng có cảm giác vừa bị nện thật mạnh vào người, lục phủ ngũ tạng như đều lệch vị trí sau vụ nổ này. Chỉ có vài cao thủ vương cảnh kịp thời nằm xuống mới có thể bình yên vô sự.
Lúc này, không chỉ nhà họ Lâm mà toàn bộ Vương Thành Quan đều nghe thấy tiếng nổ mạnh trên bầu trời ở vị trí gia tộc họ Lâm. Nhà họ Lâm vừa xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có tiếng nổ dữ dội như vậy? Rất nhiều người của các gia tộc lớn trong Vương Thành Quan đều nhận ra tiếng nổ khủng khiếp vừa rồi đến từ phía nhà họ Lâm. Tại nhà họ Khương, tất nhiên Khương Hùng cũng nghe thấy, lão ta lập tức tái nhợt mặt mày, cậu Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu chẳng may Dương Thanh gặp chuyện gì ở nhà họ Lâm thì Khương Hùng chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Bởi, Dương Thanh tới nhà họ Lâm cũng coi như là vì lão ta. Tại Vương Phủ họ Quan, sắc mặt của Quan Vương cũng căng thẳng tột cùng, mắt chăm chăm nhìn về phía nhà họ Lâm, nghiêm nghị nói, xem ra, nhà họ Lâm xảy ra chuyện lớn rồi. Hầu như tất cả các gia tộc đứng đầu đều đã cho rằng nhà họ Lâm đã tan thành cho bụi trong vụ nổ khủng khiếp này. Bởi dẫu sao, vụ nổ này quá lớn, không ai tin được rằng sau vụ nổ ấy, nhà họ Lâm còn có thể tồn tại bình yên. Cùng lúc đó, bên trong phòng họp của nhà họ Lâm, mọi thứ ngổn ngang hỗn độn, tấm cửa thủy tinh của phòng đã bị sóng âm chấn vỡ nát. Nhưng lúc này, mọi ánh mắt đều dồn về một bóng người trẻ tuổi đang đứng ở giữa phòng, ngay vị trí cũ của Lâm Lang. Cậu Thanh, là cậu. Lâm Hạo ngây người vài giây, sau đó khiếp sợ thốt lên. Trước đây, khi ông ta đưa Lâm Thiên Tường tới nhà họ Khương nhờ Phùng Tiểu Uyển chữa trị cũng từng gặp mặt Dương Thanh, khi đó Khương Hùng còn đích thân giới thiệu Lâm Thiên Tường cho Dương Thanh. Không chỉ có vậy, Phùng Tiểu Uyển dường như vô cùng cung kính với Dương Thanh, mọi sự đều đặt Dương Thanh lên trên hết. Khi đó, ông ta còn đang thắc mắc, vì sao một người thanh niên chưa tới 30 tuổi lại có thể nhận được sự ưu ái của Khương Hùng, thậm chí còn có thể khiến cho một thần y như Phùng Tiểu Uyển cung kính đối đãi. Cho đến giờ phút này, ông ta đã hiểu ra. Bản thân ông ta đã là vương cảnh hậu kỳ, nhưng khi đối mặt với khối thuốc nổ di động như Lâm Lang, ông ta vẫn không có bất kỳ biện pháp nào để tự cứu bản thân. Nhưng Dương Thanh lại có thể cứu được toàn bộ gia tộc họ Lâm này. Ông ta dám chắc rằng, ngay trước khi Lâm Lang châm thuốc nổ, Dương Thanh căn bản không có mặt trong phòng họp. Khi đó, bản thân ông ta đã không còn cách nào. Nhưng Dương Thanh lại đáp xuống như một thiên thần, đạp bay Lâm Lang khi ấy đã sắp phát nổ. Người như thế, há là người tầm thường. Không chỉ Lâm Hạo mà những người lãnh đạo khác của nhà họ Lâm cũng đang khiếp sợ ra mặt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh khẽ gật đầu với Lâm Hạo rồi nói, dẫn tôi đi gặp ông chủ Lâm đi. Anh đã tới nhà họ Lâm từ sớm, nhưng cũng đã biết ý định của Lâm Thiên Tường muốn để Lâm Hạo tự mình nắm lấy gia tộc họ Lâm trong tay nên mới không đứng ra giúp từ đầu. Nay Lâm Lang đã chết, Lâm Hạo cũng đã bộc lộ thực lực cực mạnh, những người cầm quyền khác của nhà họ Lâm nào còn ai dám tranh đoạt vị trí chủ gia tộc. Cho nên, hiện tại để lộ ra tin tức Lâm Thiên Tường còn sống cũng không có vấn đề gì. Bố tôi đang ở trong phòng, ông ấy tự tu dưỡng, giờ tôi sẽ đưa cậu tới gặp ông ấy ngay. Lâm Hạo tỏ thái độ hết sức cung kính, nói. Được. Dương Thanh gật đầu, đi theo Lâm Hạo. Đợi khi Dương Thanh và Lâm Hạo đi khuất, đám người cầm quyền của nhà họ Lâm trong phòng họp bắt đầu xôn xao cả lên. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc vừa có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi người thanh niên kia có nói muốn gặp chủ gia tộc. Lâm Hạo còn nói, chủ gia tộc đang ở trong phòng riêng tự tu dưỡng, thậm chí còn dẫn người thanh niên kia đến gặp. Không phải chủ gia tộc đã chết rồi sao? Bấy giờ, tất cả mọi người đều ngây ra. Trong lòng mọi người đều tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc, ngay sau đó đã có người đoán ra tất cả. Lẽ nào chủ gia tộc chưa chết, ông ấy vẫn còn sống? Lâm Hạo mang di chúc của chủ gia tộc tới đây yêu cầu kế thừa vị trí, chính là để thử chúng ta. Bỗng có người thốt ra suy đoán. Ông ta vừa dứt lời, tất cả đều trợn tròn mắt, lòng sợ hãi tột cùng. Nếu quả là như vậy, chẳng phải những việc bọn họ đã từng làm để tranh giành quyền thế trước đây đều đã bị chủ gia tộc biết cả. Nay bên cạnh chủ gia tộc có thêm một cao thủ vương cảnh hậu kỳ là Lâm Hạo, còn ai có thể lay động địa vị của nhánh chính? Lúc này, Lâm Hạo đã dẫn Dương Thanh tới phòng của Lâm Thiên Tường. Thưa bố, vừa rồi cậu Thanh đây đã cứu nhà họ Lâm chúng ta. Lâm Hạo vừa vào phòng liền vội vàng báo cáo với Lâm Thiên Tường. Lâm Thiên Tường đến nay vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra ngoài kia, chỉ biết bên ngoài nhà họ Lâm vừa vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó đã thấy Lâm Hạo dẫn Dương Thanh tới đây. Giờ đây nghe Lâm Hạo nói, lão ta mới lờ mờ đoán ra đã có chuyện lớn. Lâm Hạo vội thuật lại toàn bộ sự việc với Lâm Thiên Tường. Khi Lâm Thiên Tường biết Dương Thanh bỗng nhiên xuất hiện, đạp bay Lâm Lang cứu toàn bộ nhà họ Lâm, vẻ mặt lão ta tràn đầy cảm kích. Bịch! Lâm Thiên Tường chợt quỳ phịch hai gối xuống đất, nói với Dương Thanh bằng giọng cảm kích vô cùng, xin cảm tạ ơn cứu mạng của cậu Thanh,
từ nay về sau, cậu chính là ân nhân của nhà họ Lâm tôi. Nếu để người ngoài thấy cảnh tượng Lâm Thiên Tường quỳ gối trước mặt Dương Thanh như thế này, nhất định sẽ kinh ngạc rất cằm. Lão ta chính là người đứng đầu gia tộc họ Lâm, một trong bốn gia tộc lớn nhất của Vương Thành Quan này, tính trong khắp Chiêu Châu, đây là gia tộc có thể xếp vào hàng những gia tộc đứng đầu. Không chỉ có thế, Lâm Thiên Tường còn là một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Một người đứng đầu gia tộc quyền thế cỡ đó lại quỳ gối trước một thanh niên chưa đầy 30. Ông chủ Lâm xin hãy đứng lên đi. Dương Thanh vội vàng bước tới tự mình đỡ Lâm Thiên Tường đứng lên. Tuy thực lực của anh vượt xa Lâm Thiên Tường nhưng trước mặt lão ta, anh vẫn chỉ là một thanh niên hàng con cháu, để một người cao tuổi như thế quỳ xuống với mình thì thật là tổn thọ. Cậu Thanh, vô cùng cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu, nhà họ Lâm hôm nay coi như xong rồi. Lâm Thiên Tường nắm chặt tay Dương Thanh mãi không chịu buông, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Lâm Hạo cũng cười nói, đúng vậy, lần này thực sự nhờ có cậu Thanh đây, bằng không toàn bộ cấp cao trong nhà họ Lâm đã gặp nạn, ngày sau gia tộc này sẽ hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Được khen nhiều, Dương Thanh cũng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Đúng rồi, cậu Thanh đây tới nhà chúng tôi không chỉ vì giúp chúng tôi thôi đâu nhỉ? Lâm Thiên Tường đột nhiên hỏi. Dương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ông chủ Lâm có biết quỷ môn của Miêu Thành? Nghe đến cái tên này, Lâm Thiên Tường hơi biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt lão ta đã khôi phục như thường. Sau một hồi trầm mặc, lão ta mới gật đầu, tôi có biết, hơn 50 năm trước, tôi từng tới Miêu Thành. Thật ra cổ độc mà tôi bị trúng phải chính là do một người phụ nữ ở Miêu Thành hạ cổ trong chuyến đi đó. Không chỉ có thế, những thành tựu mà tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ người phụ nữ đó hỗ trợ. Nghe Lâm Thiên Tường nói xong, Dương Thanh thoáng kinh ngạc. Trước đây Khương Hùng từng nói cho anh hay, sau khi trở về từ Miêu Thành thì thực lực của Lâm Thiên Tường bỗng tăng vọt, không ngờ hết thảy đều có liên quan tới một người phụ nữ ở Miêu Thành. Tôi vốn không cố ý tìm hiểu chuyện riêng tư của ông chủ Lâm, nhưng ông cũng biết đấy, tôi và nhà họ Khương có quan hệ khá đặc biệt. Ngay sau khi ông rời khỏi nhà họ Khương, bên đó đã xảy ra vài chuyện không hay. Mười mấy cao thủ của quỷ môn Miêu Thành đột nhiên xuất hiện, thực lực đều thuộc vương cảnh trung kỳ, trong đó có người đóng giả thành chủ nhánh ba của nhà họ Khương, có ý đồ thâu tóm toàn bộ gia tộc họ Khương. Sau khi nhiệm vụ thất bại, hơn chục cao thủ vương cảnh trung kỳ đồng loạt tự sát. Vì vụ việc quá mức nghiêm trọng, mà ông chủ Lâm lại trúng cổ độc nên tôi mới đến đây tính hỏi ông chủ Lâm chút chuyện về quỷ môn của Miêu Thành. Dương Thanh thẳng thắn nói. Lâm Thiên Tường và Lâm Hạo nghe Dương Thanh nói đến chuyện kia thì đều lộ vẻ khiếp sợ. Hơn chục cao thủ vương cảnh trung kỳ đều tự sát chết sạch. Lâm Thiên Tường ngơ ngác hỏi lại. Dương Thanh gật đầu, nói đúng hơn, bọn họ đều là những cao thủ bị hạ cổ độc, mặc dù có thể đột phát ra thực lực vương cảnh trung kỳ nhưng đó đều do cổ trùng trong cơ thể kích phát tiềm lực cá nhân. Dù vậy, việc này vẫn khiến Lâm Thiên Tường và Lâm Hạo rất kinh sợ. Hơn chục cao thủ vương cảnh trung kỳ, toàn bộ Chiêu Châu này không có mấy gia tộc có thể sở hữu đội hình mạnh như vậy đâu. Ở Vương Thành Quan, phỏng chừng chỉ có vương phủ họ Quan có thể có nhiều cao thủ vương cảnh trung kỳ như vậy thôi nhỉ. Nhà họ Lâm bọn họ đúng là không được cỡ đó. Cậu Thanh muốn biết điều gì? Một hồi lâu sau, Lâm Thiên Tường mới bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Dương Thanh, hỏi. Dương Thanh đáp, tôi chỉ muốn biết, quỷ môn Miêu Thành rốt cuộc muốn làm gì? Theo tôi được biết, không chỉ có Vương Thành Quan mà cả Vương Thành Thiết cũng có xuất hiện cao thủ của quỷ môn Miêu Thành. Lần này, người đóng giả làm chủ nhánh ba của nhà họ Khương là một người tên Miêu Chính Phong thuộc quỷ môn ở Miêu Thành. Người này cũng trúng cổ độc, ban đầu tôi định buộc ông ta nói ra mục đích tới nhà họ Khương là gì, nhưng ngay khi ông ta định khai báo sự thật thì cổ độc đã bộc phát, chết trong nháy mắt. Ông ta mới chỉ nói mình tới đây theo mệnh lệnh của sư phụ. Nghe Dương Thanh nói tới những chuyện đó, ánh mắt Lâm Thiên Tường bỗng toát lên sự sợ hãi. Cậu Thanh, tôi cũng không biết mục đích của quỷ môn ở Miêu Thành là gì. Hơn 50 năm trước, tuy tôi từng đến Miêu Thành, nhưng người phụ nữ mà tôi từng tiếp xúc không phải người của quỷ môn, tôi chỉ biết người đó là người của Miêu Thành. Lâm Thiên Tường nói, sắc mặt rất nghiêm túc, nếu không phải vì cậu Thanh đây đã cứu nhà họ Lâm chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ không nói cho cậu những điều này, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Cao thủ của Miêu Thành nhiều vô cùng, hơn nữa thực lực còn sâu không lường được. Bất kể mục đích của quỷ môn ở Miêu Thành là gì, tôi hy vọng cậu đừng nên coi nhẹ, quỷ môn là tổ chức có thực lực đứng đầu Miêu Thành, chuyện bọn họ muốn làm, chắc chắn không phải việc chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay vào. Tôi biết cậu Thanh rất mạnh, thậm chí còn là cao thủ thần cảnh, nhưng Miêu Thành cũng có cao thủ thần cảnh, hơn 50 năm trước đã nghe đồn nơi đó có ít nhất 10 cao thủ thần cảnh. Lúc này đến phiên Dương Thanh kinh ngạc.
một nơi có tới 10 cao thủ thần cảnh, đây là lần đầu tiên anh nghe nói tới. Ngay cả bốn khu biên giới của Chiêu Châu cũng chỉ có 4 cao thủ thần cảnh trấn giữ mà thôi. Trong khi đó, xét bề ngoài, 4 khu biên giới đã có thể coi là những nơi có sức chiến đấu mạnh nhất của Chiêu Châu rồi. Vậy mà, một Miêu Thành lại sở hữu chí ít 10 cao thủ thần cảnh, vượt qua cả 4 khu biên giới Chiêu Châu. Đây quả thực là điều làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nếu đó là thật thì quỷ môn ở Miêu Thành đúng là nơi anh không thể dễ dàng đụng vào. Chỉ có điều, ở nhà họ Khương đã có 10 gã cao thủ vương cảnh trung kỳ mất mạng, hơn nữa, tất cả đều có liên quan đến anh. Lấy thực lực của Miêu Thành, bọn họ nhất định có thể tra ra được điều này. Bởi vậy, mối thù giữa anh và quỷ môn của Miêu Thành hiển nhiên đã hình thành rồi. Dương Thanh bỗng cười khổ một tiếng, quỷ môn Miêu Thành một chốc đã tổn thất 10 cao thủ vương cảnh, chỉ e, dù tôi không muốn chọc vào bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thiên Tường trở nên căng thẳng, lão ta nhìn Dương Thanh, ánh mắt phức tạp, cậu nói rất đúng, Miêu Thành bỗng chốc tổn thất nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Nếu có cơ hội, tốt nhất là cậu nên rời khỏi Chiêu Châu này đi, nếu không, sau này dù cậu có đi tới đâu, quỷ môn của Miêu Thành cũng sẽ tìm ra. Dương Thanh lắc đầu, trốn tránh không phải là phong cách làm việc của tôi. Mặc dù thực lực của quỷ môn ở Miêu Thành vô cùng kinh khủng nhưng Dương Thanh cũng sẽ không e ngại bọn họ. Đúng là Miêu Thành có rất nhiều cao thủ thần cảnh, nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận, mình chỉ là cao thủ thần cảnh. Hôm nay cứ coi như tôi chưa từng tới nhà họ Lâm đi. Dương Thanh bỗng lên tiếng. Nói xong, anh quay đầu rời đi. Mãi đến khi bóng dáng Dương Thanh biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Thiên Tường mới lấy lại tinh thần. Lão ta biết, anh nói vậy là không muốn nhà họ Lâm bị liên lụy. Bố, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sau khi Dương Thanh đi rồi, Lâm Hạo mới hỏi Lâm Thiên Tường, sắc mặt rất lo lắng. Lâm Thiên Tường trầm mặc một hồi, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng kỳ dị, nói, Lâm Thiên Tường ta đây, trước giờ không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Cậu Thanh đó đã cứu nhà họ Lâm ta, vậy thì dù quỷ môn ở Miêu Thành có thực lực kinh khủng cỡ nào, nhà họ Lâm ta cũng không sợ. Nghe bố mình nói thế, Lâm Hạo kinh ngạc vô cùng. Theo như ông ta thấy, nhà họ Lâm chỉ có ông ta và Lâm Thiên Tường là mạnh nhất, nhưng thực lực mới đến vương cảnh hậu kỳ. Trong khi đó, quỷ môn ở Miêu Thành có ít nhất 10 cao thủ thần cảnh, chỉ sợ dù nhà họ Lâm muốn trở thành đối thủ của quỷ môn ở Miêu Thành cũng không có tư cách đó nhỉ. Dẫu sao, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc, không thể so sánh. Dù vậy, Lâm Thiên Tường vẫn lựa chọn đứng về phía Dương Thanh, đây quả thực là một ván cược điên cuồng. Bố làm thế là vì báo ơn ạ, hay là bố muốn đặt cược vào cậu Thanh đó? Lâm Hạo nhạy bén cảm nhận được ý đồ của Lâm Thiên Tường, bèn trầm giọng hỏi. Lâm Thiên Tường sửng sốt, ngay sau đó bèn vui mừng nói, đúng như con nghĩ đấy, bố chuẩn bị lấy tương lai toàn bộ nhà họ Lâm chúng ta ra cược cậu Thanh sẽ thắng. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần là vì báo ơn, dù sao, nếu không nhờ cậu Thanh, hiện giờ nhà họ Lâm ta đã bị diệt sạch rồi. Nhưng mà, nguyên nhân lớn hơn vẫn là bố rất coi trọng cậu Thanh, một cao thủ thần cảnh chưa tới 30 tuổi, chỉ cần cậu ấy có thể sống sót, tương lai nhất định sẽ đạt tới vị trí cao nhất của thế giới này. Lâm Hạo khiếp sợ ra mặt, xưa nay Lâm Thiên Tường luôn nhìn người cực chuẩn, nhưng lão ta chưa từng đánh giá cao đến thế đối với bất kỳ người nào. Xong, ông ta ngẫm lại tuổi tác của Dương Thanh lúc này, lại liên tưởng tới thực lực khủng bố của anh, không thể không thừa nhận, Dương Thanh chính là người có thực lực mạnh nhất trong số những người ông ta từng biết. Điều đáng sợ hơn cả là, Dương Thanh còn rất trẻ. Tung tin ra ngoài, nói rằng cậu Thanh là khách quý của nhà họ Lâm ta, bất kể ai dám động đến cậu ấy thì chính là động đến gia tộc họ Lâm này. Lâm Thiên Tường bỗng đứng lên, mắt lóe sáng, chậm rãi nói, đối mặt với quỷ môn của Miêu Thành, cậu ấy còn có một vũ khí tất thắng. Ý của bố là? Lâm Hạo nghi hoặc hỏi. Yến Đô, Đế Thôn. Lâm Thiên Tường thong thả đáp. Nếu để người ngoài thấy cảnh tượng Lâm Thiên Tường quỳ gối trước mặt Dương Thanh như thế này, nhất định sẽ kinh ngạc rớt cằm. Lão ta chính là người đứng đầu gia tộc họ Lâm, một trong 4 gia tộc lớn nhất của Vương Thành Quan này, tính trong khắp Chiêu Châu, đây là gia tộc có thể xếp vào hàng những gia tộc đứng đầu. Không chỉ có thế, Lâm Thiên Tường còn là một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Một người đứng đầu gia tộc quyền thế cỡ đó lại quỳ gối trước một thanh niên chưa đầy 30. Ông chủ Lâm xin hãy đứng lên đi. Dương Thanh vội vàng bước tới tự mình đỡ Lâm Thiên Tường đứng lên. Tuy thực lực của anh vượt xa Lâm Thiên Tường nhưng trước mặt lão ta, anh vẫn chỉ là một thanh niên hàng con cháu, để một người cao tuổi như thế quỳ xuống với mình thì thật là tổn thọ. Cậu Thanh, vô cùng cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu,
nhà họ Lâm hôm nay coi như xong rồi. Lâm Thiên Tường nắm chặt tay Dương Thanh mãi không chịu buông, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Lâm Hạo cũng cười nói, đúng vậy, lần này thực sự nhờ có cậu Thanh đây, bằng không toàn bộ cấp cao trong nhà họ Lâm đã gặp nạn, ngày sau gia tộc này sẽ hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Được khen nhiều, Dương Thanh cũng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Đúng rồi, cậu Thanh đây tới nhà chúng tôi không chỉ vì giúp chúng tôi thôi đâu nhỉ? Lâm Thiên Tường đột nhiên hỏi. Dương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ông chủ Lâm có biết quỷ môn của Miêu Thành? Nghe đến cái tên này, Lâm Thiên Tường hơi biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt lão ta đã khôi phục như thường. Sau một hồi trầm mặc, lão ta mới gật đầu, tôi có biết, hơn 50 năm trước, tôi từng tới Miêu Thành. Thật ra cổ độc mà tôi bị trúng phải chính là do một người phụ nữ ở Miêu Thành hạ cổ trong chuyến đi đó. Không chỉ có thế, những thành tựu mà tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ người phụ nữ đó hỗ trợ. Nghe Lâm Thiên Tường nói xong, Dương Thanh thoáng kinh ngạc. Trước đây Khương Hùng từng nói cho anh hay, sau khi trở về từ Miêu Thành thì thực lực của Lâm Thiên Tường bỗng tăng vọt, không ngờ hết thảy đều có liên quan tới một người phụ nữ ở Miêu Thành. Tôi vốn không cố ý tìm hiểu chuyện riêng tư của ông chủ Lâm, nhưng ông cũng biết đấy. Tôi và nhà họ Khương có quan hệ khá đặc biệt, ngay sau khi ông rời khỏi nhà họ Khương, bên đó đã xảy ra vài chuyện không hay. Mười mấy cao thủ của quỷ môn Miêu Thành đột nhiên xuất hiện, thực lực đều thuộc vương cảnh trung kỳ, trong đó có người đóng giả thành chủ nhánh ba của nhà họ Khương, có ý đồ thâu tóm toàn bộ gia tộc họ Khương. Sau khi nhiệm vụ thất bại, hơn chục cao thủ vương cảnh trung kỳ đồng loạt tự sát. Vì vụ việc quá mức nghiêm trọng, mà ông chủ Lâm lại trúng cổ độc nên tôi mới đến đây tính hỏi ông chủ Lâm chút chuyện về quỷ môn của Miêu Thành. Dương Thanh thẳng thắn nói. Lâm Thiên Tường và Lâm Hạo nghe Dương Thanh nói đến chuyện kia thì đều lộ vẻ khiếp sợ. Hơn chục cao thủ vương cảnh trung kỳ đều tự sát chết sạch. Lâm Thiên Tường ngơ ngác hỏi lại. Dương Thanh gật đầu, nói đúng hơn, bọn họ đều là những cao thủ bị hạ cổ độc, mặc dù có thể đột phát ra thực lực vương cảnh trung kỳ nhưng đó đều do cổ trùng trong cơ thể kích phát tiềm lực cá nhân. Dù vậy, việc này vẫn khiến Lâm Thiên Tường và Lâm Hạo rất kinh sợ. Hơn chục cao thủ vương cảnh trung kỳ, toàn bộ Chiêu Châu này không có mấy gia tộc có thể sở hữu đội hình mạnh như vậy đâu. Ở Vương Thành Quan, phỏng chừng chỉ có vương phủ họ Quan có thể có nhiều cao thủ vương cảnh trung kỳ như vậy thôi nhỉ. Nhà họ Lâm bọn họ đúng là không được cỡ đó. Cậu Thanh muốn biết điều gì? Một hồi lâu sau, Lâm Thiên Tường mới bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Dương Thanh, hỏi. Dương Thanh đáp. Tôi chỉ muốn biết, quỷ môn Miêu Thành rốt cuộc muốn làm gì. Theo tôi được biết, không chỉ có Vương Thành Quan mà cả Vương Thành Thiết cũng có xuất hiện cao thủ của quỷ môn Miêu Thành. Lần này, người đóng giả làm chủ nhánh ba của nhà họ Khương là một người tên Miêu Chính Phong thuộc quỷ môn ở Miêu Thành. Người này cũng trúng cổ độc, ban đầu tôi định buộc ông ta nói ra mục đích tới nhà họ Khương là gì, nhưng ngay khi ông ta định khai báo sự thật thì cổ độc đã bộc phát, chết trong nháy mắt. Ông ta mới chỉ nói mình tới đây theo mệnh lệnh của sư phụ. Nghe Dương Thanh nói tới những chuyện đó, ánh mắt Lâm Thiên Tường bỗng toát lên sự sợ hãi. Cậu Thanh, tôi cũng không biết mục đích của quỷ môn ở Miêu Thành là gì. Hơn 50 năm trước, tuy tôi từng đến Miêu Thành, nhưng người phụ nữ mà tôi từng tiếp xúc không phải người của quỷ môn, tôi chỉ biết người đó là người của Miêu Thành. Lâm Thiên Tường nói, sắc mặt rất nghiêm túc, nếu không phải vì cậu Thanh đây đã cứu nhà họ Lâm chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ không nói cho cậu những điều này, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Cao thủ của Miêu Thành nhiều vô cùng, hơn nữa thực lực còn sâu không lường được. Bất kể mục đích của quỷ môn ở Miêu Thành là gì, tôi hy vọng cậu đừng nên coi nhẹ, quỷ môn là tổ chức có thực lực đứng đầu Miêu Thành, chuyện bọn họ muốn làm, chắc chắn không phải việc chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay vào. Tôi biết cậu Thanh rất mạnh, thậm chí còn là cao thủ thần cảnh, nhưng Miêu Thành cũng có cao thủ thần cảnh, hơn 50 năm trước đã nghe đồn nơi đó có ít nhất 10 cao thủ thần cảnh. Lúc này đến phiên Dương Thanh kinh ngạc. Một nơi có tới 10 cao thủ thần cảnh, đây là lần đầu tiên anh nghe nói tới. Ngay cả 4 khu biên giới của Chiêu Châu cũng chỉ có 4 cao thủ thần cảnh trấn giữ mà thôi. Trong khi đó, xét bề ngoài, 4 khu biên giới đã có thể coi là những nơi có sức chiến đấu mạnh nhất của Chiêu Châu rồi. Vậy mà, một Miêu Thành lại sở hữu chí ít 10 cao thủ thần cảnh, vượt qua cả 4 khu biên giới Chiêu Châu. Đây quả thực là điều làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu đó là thật thì quỷ môn ở Miêu Thành đúng là nơi anh không thể dễ dàng đụng vào. Chỉ có điều, ở nhà họ Khương đã có 10 gã cao thủ vương cảnh trung kỳ mất mạng, hơn nữa, tất cả đều có liên quan đến anh. Lấy thực lực của Miêu Thành, bọn họ nhất định có thể tra ra được điều này. Bởi vậy, mối thù giữa anh và quỷ môn của Miêu Thành hiển nhiên đã hình thành rồi. Dương Thanh bỗng cười khổ một tiếng,
Quỷ Môn Miêu Thành một chốc đã tổn thất 10 cao thủ vương cảnh, chỉ e, dù tôi không muốn chọc vào bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thiên Tường trở nên căng thẳng, lão ta nhìn Dương Thanh, ánh mắt phức tạp, cậu nói rất đúng, Miêu Thành bỗng chốc tổn thất nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Nếu có cơ hội, tốt nhất là cậu nên rời khỏi Chiêu Châu này đi, nếu không, sau này dù cậu có đi tới đâu, quỷ môn của Miêu Thành cũng sẽ tìm ra. Dương Thanh lắc đầu, trốn tránh không phải là phong cách làm việc của tôi. Mặc dù thực lực của quỷ môn ở Miêu Thành vô cùng kinh khủng nhưng Dương Thanh cũng sẽ không e ngại bọn họ. Đúng là Miêu Thành có rất nhiều cao thủ thần cảnh, nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận, mình chỉ là cao thủ thần cảnh. Hôm nay cứ coi như tôi chưa từng tới nhà họ Lâm đi. Dương Thanh bỗng lên tiếng. Nói xong, anh quay đầu rời đi. Mãi đến khi bóng dáng Dương Thanh biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Thiên Tường mới lấy lại tinh thần, lão ta biết, anh nói vậy là không muốn nhà họ Lâm bị liên lụy. Bố, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sau khi Dương Thanh đi rồi, Lâm Hạo mới hỏi Lâm Thiên Tường, sắc mặt rất lo lắng. Lâm Thiên Tường trầm mặc một hồi, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng kỳ dị, nói, Lâm Thiên Tường ta đây, trước giờ không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Cậu Thanh đó đã cứu nhà họ Lâm ta, vậy thì dù quỷ môn ở Miêu Thành có thực lực kinh khủng cỡ nào, nhà họ Lâm ta cũng không sợ. Ngôn tình ngược. Nghe bố mình nói thế, Lâm Hạo kinh ngạc vô cùng. Theo như ông ta thấy, nhà họ Lâm chỉ có ông ta và Lâm Thiên Tường là mạnh nhất, nhưng thực lực mới đến vương cảnh hậu kỳ. Trong khi đó, quỷ môn ở Miêu Thành có ít nhất 10 cao thủ thần cảnh, chỉ sợ dù nhà họ Lâm muốn trở thành đối thủ của quỷ môn ở Miêu Thành cũng không có tư cách đó nhỉ. Dẫu sao, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc, không thể so sánh. Dù vậy, Lâm Thiên Tường vẫn lựa chọn đứng về phía Dương Thanh, đây quả thực là một ván cược điên cuồng. Bố làm thế là vì báo ơn ạ, hay là bố muốn đặt cược vào cậu Thanh đó? Lâm Hạo nhạy bén cảm nhận được ý đồ của Lâm Thiên Tường, bèn trầm giọng hỏi. Lâm Thiên Tường sửng sốt, ngay sau đó bèn vui mừng nói, đúng như con nghĩ đấy, bố chuẩn bị lấy tương lai toàn bộ nhà họ Lâm chúng ta ra cược cậu Thanh sẽ thắng. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần là vì báo ơn, dù sao, nếu không nhờ cậu Thanh, hiện giờ nhà họ Lâm ta đã bị diệt sạch rồi. Nhưng mà, nguyên nhân lớn hơn vẫn là bố rất coi trọng cậu Thanh, một cao thủ thần cảnh chưa tới 30 tuổi, chỉ cần cậu ấy có thể sống sót, tương lai nhất định sẽ đạt tới vị trí cao nhất của thế giới này. Lâm Hạo khiếp sợ ra mặt, xưa nay Lâm Thiên Tường luôn nhìn người cực chuẩn, nhưng lão ta chưa từng đánh giá cao đến thế đối với bất kỳ người nào. Song, ông ta ngẫm lại tuổi tác của Dương Thanh lúc này, lại liên tưởng tới thực lực khủng bố của anh, không thể không thừa nhận, Dương Thanh chính là người có thực lực mạnh nhất trong số những người ông ta từng biết. Điều đáng sợ hơn cả là, Dương Thanh còn rất trẻ. Tung tin ra ngoài, nói rằng cậu Thanh là khách quý của nhà họ Lâm ta, bất kể ai dám động đến cậu ấy thì chính là động đến gia tộc họ Lâm này. Lâm Thiên Tường bỗng đứng lên, mắt lóe sáng, chậm rãi nói, đối mặt với quỷ môn của Miêu Thành, cậu ấy còn có một vũ khí tất thắng. Ý của bố là? Lâm Hạo nghi hoặc hỏi. Yến Đô, Đế Thôn. Lâm Thiên Tường thong thả đáp. Quan Vương ngạc nhiên. Ý của Dương Thanh là anh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết nhưng cần sự phối hợp của vương tộc à? Chỉ bằng cậu Thanh nói ra trước, cũng tiện cho tôi xem xét, đúng không? Quan Vương cười nói. Ý của lão ta cũng rất rõ, đó chính là chờ Dương Thanh nói suy nghĩ của anh ra trước rồi lão ta sẽ quyết định có phối hợp hay không. Dương Thanh cũng không để ý, cười nói, suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chính là chủ động dẫn dụ người của quỷ môn ở Miêu Thành, chẳng phải vương tộc cũng phát hiện người của quỷ môn Miêu Thành rồi hay sao? Quan Vương gật đầu, thuật dịch dung của họ cực kỳ hay, đến tôi cũng bị lừa, thậm chí còn giả dạng làm một trưởng lão của vương tộc họ Quan. Nếu không nhờ chuyện nhà họ Khương làm tôi đề phòng thì không biết khi nào mới phát hiện ra chuyện này. Khương Hùng nói, nghe đồn thuật dịch dung của quỷ môn là dùng cổ thuật, chế tạo bằng da mặt của người sống. Nếu muốn phát hiện, đúng là rất khó. Đúng là rất khó nhưng bây giờ chúng ta đã đề phòng, họ muốn dùng thuật dịch dung để lừa thành viên trong các tộc, e là cũng không dễ dàng gì. Quan Vương gật đầu nhìn Dương Thanh nói ra đều nhờ cậu Thanh cả. Nếu không nhờ cậu Thanh tìm được 10 người của quỷ môn Miêu Thành trong nhà họ Khương, chờ đến khi chúng ta phát hiện bí mật này, e là cũng khó. Dương Thanh nheo mắt, cười tủm tỉm nói, Quan Vương nói đùa, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không ngờ chó ngáp phải ruồi, lôi được đám người quỷ môn trà trộn trong nhà họ Khương ra. Dương Thanh không phải đồ ngốc, Quan Vương cực lực dồn công lao phát hiện người quỷ môn ở Miêu Thành cho Dương Thanh. Thật ra chỉ vì lão ta đang sợ hãi quỷ môn ở Miêu Thành,
do đó đổ hết thù hận lên người Dương Thanh. Thậm chí Dương Thanh còn đoán có lẽ vương tộc họ Quan đã phát hiện khách quý trưởng lão đó có vấn đề từ lâu rồi, chỉ là quan vương e dè quỷ môn ở Miêu Thành nên trần trừ không vạch trần. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Dương Thanh mới phát hiện người của quỷ môn Miêu Thành trong nhà họ Khương, ngay sau đó vương tộc họ Quan cũng phát hiện. Cậu Thanh khiêm tốn quá, dù thế nào thì nếu không nhờ cậu, có lẽ bây giờ nhà họ Khương đã bị quỷ môn Miêu Thành khống chế rồi. Quan vương cười sảng khoái, hơn nữa, cậu Thanh đúng là cứu tinh của vương thành quan chúng tôi. Nếu nhà họ Khương bị quỷ môn ở Miêu Thành khống chế thật, e là vương tộc họ Quan cũng gặp nguy hiểm. Quan vương, ông nói vậy hơi không đúng lắm thì phải. Mặt Khương Hùng bỗng sầm xuống, không vui nói. Quan vương bất ngờ, ý ông Khương là sao? Khương Hùng hừ lạnh nói, ông cũng nói rồi, vài chục năm trước Miêu Thành đã có 10 cao thủ thần cảnh. Mà vương thành quan rộng lớn lại không có cao thủ thần cảnh nào. Cậu Thanh chỉ là khách của vương thành quan mà thôi, cậu ấy cũng chỉ giúp nhà họ Khương chúng tôi một phen, không ngờ người quỷ môn ở Miêu Thành lại dịch dung thành tam trưởng lão nhà họ Khương từ lâu. Hơn nữa, những chuyện này là chuyện riêng của vương thành quan, liên quan gì đến cậu Thanh đâu. Ông cứ luôn miệng nói cậu Thanh phát hiện người của quỷ môn Miêu Thành, thế chẳng phải đang đẩy cậu Thanh vào mối nguy của vương thành quan à. Quan vương biết từ trước đến nay Khương Hùng luôn là người thẳng tính nhưng lại không ngờ Khương Hùng lại không hề nể mặt lão ta, thẳng thắn vạch trần ý định của mình ngay trước mặt mọi người. Khương Hùng, ông nói quá rồi. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, muốn thể hiện lòng biết ơn với cậu Thanh mà thôi, sao tôi lại đẩy cậu Thanh vào mối nguy của vương thành quan chứ? Mặt quan vương lạnh lùng, bực mình nói, tôi không hề nghĩ đến chuyện đó, do ông nhạy cảm quá thôi. Dứt lời, quan vương lại nhìn về phía Dương Thanh, cậu Thanh, tôi không có ý gì khác, đương nhiên nếu cậu cũng cho rằng tôi muốn lợi dụng cậu thì cậu cứ yên tâm đi. Tôi có thể hỗ trợ cậu giấu chuyện cậu đã giúp nhà họ Khương đối phó với cao thủ của quỷ môn Miêu Thành. Không những thế, thậm chí tôi còn sẵn sàng che giấu chuyện cậu Thanh đã đến vương thành quan. Khương Hùng hừ lạnh, không nói gì thêm. Dù gì những lời quan vương mới nói làm lão ta không thể bới móc chỗ sai được. Hai vị nghiêm trọng quá rồi. Dương Thanh cười cười, đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai tộc. Dù thế nào, tôi và nhà họ Khương cũng được xem như bạn cũ. Nếu một chuyện nhỏ như vậy mà có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai tộc chúng tôi thì quan hệ giữa chúng tôi cũng mong manh quá rồi nhỉ. Quan vương chợt cười, nhìn Khương Hùng hỏi, ông Khương, tôi nói đúng không? Đó là tất nhiên, ban nãy là tôi nhạy cảm quá, xin lỗi. Khương Hùng cũng lên tiếng. Mặc dù lão ta biết đúng là quan vương có ý định lợi dụng Dương Thanh nhưng trước mắt, Dương Thanh cũng muốn lôi kéo vương tộc họ Quan, đương nhiên lão ta sẽ nể mặt quan vương. Ha ha, ông Khương nghiêm trọng quá rồi, chỉ là cái miệng thôi mà, không có gì phải xin lỗi. Quan vương cười sang sảng, chủ động nâng tách trà, nào, uống trà đi. Nước trà nóng hổi tiến vào cổ họng, không khí căng thẳng ban nãy cũng hoàn toàn biến mất. Bỗng dưng quan vương lại hỏi, cậu Dương, lúc trước cậu nói chủ động dẫn dụ người của quỷ môn Miêu Thành, không biết cụ thể sẽ tiến hành thế nào. Khương Hùng cũng nhìn về phía Dương Thanh, chuyện này liên quan đến an toàn của Vương Thành Quan, cũng liên quan đến an toàn của Dương Thanh. Dù gì đúng là Dương Thanh đã giải quyết ổn thỏa chuyện nhà họ Khương. Nếu người của quỷ môn Miêu Thành muốn trả thù thật, chắc chắn Dương Thanh sẽ bị xem là kẻ thù số một. Nói đến quỷ môn Miêu Thành, hẳn là hai người cũng biết một nơi khác là Đế Thôn đúng không? Dương Thanh cười hỏi. Nghe đến Đế Thôn, sắc mặt hai người Quan Vương và Khương Hùng nghiêm túc hẳn lên, lần lượt gật đầu. Nghe cậu Thanh nhắc, đúng là quỷ môn Miêu Thành khá giống Đế Thôn, chỉ là quỷ môn Miêu Thành không được nổi tiếng như Đế Thôn. Quan Vương nói, nghe nói quỷ môn Miêu Thành có ít nhất 10 cao thủ thần cảnh, còn về tình hình Đế Thôn thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết trăm năm trước, người bước ra từ Đế Thôn đã làm 5 trong số 9 hoàng tộc lớn phải kinh sợ vì năng lực của mình. Sau sự kiện đó, 5 hoàng tộc lớn biến thành 5 vương tộc lớn, thực lực tổng hợp yếu dần, đến giờ vẫn không thể trở lại vị trí đỉnh phong của vương tộc. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhiều năm trôi qua, Đế Thôn luôn ở ẩn, chắc chắn là có quy định của Đế Thôn. Nếu không tại sao Đế Thôn phải khép kín, thế giới bên ngoài không tốt bằng Đế Thôn à? Khương Hùng hiểu ra, cho nên hẳn là Miêu Thành cũng có quy tắc giống vậy, quỷ môn chỉ là thế lực đứng đầu Miêu Thành, không thể đại diện cho toàn bộ Miêu Thành. Có lẽ ngay cả người quản lý chân chính của Miêu Thành cũng không biết quỷ môn đã âm thầm xuất thế, hơn nữa còn có ý đồ khống chế Chiêu Châu. Nghe suy đoán của Khương Hùng xong, mặt quan vương cũng biến sắc, khiếp sợ nhìn Dương Thanh, chờ Dương Thanh trả lời. Nếu là vậy thật thì lá gan của quỷ môn lớn thật. Trong lời đồn,
Miêu Thành có mười mấy cao thủ thần cảnh nhưng không có nghĩa quỷ môn có thể điều động hết 10 cao thủ thần cảnh đó. Dương Thanh gật đầu, ông Khương cũng đoán giống tôi nhưng tất nhiên đây chỉ là đoán. Dù sao Miêu Thành cũng giống như đế thôn, là nơi ở ẩn lánh đời. Còn về quỷ môn xuất thế, rốt cuộc nó có phải là mong muốn của toàn bộ Miêu Thành không, chúng ta không có cách nào để chứng thực. Nhưng chúng ta có thể thử một chút, lần này quỷ môn đã bị thiệt hại mười mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ, e rằng đây cũng là một thiệt hại không nhỏ với quỷ môn. Nếu chúng ta dụ người của quỷ môn ra, chỉ cần người họ đến thì chắc chắn sẽ có cao thủ thần cảnh, có thể nhân cơ hội thăm dò đối phương. Có lẽ sẽ có đáp án chúng ta muốn biết. Chỉ là một khi thất bại, e rằng hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Dương Thanh nói xong, Quan Vương và Khương Hùng đều nghiêm túc và lo lắng. Ban nãy Dương Thanh vẫn chưa nói hết câu nhưng họ đều hiểu, đó chính là nếu dẫn dụ cao thủ Miêu Thành đến, một khi thất bại, e rằng toàn bộ Vương Thành Quan sẽ bị quỷ môn khống chế. Dù sao Vương Thành Quan to như vậy nhưng không có cao thủ thần cảnh nào, bây giờ người họ có thể nương tựa vào chỉ có mình Dương Thanh. Cậu Thanh cũng nói nếu dụ người của quỷ môn Miêu Thành, tất nhiên phải có cao thủ thần cảnh nhưng Vương Thành Quan của tôi không có ai đạt đến thần cảnh. Dụ kẻ thù cao thủ thần cảnh đến, chẳng phải đang tự tìm đường chết hay sao? Quan Vương bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt sáng như sao. Dương Thanh cười nhạt, có một số việc Quan Vương đã đoán được thì cần gì phải thăm dò. Khương Hùng cũng kiêu ngạo nói, nếu đã có cậu Thanh hỗ trợ thì quỷ môn có gì đáng sợ đâu. Ha ha, cuối cùng Quan Vương cũng xác định được suy đoán trong lòng, lập tức cười to, nếu đã vậy thì cứ làm theo những gì cậu Thanh nói, chủ động dụ cao thủ quỷ môn ra,